hắn muốn xong một cái không có phiền toái như vậy, tránh khỏi đánh hắn một trận, lại được kêu cha gọi mẹ tìm một đám người tới. Ngươi dám nhục nhã ta, thật sự là không biết sống chết, hơn 20 tuổi mới thiên chi thánh cảnh, người phế vật như vậy, còn có thể lưu tại Thái Cổ Thần Tông, thật sự là kéo xuống thần tông phòng tuyến cuối cùng. Cố Thanh Doãn ánh mắt âm hàn, từng bước một áp bách mà đến. Không mang theo như thế nhục nhã người a. Lý Thiên Mệnh thế mới biết, nguyên lai, chính mình cũng kéo xuống thần đô lằn danh. Làm. Nhìn ra được, Cố Thanh Doãn đối với mình rất có lòng tin, dù sao niên kỷ của hắn tiểu, là thiên tài hàng ngũ, chờ hắn đến hiên viên tích tích niên kỷ, đoán chừng đều nhanh sinh tử kiếp. Có tự tin, rất bình thường. Mấu chốt là, toàn bộ Thanh Phong Đà đều đối với hắn có lòng tin. Cố Thanh Doãn, tuyệt đối là Thanh Phong Đà mạnh nhất chấp sự. Thực lực của hắn tại Thanh Phong Đà, gần với tỷ tỷ của hắn, hắn mới 15 tuổi a. Tại mọi người tán thưởng trong ánh mắt, Cố Thanh Doãn trong lòng nhớ tới vì hiên viên tích tích báo thù, không nói hai lời, trực tiếp giết tới. Ong ong. Tại cái này Cố Thanh Doãn sau lưng, bỗng nhiên truyền đến chói tai tiếng ông ông âm, Lý Thiên Mệnh xem xét, lại là một cái thanh sắc ngựa lớn phong. Cái này là mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, vừa vặn hết thảy trăm ngôi sao chính là thánh thú cực hạn. Kỳ danh là Bi Túc Thanh Phong. Cái này Bi Túc Thanh Phong, có kịch độc, phong bạo hai loại thuộc tính, còn có một loại ngoài định mức thuộc tính, cái kia chính là thanh âm mê hồn, nó vỗ cánh thanh âm, nghe giống là một loại rên rỉ, có thể làm cho linh hồn lâm vào một loại bi ai trong không khí, đây cũng là Bi Túc Thanh Phong tên nguyên do. Nhưng, đối với cầm giữ có thần hồn tháp Lý Thiên Mệnh tới nói, một chút hiệu quả đều không có. Ong ong. Đáng sợ là, cái kia Bi Túc Thanh Phong theo trong miệng, trực tiếp cho phun ra hơn vạn tiểu thanh phong, mỗi một cái đều hất lên lân giáp, toàn thân đều là lưỡi đao, xem ra vẫn rất tinh thần. Khi chúng nó hướng về Lý Thiên Mệnh vào tới thời điểm, quả thực lít nha lít nhít, mà lại mỗi một cái, đều có thể không ngừng bắn ra cương châm. Phế vật, nhận lấy cái chết, Cố Thanh Doãn cười lạnh một tiếng. Hắn cộng sinh thú chi độc, cơ hồ khó giải, chỉ cần chúng độc, tuyệt đối có thể gọi Lý Thiên Mệnh bệnh liệt nửa người, về sau muốn nhảy nhót đều không có cách nào. Nói chuyện trước đó, binh khí của hắn Thanh Minh Cốt Thứ, xuất hiện ở trên hai tay. Thanh Minh Cốt Thứ hết thảy có hai thanh, bén nhọn sắc bén, đều có 99 điều thánh thiên văn, thuộc về mắc cấp thánh thú binh. Lại hướng lên, cái kia chính là kiếp khí. Cố Thanh Doãn thi triển thượng phẩm cổ thánh chiến quyết điểm hồn thứ kinh. Ong ong! Hắn tiến công, để tại chỗ Thanh Phong Đà đệ tử, nguyên một đám hoảng vội vàng lui về phía sau, sợ mình bị ngộ thương. Trong lòng sớm đã đối cái này 15 tuổi thiếu niên cường thế, khiếp sợ không thôi. Nào ngờ, tại dạng này công kích trước mặt, Lý Thiên Mệnh tia không hề sợ hãi. Bên cạnh hắn, xuất hiện hai cái cộng sinh thú, một con chim nhỏ, một cái tiểu mèo đen. Lý Thiên Mệnh không có để Lam Hoang tới, để nó đối phó cái này lít nha lít nhít tiểu thanh phong không có ý nghĩa gì, ăn nướng côn trùng cái gì, vẫn là Huỳnh Hỏa am hiểu. Thèm ăn, Huỳnh Hỏa nhếch miệng cười một tiếng. Luyện ngục hỏa ảnh thi triển, trực tiếp bay ra ngoài. Bất diệt kiếm khí lao nhanh ở giữa, hỏa diễm sở hướng, tiểu thanh phong không chỗ chạy trốn. Ầm ầm, một cái nho nhỏ hắc miêu, hất lên cửu trọng hỗn độn lôi giới, lôi đình oanh minh mà xuống, bổ vào cái kia Bi Túc Thanh Phong trên thân. Tại bọn chúng yểm hộ bên trong, Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở Cố Thanh Doãn trước mắt. Nhìn bên này, Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta nhìn mẹ ngươi, Cố Thanh Doãn phát nổ nói tục. Hắn rất ít gặp loại này không biết sống chết người. Siêu. Hắn Thanh Minh Cốt Thứ, lấy điểm hồn thứ kinh, xuyên thấu mà đến. Cái kia gai xương phá không thời điểm, phát ra chói tai tiếng rít âm, có thanh âm đâm hồn hiệu dụng. Bình thường tới nói, có thể để Lý Thiên Mệnh tại nhói nhói thời điểm, đánh mất rất nhiều chiến đấu lực. Thế mà, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Đinh. Tay trái của hắn hắc ám cánh tay. Vậy mà sinh sinh bắt lấy một cái Thanh Minh Cốt Thứ. Cố Thanh Doãn ngẩn ngơ. Ngươi quá yếu, Lý Thiên Mệnh trên tay phải, Cửu Dương kiếm hội tụ vạn kiếp kiếm uy lực, trực tiếp đâm xuyên. Đinh. Mũi kiếm cùng Thanh Minh Cốt Thứ đâm ở cùng nhau. A. À. Cố Thanh Doãn kêu thảm một tiếng, chỉnh một cánh tay đều tại bạo huyết. Trên tay kia, Lý Thiên Mệnh đoạt lại Thanh Minh Cốt Thứ, thân thủ một chân, đâm vào Cố Thanh Doãn trên đùi. Phốc phốc. Cố Thanh Doãn lần nữa kêu thảm. Phốc phốc. Cửu Dương kiếm đâm vào một cái khác cái bắp đùi phía trên. Tỷ. Cố Thanh Doãn nước mắt bão táp,
trực tiếp quỳ trên mặt đất, nửa người dưới máu me đầm đìa. Đứng lên đi, ta không phải tỷ phu ngươi, không dùng được này đại lễ. Lý Thiên Mệnh khách khí nói. Tại Cố Thanh Doãn bên cạnh, Bi Thúc Thanh Phong bị điện giật đến toàn thân run rẩy, ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Dọa người hơn chính là, một trận hắc vụ rơi xuống, đầy đất đều là Tiểu Thanh Phong đốt cháy khét thi thể. Ngay sau đó, một con gà con rơi trên mặt đất, vui sướng bắt đầu ăn, cái kia đầu mổ tần suất, nhanh như tàn ảnh. Đinh đinh đinh. Trên mặt đất, bị mổ ra nguyên một đám hang động. Hình ảnh như vậy, làm cho cả Thanh Phong Đà, đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Cố Thanh Doãn cổ chi thánh cảnh tầng thứ 3, 15 tuổi thì nắm giữ trăm tinh thánh thú, bị một cái thiên chi thánh cảnh, đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cái này tối thiểu vượt qua ba trọng cảnh giới, đánh bại tương lai thiên nguyên đệ tử đi. Người này là quái vật, vẫn là che giấu thực lực. Làm sao ẩn tàng, thiên thánh chi thể rõ ràng như vậy. Nơi này không ai nhận biết Lý Thị Thánh Tộc, Lý Thiên Mệnh cái này vượt cấp giết người bản sự, đến từ thái cổ hỗn độn cự thú, cũng không quá tốt giải thích. Đừng nói đệ tử khác, chỉ là Cố Thanh Doãn chính mình cũng không tin. Sắc mặt của hắn vặn vẹo mà khó coi, có thể mấu chốt là, hắn liền đứng lên cũng khó khăn, hai chân còn tại phun huyết. Thanh Doãn, Cố Thanh Giao xuất hiện tại hắn bên người, trợ giúp nhổ xong đệ đệ trên đùi thanh minh cốt thứ. Muốn nói sắc mặt, nàng tuyệt đối càng khó coi hơn, so đờ đẫn hiên viên tích tích còn khó nhìn hơn. Tỷ, ta thua đến không phục, Cố Thanh Doãn biểu lộ run rẩy nói. Cố Thanh Giao bắt hắn cho đỡ lên, ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, âm trầm như mực. Một cỗ chí mạng âm u, rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Điểm ấy thương thế, không có mấy ngày là khỏe, đến mức nhìn ta như vậy à? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Không đến mức, không đến mức. Cố Thanh Giao tuy nhiên nói như vậy, nhưng làm Thanh Phong Đà đà chủ, thực lực của nàng đương nhiên so Cố Thanh Doãn mạnh hơn nhiều. Ngươi thật giống như, đều muốn giết ta, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, Cố Thanh Giao lãnh đạm nói. Phiền nhất các ngươi loại này người, đánh tiểu nhân, lập tức tới ngay lão, có thể hay không có chút sáng ý. Người này cũng không phải ta chọn, sớm nói cho ta thay cái không có bối cảnh, cái kia không phải. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn muốn điệu thấp a. Trông thấy hiên viên tích tích tại cái này, hắn đều quay đầu muốn đi, kết quả đối phương cứ thế mà cho cản lại. Vừa đánh bại Cố Thanh Doãn, kết quả phát hiện cái này Cố Thanh Giao là cái, vịn đệ ma. Theo nàng cái kia sát khí ngút trời ánh mắt, hoàn toàn có thể nhìn ra, nàng thật muốn giết mình. Ngươi quá phí lời, Cố Thanh Giao nói. Thanh, ta không nói, bất quá, ta cái này Long Vũ Minh chấp sự, còn giữ lời a? Hắn hỏi. Tính toán. Cố Thanh Giao cho hắn ném tới một cái lệnh bài màu hoàng kim. Lệnh bài này, phía trước khắc lấy, Long Vũ Minh, ba chữ to, mỗi nhất bút nhất họa đều là thần long, đằng sau thì khắc lấy chấp sự hai chữ. Dựa vào cái lệnh bài này, Lý Thiên Mệnh mỗi ngày, liền có thể tại trạm tinh cổ lộ ngốc phía trên một canh giờ, thời gian gấp bội. Phiền phức cho vị này một người đệ tử lệnh bài, nàng cũng muốn gia nhập Long Vũ Minh. Lý Thiên Mệnh chỉ Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta cũng muốn làm chấp sự. Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói. Ngươi xác định a? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại nói. Thử một chút. Đa chủ, cho nàng cơ hội sao? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có làm Cố Thanh Giao hận hắn. Cho, người nào đến khảo nghiệm hắn? Cố Thanh Giao âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả mọi người biết nàng tâm tình khó chịu, cũng biết, nàng cũng cùng hiên viên tích tích một dạng, cùng cái này Lý Thiên Mệnh thế như thủy hỏa. Ta đến, một cái nam đệ tử đi ra. Cảnh giới đồng dạng là cổ chi thánh cảnh tầng thứ 3. Hắn ngữ khí lạnh lẽo, hiển nhiên là muốn thông qua đánh tan Lâm Tiêu Tiêu, đến báo thủ Lý Thiên Mệnh, từ đó thắng được Cố Thanh Giao coi trọng. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh nhìn thấu, loại hiện tượng này rất bình thường. Một người muốn trèo lên trên, liền phải đem người đạp đi xuống, muốn không phải nịnh nọt, sao có thể không đắc tội người. Đánh liền xong rồi. Muốn ta hiện tại gặp phải Hiên Viên Húc, cũng không cần cha ta ra tay. Cố Thanh Doãn cần phải so Hiên Viên Húc cường. Điều này nói rõ ta Thái Cổ Thần Tông đến đúng, phải trả tại thần quốc, ta quật khởi, không có khả năng nhanh đến loại trình độ này. Trạm tinh cổ lộ là quan trọng, Lý Thiên Mệnh nhất định phải gia tăng trạm tinh cổ lộ thời gian tu luyện. Lâm Tiêu Tiêu cổ thánh cảnh tầng thứ 2, Lý Thiên Mệnh còn là lần đầu tiên nhìn nàng xuất thủ. Lần này, của nàng huyết hồn lôi ngục ma long, xem như hiện thân. Lâm Tiêu Tiêu cái này cộng sinh thú.
cùng bản thân nàng hình tượng chênh lệch rất xa, nàng xem ra cũng là cái ngốc manh ám hắc hệ thiếu nữ, nhưng là nàng cái này cộng sinh thú, hung hãn, thô bạo, thậm chí dữ tợn. Đối phương cộng sinh thú là một cái thanh dương, toàn thân đều là tráng kiện bắp thịt, cảnh giới cao hơn nhất trọng, nhưng luận hung hãn cùng uy thế, hoàn toàn bị huyết hồn lôi ngục ma long cho che xuống. Oanh! Hai người quyết đấu cùng một chỗ. Thật mạnh! Lý Thiên Mệnh hé mắt. Hắn nói không phải Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu vẫn là giống như trước đây, cung tiến cùng chiến kích song tu, nàng ngồi ở kia cộng sinh thú trên thân, sử dụng cung tiến, mũi tên rời dây cung, như thiên nữ tán hoa. Cái kia huyết sắc lôi đình mang theo mang cung tên bôn tẩu, nhanh như tia chớp, đúng là cái chí mạng uy hiếp. Nhưng tránh thức mạnh, là nàng cộng sinh thú. Long chảo, răng rồng, hai cánh cùng long đuôi, đều là sát lục thủ đoạn, nó là cái máy móc chiến đấu, mà lại nhất là hung ác. Luận thần thông, nó cũng rất mạnh. Xì xì xì. Cái kia huyết sắc lôi đình hóa thành lít nha lít nhít lưới lớn, cuốn tại đối thủ trên thân. Đây là một loại cùng loại địa ngục truy hồn điện hiệu quả, đối phương huyết nhục tại loại này huyết sắc lôi đình xé rách phía dưới, cấp tốc tan tác. Lâm Tiêu Tiêu, thắng. Nàng thắng được còn lâu mới có được Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm, mà lại đối thủ của nàng không bằng Cố Thanh Doãn, nhưng nàng cộng sinh thú chỗ cho thấy cường thế, để người khắc sâu ấn tượng. Nói thật, hôm nay Thanh Phong đã có chút mất mặt. Đây là thế nào, cái kia Lâm Tiêu Tiêu, không phải vừa đột phá cổ chi thánh cảnh sao? Ta lần trước gặp nàng, nàng vẫn là thiên chi thánh cảnh a. Thiên Viên Tích Tích não tử có chút rối loạn, nàng đang suy nghĩ chính mình có phải hay không nhớ lầm. Dù sao hiện tại, trong lòng của hắn đều cắm một thanh kiếm giống như, muốn nhiều khó chịu, thì có nhiều khó chịu. Thanh Phong Đà, càng thêm vắng lặng. Lệnh bài, Lâm Tiêu Tiêu thân thủ nói. Nàng có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Nàng cuối cùng biết, Lý Thiên Mệnh vì cái gì ưa thích nghiền ép người khác. Loại tư vị này, xác thực rất thoải mái. Đây là đối kháng vận mệnh, đối kháng giai cấp thống khoái, mặt đối với người khác quyền thế chân áp, phấn khởi phản kích, đánh vỡ thành kiến, dùng nắm đấm khiến cái này tự cho là đúng kiêu ngạo thế hệ, nhận thức lại chính mình. Nàng yêu mến loại cảm giác này, muốn đi làm giống như hắn người. Hắn quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, bỗng nhiên cảm giác, chính mình giống như có tân sinh. Cho dù là nỗ lực lại nhiều, giống như đáng giá. Siêu. Một chương chấp sự lệnh bài, rơi vào Lâm Tiêu Tiêu trên tay. Hôm nay vận khí thực là không tồi, chúng ta Thanh Phong Đà, nhiều hai vị tướng tài đắc lực, chấp sự số lượng đạt đến 13 vị. Cố Thanh Giao nói. Chúc mừng đà chủ, Lý Thiên Mệnh nói. Cố Thanh Giao nhẹ gật đầu, ai cũng biết, nàng rất không cao hứng. Không có chuyện gì, ta cáo từ trước, sau 8 ngày minh hội chiến, ta chuẩn lúc tham gia. Lý Thiên Mệnh nói. Khoan hãy đi, Cố Thanh Giao hô một tiếng, nói, tối nay tại, Long Vũ Đại Điện. Long Vũ Minh tổ chức hội nghị, toàn thể chấp sự trở lên tầng quản lý nhất định phải tham dự, đồng mưu minh hội chiến đại sự. Minh chủ chuyên môn theo Địa Nguyên Tông gấp trở về, tất cả mọi người nhất định phải đến. Đã hiểu, nhất định đến, Lý Thiên Mệnh nói. Đạt tới cổ thánh cảnh tầng thứ 6, thì có tư cách tiến Địa Nguyên Tông tu luyện. Long Vũ Minh minh chủ, là thái cổ hiên viên thị nhân vật trọng yếu, có thể tại Địa Nguyên Tông tu hành rất bình thường, tiếp qua mấy năm, đi Thiên Nguyên Tông cũng không có gì. Bất quá. Làm hắn trở lại Nhân Nguyên Tông, cái kia chính là Nhân Nguyên Tông Vương. Lý Thiên Mệnh sau khi đi một canh giờ, một cái hoàng bào nam tử đi tới Thanh Phong Đà. Cung điện bên trong. Cố Thanh Giao ngay tại đệ đệ liệu thương, nàng đau lòng ghê gớm, thanh lý vết thương thời điểm, nước mắt lại cạch rơi xuống. Nhị ca, Hiên Viên Tích Tích đem người nghênh tiếp vào. Gọi là Lý Thiên Mệnh đúng không? Nhị ca, Hiên Viên Cương Cương, hỏi. Đúng. Ta tra được, nhưng là hồ sơ phía trên chỉ ghi chú rõ, người này hơn 10 ngày trước, vừa nắm giữ Nhân Nguyên đệ tử thân phận, không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh có thể tra. Hiên Viên Cương Cương ngồi trên ghế, ngắm lấy Cố Thanh Giao nhìn. Cho nên, Cố Thanh Giao khẽ ngẩng đầu. Không tốt lắm xử lý, chỉ ít trên mặt nổi không được, loại tình huống này, có nhất định khả năng bối cảnh hùng hậu. Nhưng cũng có khả năng trống rỗng, không có cái gì. Hiên Viên Cương Cương nói. Đệ ta bị đánh thành dạng này. Em gái ta cũng thế. Hiên Viên Cương Cương nói. Ta muốn hắn trả giá đắt. Cố Thanh Giao nói. Thành đi, tối nay Long Vũ Đại Điện hội nghị, minh chủ trở về, hắn sẽ đi à? Hiên Viên Cương Cương hỏi.
hẳn là sẽ. Vậy dạng này đi, vừa tốt ta chỗ này có một thứ bảo bối, cho hắn nếm thử. Hiên Viên Cương Cương nói. Cái gì? Yến Thanh Hoa nhánh mày thuốc bột, đây chính là nắm giữ, kiếp văn, linh tai, công hiệu gì, các ngươi từng nghe nói à? Hiên Viên Cương Cương mỉm cười hỏi. Cố Thanh Giao cùng Hiên Viên Tích Tích, đều lắc đầu. Rất nhiều sinh tử kiếp cảnh người, vì gia tăng sinh đẻ cơ hội, sẽ đi tìm Yến Thanh Hoa Phấn. Yến Thanh Hoa Phấn có thể gia tăng mang thai tỷ lệ. Nhưng là cái kia Yến Thanh Hoa nhánh, lại là đoạn tử tuyệt tôn chi vật, mài về sau, vô sắc vô vị, mặc kệ nam nữ, uống về sau, đều sẽ thối giữa rơi, cái gì đều không thể chữa khỏi, đời này liền không thể muốn chuyện nam nữ. Hiên Viên Cương Cương nói. Huynh muội bọn họ tên, tuy nhiên đọc rất tốt cười, có thể người quen đều biết, bọn họ cũng không phải người lương thiện. Đồ tốt a, thì cái này. Hiên Viên Tích Tích ánh mắt sáng lên. Thì cái này đi, Cố Thanh Giao nói. Nhị ca, người thật là hung ác a, đây mới là ngươi mà. Ngươi chỉnh người bản sự, cường ta nghìn lần vạn lần, ta nói ngươi làm sao có thể sợ đâu, nguyên lai tại nín đại chiêu đây. Hiên Viên Tích Tích vội vàng phía trên đưa cho hắn nắn vai bàng. Việc rất nhỏ, muốn không phải gần nhất minh hội chiến, ta muốn giúp minh chủ thu nạp nhân tâm, chạy khắp nơi, sớm giúp ngươi thu thập cái này làm càn làm bậy. Hiên Viên Cương Cương cười nhìn Cố Thanh Giao, nói, bất quá việc này phải giữ bí mật, buổi tối yến hội, ta tìm người quen, thần không biết quỷ không hay cho hắn hạ dược, xảy ra chuyện, tất cả mọi người khác nhận, dù sao tối nay tốt xấu lẫn lộn, người không nói ta không nói liền không sao, dù sao, chúng ta thái cổ Hiên Viên thị, đằng sau cũng không phải không ai. Nhị ca nói đúng, tiểu tử này xương cốt cứng rắn, muốn tại Nhân Nguyên Tông lăn lộn, còn muốn không liếm người, tối nay thì cho hắn biết, nhân sinh đến cỡ nào tàn khốc. Hiên Viên Tích Tích cười đùa nói. Thanh Giao, ngươi hài lòng sao? Hiên Viên Cương Cương chăm chú nhìn nàng. Thanh Doãn hài lòng, ta thì hài lòng. Thanh Doãn, Hiên Viên Cương Cương mỉm cười nhìn lấy hắn. Ta hài lòng, bất quá, minh hội sau khi chiến đấu, ta còn phải cố gắng thông qua, quang minh chính đại đánh tan hắn. Đám rác rưởi này ỷ vào lớn tuổi, thì dám khi dễ ta, sớm muộn sẽ bị ta siêu việt. Cố Thanh Doãn hung ác tiếng nói. Có thể, Hiên Viên Cương Cương cho hắn giơ ngón tay cái lên. Đảo mắt cảnh ban đêm buông xuống. Băng tuyết ngập trời ban đêm, nhất là đông lạnh, hàn phong gào thét, gào khóc thảm thiết. Bão tuyết còn đang bay múa, đầy trời tuyết hoa thổi qua đi, tựa như là từng mảnh đao quang kiếm ảnh. Lâm Tiêu Tiêu một chân đạp hụt. Đem chân rút lúc đi ra, phía trên dính lấy một cái đông cứng lỗ tai. Là người mà thôi. Ta tiếp cận, cái này nơi quái quỷ gì, chúng ta thập phương đạo cung cùng cái này so ra, quả thực là nhà ấm. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái. Mạnh được yếu thua, tôn nghiêm so mệnh đều hiếm lạ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thân thể nàng hư lạnh, môi đỏ vẫn có chút không huyết sắc, chỉ có thể bọc tốt mấy trọng quần áo, đi theo Lý Thiên Mệnh sau lưng. Người đi Long Vũ Đại Điện. Không sợ bọn họ cho ngươi chơi ngáng chân sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Sợ cái gì, ta chính là đến giật đồ, còn đường tu hành, cũng là ngươi tranh ta đoạt, phải sợ sự tình ngươi thì về nhà, đừng tại đây lăn lộn. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không sợ, ta không quay về. Cái kia không phải, chúng ta bây giờ là Long Vũ Minh chấp sự, kế tiếp là muốn vì chúng ta minh hội hiệu lực, dù nói thế nào, có tài năng người, đều có thể đạt được trọng dụng đúng không? Lý Thiên Mệnh cười cười. Hướng về Long Vũ Đại Điện mà đi. Long Vũ Đại Điện lịch sử đã lâu, vô số đời nhân nguyên đệ tử, ở chỗ này huy sái qua thanh xuân cùng nhiệt huyết. Thậm chí là sinh mệnh. Trong đại điện thiêu đốt lên rất nhiều bó đuốc, vẫn có chút lạnh lẽo. Cung điện này rất lớn, độ cao đều mấy trăm mét, tựa như là cự nhân cung điện một dạng. Tối nay, Long Vũ Minh Minh Chủ, Phó Minh Chủ, Đường Chủ, Đà Chủ Hòa Thượng ngàn cái chấp sự, muốn ở chỗ này cử hành, huy động đại hội. Vì cái gì, cũng là sau 8 ngày minh hội chiến. Truyền thuyết tối nay, rất lâu đều không hề lộ diện minh chủ, sẽ đích thân buông xuống, Long Vũ Minh tầng quản lý, tâm tình dưới sự kích động, sớm thì đi tới nơi này bố trí. Rõ ràng là một đám người trẻ tuổi, ta còn tưởng rằng cùng nhà tròi giống như, không nghĩ tới, còn thật làm cho giống một chuyện. Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến đến, thì có Long Vũ Minh mỹ mạo nữ đệ tử tại cửa ra vào nghênh đón, kiểm tra thực hư chấp sự lệnh bài về sau. Liền mang theo hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu, tiến về chỗ ngồi. Đến xem xét, chỗ ngồi phía trên còn bày biện một khối bài, khắc lấy, Thanh Phong Đà chấp sự Lý Thiên Mệnh, các loại chữ. Cái này giống hay không mộ bài? Lý Thiên Mệnh cười hỏi.
Sư huynh thật biết nói đùa. Nữ đệ tử nhẹ nhàng kéo cánh tay của hắn, nũng nịu mà nói. Lúc nói chuyện, không biết là hữu ý vô ý, còn dùng ở ngực chi mềm mại, cọ lấy Lý Thiên Mệnh cánh tay. Ngươi đừng như vậy, ta là người đứng đắn, không thể chịu được. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Sư huynh, chán ghét tương đương, mỗi lần đều muốn trước giả vờ chính đáng. Lý Thiên Mệnh ngồi vào vị trí ngồi xuống. Trước mắt trên mặt bàn, không ít Long Vũ Minh đệ tử, đã bày xong sơn hào hải vị, còn thật đừng nói, mặt bài đều có, những thứ này mỹ vị món ngon, sợ là chủ tính thời gian rất lâu. Vị trí của hắn tại nơi hẻo lánh, hắn đi lên bài nhìn qua, chỉ thấy cái kia trên cùng, cao nhất vị trí, mỗi cái chỗ ngồi đều rất lớn rất phong độ, mỗi cái lên đều có bảng hiệu, khắc lấy chức vị cùng tên. Tỷ như chính giữa, một cái kia màu hoàng kim bảng hiệu, khắc lấy một hàng chữ, Minh Chủ, Hiên Viên Vũ Phong. Thao, còn thật coi mình là đại nhân vật, khí phái, không phải liền là hài tử vương sao. Hắn chế nhạo một câu. Minh Chủ ở chính giữa, hai bên là Phó Minh Chủ, sau đó bên trái 5 cái đường chủ vị trí, bên phải 5 cái đường chủ vị trí. Những người này đều còn chưa tới đây. Rõ ràng là đệ tử Minh Hội, làm đến cùng Hoàng đế cùng đầy triều văn võ giống như, tuyệt. Sư huynh, ăn quả nho. Mỹ nữ bên cạnh đệ tử điềm đạm nói. Lý Thiên Mệnh bên người, hai bên mỗi người ngồi đấy một vị nữ đệ tử, cái này trời đang rất lạnh, các nàng ăn mặc cũng không nhiều, trắng như tuyết da thịt như ẩn như hiện. Sư huynh, ta gọi Hạ Hạ, đây là muội muội ta Đông Đông, chúng ta đến từ U Lan vực, đều nói chúng ta U Lan vực nữ hài, khí chất như thủy, sư huynh ngươi nhìn ra được không? Các nàng tỉ muội kéo Lý Thiên Mệnh cánh tay, tiếng cười rất ngọt. Không nhìn ra. Chán ghét tương đương, sư huynh, ngươi tốt thẳng a. Đông Đông đẩy cánh tay của hắn nói. Người khác nói mò, Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Sư huynh tốt xấu, người ta nói là thằng nam, không phải khác, người còn như vậy, người ta thẹn thùng a. Lý Thiên Mệnh có chút không thể chịu được. Cái này đáng chết hội nghị, làm sao còn không bắt đầu. Cái này hắn meo thời gian đều đến, đại nhân vật còn không vào bàn. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ cung điện bên trong, phàm là nam chấp sự bên cạnh. Đều ngồi đấy hai người nữ đệ tử, hơn nữa còn đều là xinh đẹp cô nương. Các nàng một trái một phải hầu hạ, cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng phát ra mập mờ tiếng cười. Thao, thật mục nát. Lý Thiên Mệnh tâm lý mãnh liệt khiển trách loại hành vi này, thế này sao lại là đệ tử Minh Hội? Đám người này thực sẽ chơi. Nhìn những người kia thừa dịp chức vụ chi tiện, đối cô nương dở trò, Lý Thiên Mệnh có chút nhìn không được. Không đúng, Tiêu Tiêu. Hắn hướng bên trái xem xét, trừng mắt. Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh, hai bên mỗi người ngồi đấy một tuấn Mỹ nam đệ tử. May mắn, nam đệ tử so sánh quy củ, ngồi xa xôi, nếu không phải nữ chấp sự chủ động nói chuyện, bọn họ không dám tới gần. Cái này ngọn gió nào tức giận a đây là? Rõ ràng là một đám người trẻ tuổi, thói quen ngược lại là chỉnh thẳng chỉnh tề. Nửa ngày về sau, hơn ngàn chấp sự đều đến, Long Vũ trong đại điện 10 phần náo nhiệt, vui cười liên tục. Yên lặng, Minh Chủ đến, đều đứng dậy, bỗng nhiên có người trung khí 10 phần, hô một tiếng. Lý Thiên Mệnh cũng chờ đến buồn ngủ, cái này chính chủ xem như đến, hắn chả không nhớ ra được, hai bên hai cô nương kẹp lấy cánh tay của hắn, dán ở trên người, cứ thế mà bắt hắn cho dựng lên tới. Sư muội, đừng như vậy. Như thế nào? Không có việc gì. Lý Thiên Mệnh tằng hắng một cái, nơi nới lỏng cánh tay, hướng về thượng thủ nhìn qua. Thật uy phong, ta cũng muốn làm Minh Chủ, Lý Thiên Mệnh nói. Sư huynh, ngươi ra thật, tiểu nhân khiến người ta nghe thấy, muốn bị ăn gậy. Hạ Hạ khẩn trương nói. Không có việc gì, ta kháng đánh. Đem đầu lưỡi lôi ra đến, đánh bằng roi, ngươi gánh vác được sao? Đông Đông hiếu kỳ hỏi. Lý Thiên Mệnh cảm khái, đây đều là mười mấy 20 tuổi, làm sao chính mình như thế chính trực, bọn họ như thế có thể chơi đâu? Trong tầm mắt của hắn. Long Vũ Minh cao tầng chính thức ra sân. Trước đi ra là một đám khiêu vũ nữ đệ tử, như thủy xà một dạng chật đi ra. Trong muôn hoa, một người mặc áo trắng công tử văn nhã, trên mặt nụ cười, tại hai vị đỉnh phong mỹ nhân nâng phía dưới, đi ra. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, mi tâm của hắn vị trí, cũng có một con mắt, chỉ bất quá, không phải kim sắc, mà chính là màu đen. Lý Thiên Mệnh nghe nói, chỉ có thái cổ hiên viên thị trọng yếu nhất huyết mạch. Tam nhãn chân long mạch mới có con mắt thứ ba.
Điều này nói rõ cái này Hiên Viên Vũ Phong, thật đúng là cái nhân vật. Bái kiến minh chủ. Trong lúc nhất thời, toàn trường chấn động, tất cả mọi người khom lưng cúi đầu. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, bọn họ muốn quỳ đi xuống đây. Miễn lễ, công tử áo trắng thanh âm khiến người ta như gió xuân ấm áp, trên mặt của hắn giống như tại tỏa ánh sáng, chỉ thấy hắn vào chỗ về sau, lập tức có người hầu hạ, khoát tay chặn lại, mọi người tại đây mới dám ngồi xuống. Minh chủ rất đẹp à, hạ hạ ánh mắt sáng lên nói. Bình thường đi, một cặp mắt đào hoa, xem ra không phải vật gì tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Hạ hạ cùng đông đông liếc nhau, có chút mờ mịt. Sư huynh, người có phải hay không uống nhiều rượu rồi? Đông đông hỏi. Còn không có uống đây. Vậy ngươi nói chú ý một chút à, thật làm cho người nghe thấy được, cái kia. Sẽ bị vứt xác hoang dã. Hạ hạ kính sợ nói. Đã hiểu. Xem ra, những người này còn thật thẳng khí phái. Chư vị huynh đệ tỉ muội, ta Hiên Viên Vũ Phong, kính mọi người một chén. Chúng ta Long Vũ Minh các vị, lại có thể ở đây đoàn tụ một đường, đây là duyên phận, cũng là số mệnh, một chén này, gửi tới mời chúng ta nhiệt huyết thanh xuân, gửi tới mời chúng ta không hối hận tuổi tác. Hiên Viên Vũ Phong đứng lên, dõng dạc. Hắn vừa đứng lên đến, toàn trường lại lập tức phải đứng dậy, Lý Thiên Mệnh vừa ngồi dễ chịu, lại để cho hai cái cô nương cho kẹp. Không thể chịu được, ta muốn đổi một cái minh hội, ta hối hận. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi là vui đến quên cả trời đất đi. Huỳnh Hỏa cười nhạo nói. Ngươi đánh giám. Đến đón lấy cái này Hiên Viên Vũ Phong đánh giám còn càng nhiều, một chén, hắn nâng ly một cái, toàn trường lập tức liền muốn đứng dậy, nguyên một đám nịnh nọt, đem Lý Thiên Mệnh đều chỉnh phiền. Có thể hay không không đứng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khác a sư huynh, lần trước có người không có đứng lên. Rời sân thời điểm về đến nhà, ba cái chân cũng bị mất. Đông đông nói. Người không phải chỉ có hai cái đùi sao? Lý Thiên Mệnh ngây thơ hỏi. Sư huynh, hắn là cái nam. Thật kích thích. Cả nửa ngày, có thể tính kết thúc. Cái này cái gọi là huy động đại hội, cũng là minh chủ Hiên Viên Vũ Phong cá nhân xuất sắc, toàn trường đều là hắn tại đánh máu gà, đem mọi người nói đến huyết mạch sôi sục. Minh hội chiến, chúng ta Long Vũ Minh, độc bá đệ nhất. Không người là đối thủ. Độc bá đệ nhất, không người là đối thủ. Long Vũ trên đại điện, kích tình vạn trượng. Lý Thiên Mệnh muốn là sớm biết, là loại hội nghị này, hắn hôm nay thì không tới tham gia. Kế tiếp còn có nửa chàng sau, cái kia chính là yến hội. Nói trắng ra là, thì tiếp tục mục nát. Sư huynh tương đương đông đông bỗng nhiên giữ tại Lý Thiên Mệnh trong ngực, thỏa thích nũng nịu, ánh mắt nháy a nháy a. Lý Thiên Mệnh nắm cổ của nàng. Cho nàng cùng con gà con giống như nhấc lên, nói, ngươi chú ý một chút, ta không thích nữ nhân. À, đông đông mộng. Thì trước lúc này, Lý Thiên Mệnh hắc ám trên cánh tay con mắt thứ ba, nhìn đến, hạ hạ, tại chén rượu của mình phía trên, gắn một bao thuốc bột. Vừa rồi đông đông bỗng nhiên ôm chính mình, xem ra là vì, hấp dẫn Lý Thiên Mệnh chú ý lực. Lý Thiên Mệnh liền nói đâu, vì sao bên cạnh mình hai cái này cô nương, lại so với người khác đẹp mắt một mảng lớn. Nguyên lai là ôn nhu bẫy dập. Hắn tối nay cẩn thận cực kỳ, trò hề này, hắn mới không mắc câu. Nhưng là, ta thích nữ hài. Lý Thiên Mệnh cơ trí đáp lại. Ha ha, sư huynh thật đùa. Hai cái cô nương cười trang điểm lộng lẫy. Tại các nàng cười thời điểm. Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, đem chính mình chén rượu cùng hạ hạ đánh cháo. Sư huynh, tỉ muội chúng ta kính ngươi một chén, ngươi ở nơi nào, buổi tối tỉ muội chúng ta, có thể tìm ngươi chơi sao? Hạ hạ hỏi. Lý Thiên Mệnh báo một chút địa chỉ, sau đó nói, tốt nhất nhiều đến mấy cái. Chán ghét. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Trong lòng nói, đi chết đi, thiểu năng trí tuệ. Ba người uống rượu xuống. Xem ra, độc dược còn không có nhanh như vậy phát tác. Đúng vào lúc này, một cái tên là Cố Thiếu Vũ, đường chủ, mang theo Cố Thanh Giao các loại 10 cái đà chủ đi tới. Cố Thiếu Vũ trưởng quản, Thanh Minh Đường. Là Cố Thanh Giao biểu huynh. Người này là cái tai to mặt lớn bàn tử, vừa mới theo Hiên Viên Vũ Phong đi ra, đi theo làm tùy tùng. Thanh Giao, người an bài một chút, để Thanh Minh Đường dài đến tốt nữ chấp sự, theo ta lên đi một chuyến, cho minh chủ mời rượu. Cố Thiếu Vũ ra lệnh. Biết, Cố Thanh Giao đi tới, một đường điểm đi qua, đi ngang qua Lâm Tiêu Tiêu thời điểm, nàng nói, ngươi, đi ra. Lâm Tiêu Tiêu theo nàng. Còn có 7-8 cái dài đến đều rất đẹp nữ chấp sự, đi tới Cố Thiếu Vũ trước mặt.
ta cùng minh chủ khoe khoang khoác lác, tối nay để cho chúng ta Thanh Minh Đường cô nương, bồi minh chủ chơi cao hưng, không có ý kiến chớ. Cùng minh chủ cùng một chỗ tận dụng thời gian cơ hội, người khác cắt giảm đầu đều muốn, các ngươi đâu? Cố Thiếu Vũ nói. Nữ các chấp sự hai mặt nhìn nhau. Đường chủ, ta có trượng phu, không tốt lắm đâu. Một cái vóc người rất tốt nữ đệ tử cau mày nói. Trượng phu ngươi có minh chủ được không? Lại nói, chơi một chút mà thôi, có thể ăn ngươi. Hầu hạ rượu thật ngon liền tốt, đây chính là chúng ta Thanh Minh Đường cơ hội, ai dám kéo chân sau, cũng đừng nghĩ tại cái này lăn lộn. Cố Thiếu Vũ trợn mắt nói. Vâng, nữ các chấp sự hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể cúi đầu. Nói thật, các nàng đều lớn lên đẹp mắt, không thiếu nam nhân truy, có đều có dạng tốt. Thậm chí, thì ở phụ cận đây, nhìn lấy các nàng. Nhưng, hiện thực chính là như vậy. Lâm Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Có thể đi sao, nàng hai tay nắm lấy vạt áo hỏi. Đi thôi, Lý Thiên Mệnh nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lý Thiên Mệnh coi trọng Long Vũ Minh thế lực lớn, vốn muốn ở chỗ này, có một phen hành động. Có thể tối nay thấy, hắn tâm lý nắm chắc, rất nhiều thứ cũng là mong muốn đơn phương. Đứng lại, Cố Thiếu Vũ cùng Cố Thanh Giao đồng thời hô một tiếng. Cố Thiếu Vũ ánh mắt rất nhỏ, cái kia tinh quang loạn bốc lên hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu nhìn. Thanh Giao, cái này là người của ngươi? Cố Thiếu Vũ hỏi. Vâng, Cố Thanh Giao gật đầu. Quản giáo thành dạng này, ngươi không có trách nhiệm, ngươi muốn không phải biểu muội ta, ta hiện tại đến tắt ngươi, thế nào làm việc? Cố Thiếu Vũ lúc nói chuyện, khóe miệng thịt đều đang run rẩy. Ta sai rồi. Đem hai người này chấp sự lệnh bài lấy ra, trục xuất Long Vũ Minh. Cố Thiếu Vũ rất phẫn nộ. Không phải ai, cũng sẽ ở thời điểm then chốt này, cho hắn vung sắc mặt. Chí ít, còn lại nữ chấp sự không có. Thì cái đồ chơi này a, Lý Thiên Mệnh đem ra, ném vào Cố Thiếu Vũ trước mắt. Không khí tại lúc này đóng băng. Há, người rất có loại a, Cố Thiếu Vũ cười híp mắt hỏi. Bình thường, bình thường. Thần tông thứ ba, Lý Thiên Mệnh cầm Lâm Tiêu Tiêu chấp sự lệnh bài, đồng dạng đập vào Cố Thiếu Vũ trước mắt. Cái gì cầu thí minh hội, còn đệ nhất? Nói thật, hắn rất xem thường. Đến, lại nói hai câu, để ngươi sảng khoái hơn nhanh sảng khoái, chút xuống trong lồng ngực phẫn uất. Cố Thiếu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không nói, lãng phí miệng lưỡi. Hắn vỗ vỗ Lâm Tiêu Tiêu bả vai, xoay người rời đi. Long Vũ trên đại điện vẫn là rất náo nhiệt. Nơi này hết thảy, nhìn đến cũng không có nhiều người. Cố Thiếu Vũ là cái thể diện người, tại loại trường hợp này, vì một cái nho nhỏ chấp sự, náo ra động tĩnh đến, vậy coi như khó coi. Nơi này, làm sao đều không phải là máu tươi tại chỗ trường hợp. Hắn một mực mỉm cười, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh rời đi. Thanh Giao, đây là người bên này chuyện xảy ra, buổi tối hôm nay, đem hai người kia đầu, đưa đến ta chỗ ở đi. Cố Thiếu Vũ lạnh lùng nói. Vâng, nhưng là biểu huynh, cái kia Lý Thiên Mệnh có chút thân phận. Đánh giám, tại cái này Nhân Nguyên Tông, ai có thể có minh chủ có thân phận. Cố Thiếu Vũ chừng nàng liếc một chút, nói, đi làm việc, xảy ra sự tình, ta chịu trách nhiệm. Vâng, Cố Thanh Giao đã sớm chờ hắn câu nói này. Có câu nói này, nàng liền có thể yên tâm giết người. Chính mình từ nhỏ che chở lớn lên đệ đệ, xưa nay không bỏ được đập chạm thử, Lý Thiên Mệnh đâm hắn lưỡng kiếm. Chờ một chút, Cố Thiếu Vũ gọi lại nàng. Biểu huynh, xem ra hai người bọn họ là người yêu a. Hẳn là đi. Cái kia thanh hai người này thánh cung phế đi, sau đó đưa đến chỗ ở của ta đi, buổi tối hôm nay, ta dạy bọn hắn thể hội một chút, cái gì gọi là nhân sinh. Minh bạch. Cố Thanh Giao sau khi đi. Long Vũ trên đại điện, một cái tên là, Hạ Hạ, nữ tử, bỗng nhiên miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất co rút. Chúng người thất kinh. Nửa đêm, bão tuyết bay tán loạn. Xin lỗi, ta đánh gãy người quật khởi kế hoạch. Lâm Tiêu Tiêu dừng lại bước chân, có chút khó chịu nói. Không sao, đơn giản là thay cái minh hội, muốn làm đệ nhất minh chủ, liền phải đánh bại Long Vũ Minh, độ khó khăn biến lớn, bất quá chơi rất hay. Lý Thiên Mệnh nói. Thật không quan hệ. Đúng vậy a, bất kể nói thế nào, đều là đồng hương, ta cũng không thể cho ngươi đi cho người ta bồi say đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói cái thế giới này, đều là cái này hắc ám sao? Lâm Tiêu Tiêu mờ mịt nói. Khác suy nghĩ nhiều, người tốt khắp nơi đều là, chỉ là ngươi vận khí không tốt, không có đụng tới.
Bất quá, người bây giờ chuyển vận. Có ý tứ gì? Bởi vì, người bây giờ đụng phải. Lý Thiên Mệnh chỉ chính mình, cười nói. Tỉnh lại đi ngươi, sát nhân ma vương. Lâm Tiêu Tiêu trợn mắt một cái nói. Khác nói mỏ a, Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh nhìn đến, phía trước đứng đấy một cái nữ tử áo xanh, ánh mắt đẫm máu nhìn lấy bọn hắn. Gió tuyết ở trên người nàng càn quét, nàng sừng sững bất động. Tiêu Tiêu, ngươi không có nói sai, ta chính là sát nhân ma vương. Trong gió tuyết, Cố Thanh Giao giải khai ra chồn áo choàng, đem ném xuống đất, một đôi tròng mắt không có chút nào cảm tình. Ánh mắt của nàng cùng thời khắc này thiên địa băng tuyết một dạng, chỉ có lạnh lẽo sát cơ. Đa chủ, chỉ một mình ngươi tới sao? Có chút không đáng chú ý. Lý Thiên Mệnh ra hiệu để Lâm Tiêu Tiêu đi một bên, hắn ngăn tại trước người của nàng. Một người, thuận tiện giết người. Cố Thanh Giao giẫm tại trên mặt tuyết, cuồng phong vù vù bay qua, cuốn lên mái tóc dài của nàng. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên mặt tuyết, làm nổi bật ra ánh sáng yếu ớt mang, vẩy vào trên mặt của nàng. Tốt một cái lãnh diễm băng tuyết nữ tử. Thái cổ thần vực, băng tuyết đất màu mỡ, thứ không thiếu nhất, chính là bực này liếm diễm mỹ nhân. Một người, cũng thuận tiện chết, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. A, à, Cố Thanh Giao không lại trả lời, nàng dường như cùng đầy trời băng tuyết xung hợp lại cùng nhau, áo choàng rơi xuống về sau, nàng thướt tha tư thái. Tại trong gió tuyết lắc lư, như một đầu băng lãnh độc xà, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, từng bước một tới gần. Lâm Tiêu Tiêu có chút khẩn trương, nàng biết Cố Thanh Giao thực lực, so đệ đệ của nàng cao hơn nhất trọng, đó chính là cổ chi thánh cảnh tầng thứ tư. Thế mà, Lý Thiên Mệnh vẫn là thiên chi thánh cảnh. Bất kể thế nào nhìn, giữ nhiều lành ít, là hai người bọn họ. Ta và ngươi cùng một chỗ, Lâm Tiêu Tiêu cắn cắn môi đỏ nói. Một bên chơi bùn đi. Lý Thiên Mệnh ngắm nàng một cái nói. A, à, sống chết trước mắt, người này làm sao còn băn khoăn bá đạo đâu. Nàng chỉ có thể thối lui đến nơi xa. Hai tay của nàng, lại đang lặng lẽ ở giữa, nhiều một cây cung, một mũi tên. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cùng Cố Thanh Giao, đã đối chọi gay gắt. Ta vẫn là hiếu kỳ, muốn hỏi ngươi một câu, Cố Thanh Giao, người cái này sát cơ từ đâu mà đến. Ta cái này đi vào. Lùi ra Long Vũ Minh, người cũng không có tổn thất gì a. Lý Thiên Mệnh nói. Thương tổn đệ đệ ta người, đều phải chết. Cố Thanh Giao nói. Lý Thiên Mệnh bó tay rồi. Chẳng lẽ không phải Cố Thanh Doãn, chính mình phía trên tới khiêu chiến chính mình sao? Há, Cố Thanh Doãn là ăn ngươi. Sữa lớn lên a, Lý Thiên Mệnh hỏi. Siêu. Đáp lại hắn, là Cố Thanh Giao lợi kiếm. Lý Thiên Mệnh chú ý tới kiếm trong tay của nàng. Không có thánh thiên văn. 99 điều thánh thiên văn thánh thú binh, chính là mạnh nhất thánh thú binh, so cái này còn mạnh hơn, cái kia chính là nắm giữ kiếp văn, kiếp khí. Kiếp văn, chính là một loại so thánh thiên văn cao cấp hơn thiên văn, cùng sinh tử kiếp cảnh huyền ảo ý cảnh, có phù hợp chỗ. Kiếp văn cũng có các loại nhan sắc, so sánh thánh thiên văn, kiếp văn chân quý hơn, mỗi một điều đều tương đương hiếm thấy, vô cùng phức tạp, chỉ ít có thể lấy chia tách ra trên trăm đầu thánh thiên văn. Kiếp văn còn có một cái trọng yếu nhất đặc thù, cái kia chính là, có thể ẩn nặc tại, kiếp khí, bên trong. Nói cách khác, bất luận cái gì kiếp khí, chỉ cần chủ nhân không muốn khiến người khác biết, binh khí của mình là cấp bậc gì, những người khác chỉ dùng nhìn bằng mắt thường, vậy liền nhìn không ra. Tỷ như Cố Thanh Giao kiếm trong tay, chỉ cần không nhìn thấy thánh thiên văn, cái kia chính là kiếp khí. Nhưng, cụ thể là cấp bậc gì kiếp khí, cái kia liền không thể nào biết được. Chỉ có thể thông qua kiến thức để phán đoán. Đã từng cái kia Hiên Viên Húc cũng là đem Đông Hoàng kiếm cùng Thái Nhất Tháp nhìn thành là kiếp khí, bởi vì hai thứ này thần vật phía trên đồng dạng không có rõ ràng thánh thiên văn. Bất quá, Lý Thiên Mệnh càng có khuynh hướng, bọn họ so kiếp khí mạnh hơn một chút thì coi như chúng nó chỉ là kiếp khí, tối thiểu cũng là cao cấp khác kiếp khí. Như vậy, thì thử một chút ngươi kiếp này khí uy lực. Đương nhiên, còn có người cổ chi thánh cảnh tầng thứ tư, cổ thánh kim thân. So sánh kiếp khí, cổ thánh kim thân, cần phải mới là Cố Thanh Giao mạnh nhất chỗ. Cổ chi thánh cảnh cùng thiên địa thánh cảnh, có sự bất đồng rất lớn. Cái này một cảnh giới, chính là thánh thể, chính thức thành thục cảnh giới, mặc kệ là ngự thú sư vẫn là cộng sinh thú, kỳ kinh qua địa chi thánh cảnh cùng thiên chi thánh cảnh đặt nền móng về sau, thánh thể tại cổ chi thánh cảnh, nắm giữ bạo phát tính trưởng thành, lấy mặt đối với kế tiếp sinh tử kiếp. Nói một cách khác,
cổ chi thánh cảnh, chính là toàn bộ thánh chi cảnh giới viên mãn. Toàn bộ cổ thánh cảnh còn có thể chia nhỏ vì 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, vì cổ thánh cảnh đệ nhất trọng đến tầng thứ 3, này 3 trọng cảnh giới so sánh thiên chi thánh cảnh, thọ nguyên gia tăng, thánh thể khí huyết gấp bội trưởng thành. Giai đoạn thứ hai, vì cổ thánh cảnh tầng thứ 4 đến tầng thứ 6. Cái này 3 cái tiểu cảnh giới, được xưng là cổ thánh kim thân, cảnh giới, so sánh cổ thánh cảnh trước 3 tầng, này 3 cái cảnh giới, nắm giữ cự đại biến hóa. Sự biến hóa này, cũng là cộng sinh thú cùng ngự thú sư, khí huyết lại lần nữa gấp bội thuế biến, tuy nhiên thọ nguyên không gia tăng, nhưng huyết nhục thánh thể, sẽ trưởng thành đến độ cao mới, ngưng tụ ra kim thân, tới. Cái gọi là kim thân, cũng là huyết nhục cường độ bạo tăng. Điểm này, lấy cộng sinh thú, nhục thể cường độ gia tăng rõ ràng nhất, cơ hồ là bạo phát tính gia tăng, làm đến rất nhiều cộng sinh thú, tuy nhiên tại thiên ý chiến quyết phía trên ăn thiệt thòi, nhưng là huyết nhục cường độ phía trên, đủ để nghiền ép ngự thú sư. Nhưng, nắm giữ cổ thánh kim thân, ngự thú sư, tại vô số năm tiền bối nếm thử cùng khai sáng bên trong, đã sáng tạo ra, luyện thể chiến quyết, có thể sử dụng các loại phương thức, bên ngoài vật thối luyện cổ thánh kim thân, đạt tới gia tăng thân thể lực lượng hiệu quả. Tăng cường về sau, tuy nhiên không thể cùng cộng sinh thú so sánh, nhưng so cổ thánh cảnh trước 3 tầng ngự thú sư, có thể cường hãn rất nhiều. Luyện thể chiến quyết hiệu quả, trong chiến đấu, cùng thánh nguyên hỗ trợ lẫn nhau, nếu là thánh nguyên giống nhau, cái kia cổ thánh kim thân mạnh ngự thú sư, trên cơ bản càng mạnh. Cổ thánh cảnh tầng thứ 4 trước, cũng có thể tu luyện luyện thể chiến quyết, tỉ như Lý Thiên Mệnh bất diệt kiếm thể. Nhưng, hiệu quả tuyệt đối không có cổ thánh kim thân thời điểm tu luyện tốt. Thậm chí, có chút kinh khủng luyện thể chiến quyết, làm cho ngự thú sư, nắm giữ cộng sinh thú một dạng nhục thân cường độ, thậm chí tự mang thuộc tính lực sát thương, thí dụ như bất diệt kiếm thể. Theo cổ thánh cảnh tầng thứ 4 bắt đầu, cổ thánh kim thân cường độ dần dần gia tăng, về sau sinh tử kiếp cảnh, cũng còn có thể tiếp tục mạnh lên. Nói ngắn gọn, theo cổ thánh cảnh tầng thứ 4 bắt đầu, là cộng sinh thú dựa vào nhục thân cường độ, tại chiến đấu lực phía trên lại lần nữa đuổi kịp ngự thú sư, thậm chí đạt tới siêu việt trình độ. Cổ thánh cảnh đệ thất trọng về sau, tại sinh tử kiếp cảnh trước đó, còn sẽ có 2 đại giai đoạn thuế biến, thế nhưng khoảng cách hiện tại Lý Thiên Mệnh, so sánh xa xôi, tạm thời trước không lắm lời. Chính là bởi vì gần nhất, rất có thể đối mặt Cố Thanh Giao loại này, nắm giữ cổ thánh kim thân, cổ thánh cảnh tầng thứ 4 đối thủ, Lý Thiên Mệnh ngoài định mức biết một chút. Nói cách khác, nếu như Cố Thanh Giao bắt đầu lấy cổ thánh kim thân, tu luyện, luyện thể chiến quyết, nàng lại so với Cố Thanh Doãn cường rất nhiều. 3-4, là một cái đường ranh giới. Đây hết thảy, sợ đều là Cố Thanh Giao, không có sợ hãi lý do. Những mấu chốt này điểm, tại Lý Thiên Mệnh trong đầu chợt lóe lên thời điểm, Cố Thanh Giao tay cầm cái kia kiếp khí, Tuyết Dương kiếm, đã đâm tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Đinh đinh đinh, cái kia như băng tuyết trường kiếm, xuyên thấu không khí, phát ra bén nhọn tiếng kêu to âm. Lạnh quá, Lý Thiên Mệnh cảm giác được, thanh kiếm này tự mang hàn khí, một kiếm đâm ra, lông mày của hắn đều trắng, thân thể đều bị đóng băng đến có chút cứng ngắc. Kiếp khí, quả nhiên khác biệt. Không chỉ là binh khí sắc bén cùng linh tai, thú huyết huy lực, càng nhiều một tầng, đối thiên địa lực lượng trưởng khống. Làm, Lý Thiên Mệnh trong tay cửu dương kiếm chặn lại, trên người đối phương truyền đến bàng bạc lực lượng, ngoại trừ thánh nguyên bên ngoài, còn có một loại khác lực lượng, càng trực tiếp, thô bạo, trực tiếp chấn áp mà đến, không ngoài dự liệu, đây chính là cổ thánh kim thân một loại luyện thể chiến quyết. Chết, Cố Thanh Giao tại băng tuyết bên trong nhảy múa, dáng người của nàng cùng động tác. Đều 10 phần ưu mỹ, nhưng là kiếm trong tay, lại lạnh lẽo đoạt mệnh. Thượng phẩm cổ thánh chiến quyết bạo tuyết thập tam tiêu hồn kiếm. Một bộ này cổ thánh chiến quyết, hết thảy có thập tam kiếm, hình dáng như, sinh kiếp chiến quyết, liên chiêu, vừa nhanh vừa độc. Tại nàng thi triển phía dưới, dường như toàn bộ thế giới bão tuyết, đều tại hướng lấy Lý Thiên Mệnh áp chế mà đến. Phốc phốc phốc, kiếm thế kia nhanh như thiểm điện, Lý Thiên Mệnh liên tục chặn ngũ kiếm, lúc này mới rút đi. Cái này ngũ kiếm, vậy mà chấn động đến cánh tay hắn run lên. Xem ra, đối với phương ngoại bề ngoài là cái mềm yếu nữ tử, có thể cảnh giới cao hắn ngũ trọng, lại có kiếp khí cùng cổ thánh kim thân, đối với hắn tạo thành nhất định chấn áp. Có khoảng cách, Lý Thiên Mệnh tròng mắt hơi híp. Răng rắc, trong tay hắn cửu dương kiếm, vậy mà ra đời một vết nứt, ngay sau đó bỗng nhiên vỡ vụn, phịch một tiếng nổ tung. Trong tay của hắn, chỉ còn lại chuôi kiếm.
hắn còn là lần đầu tiên, khiến người ta trực tiếp đánh nát binh khí. Một phương diện, đối thủ rất mạnh, một phương diện khác, Tuyết Dương kiếm là kiếp khí, lại là băng hàn thuộc tính, đối Cửu Dương kiếm tạo thành khắc chế. Ngươi thì chút bản lãnh này, cũng dám cuồng thành dạng này, thật đúng là cái kỳ hoa. Thẳng thắn nói, ngươi trước có chút trấn trụ ta, để đem ngươi trở thành ẩn nhẫn, danh môn hậu nhân. Hiện tại, ta mới phát hiện, ngươi chính là một cái thuần túy ngu xuẩn. Cố Thanh Giao nói chuyện rất lãnh đạm, nàng không cười nhạo, không mỉa mai, nhưng ánh mắt chỗ sâu, cất giấu thật sâu miệt thị cùng xem thường. Cứ như vậy đi, tối nay thật tốt hưởng thụ, ta biểu huynh vẫn là thật thích, Lâm Tiêu Tiêu cái này một cái nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người loại hình cô nương. Cố Thanh Giao ngắm Lâm Tiêu Tiêu liếc một chút. Người biểu huynh là ai? Hôm nay cái kia heo mập sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ai? Cố Thanh Giao thở dài một hơi. Nàng có chút buồn bực, đây là một loại, chính mình trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại chợt phát hiện đối thủ hèn mọn đến đáng thương, hoàn toàn không xứng với cùng mình giao thủ tâm tình. Thở dài ở giữa, nàng hai đầu cộng sinh thú, xuất hiện tại hắn bên người. Đó là hai cái to lớn hồ điệp. Nói thật, rất đẹp. Cái này hai con bướm, một cái thanh sắc huyễn quang, vỗ cánh ở giữa, phong bạo gào rít giận dữ, một cái thì như băng tuyết thuần trắng, trên người có sáng bóng trong suốt, toàn thân trên dưới, như là băng tuyết bảo thạch một dạng. Bọn họ đều nắm giữ 100 ngôi sao, đã là trong truyền thuyết trăm tinh thánh thú. Đây là thánh thú đỉnh phong. Vượt qua trăm ngôi sao, cái kia chính là sinh tử kiếp thú. Cố Thanh Giao, nàng là song sinh ngự thú sư. Nàng đứng tại phong tuyết cùng hai con bướm trung gian, váy dài cuốn lên, càng thêm mộng huyễn. Kết thúc. Cố Thanh Giao một người hai hồ điệp, lại lần nữa đánh tới. Người một nữ, thật là có thể trang bức. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười nói. Cố Thanh Giao ánh mắt lãnh đạm, đã không muốn vì Lý Thiên Mệnh, nói thêm một chữ nữa. Thẳng đến cái kia Lý Thiên Mệnh, ba cái cộng sinh thú xuất hiện, mà lại trong tay của hắn, xuất hiện mặt khác một thanh binh khí. Đó là Đông Hoàng Kiếm. Cố Thanh Giao đồng tử co rụt lại, nàng không thấy được Thánh Thiên Văn, nói cách khác, đây là kiếp khí. Cái này một thanh kiếm, cẩn trọng kiên cường, như núi cao nguy nga, vừa mới xuất hiện, thì có một loại lực lượng cuồng bạo, trấn áp tại Cố Thanh Giao trên thân. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, không cần biết ngươi là cái gì mỹ nữ giai nhân, đem ngươi đầu óc chém, ngươi còn có thể xem được không? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng, tiếp đó, đến phiên hắn tiến công. Lên! Ầm ầm! Hắn một người ba thú, như là ngựa hoang mất cương, lao nhanh ra ngoài. Đinh đinh đinh! Đế vực kiếm hoàng kết giới, một lần nữa trở về. Kim sắc cùng kiếm khí màu đen, trong nháy mắt bao trùm toàn trường, đạt tới ngàn mét phạm vi. Đem Cố Thanh Giao cùng nàng một đôi hồ điệp, hoàn toàn bao phủ tại kiếm khí tàn phá bừa bãi bên trong. Bọn họ, thời thời khắc khắc, đều tại tiếp nhận đế vực kiếm hoàng kết giới trùng sát, trước sau trái phải đều có. Càng khó chịu hơn chính là, dưới chân băng tuyết đất đai, đột nhiên bị chấn động thành một vùng biển. Ầm ầm, mãnh liệt nước biển phóng lên tận trời. Hai con bướm, phân biệt là phong trung ảnh điệp cùng tuyết thượng băng điệp. Cái kia tuyết thượng băng điệp tương đương lợi hại, trạm lam hải ngục vừa xuất hiện, nước biển đâm vào trên người của nó, trực tiếp đóng băng hàn băng, sau đó băng tuyết phút chốc lan tràn, trong một chớp mắt, đem trạm lam hải ngục trực tiếp đóng băng. Oanh! Lam hoàng tiến đụng vào hàn băng bên trong, hàn băng lại lần nữa hóa thành nước. Tiếp đó, cái này trạm lam hải ngục, một mực tại nước đá ở giữa chuyển hóa. Ong ong! Trên trời lôi đình hội tụ, không trung hỏa diễm bao phủ. Lục đạo hỏa liên nhào lên thời điểm, huỳnh hỏa đã tại luyện ngục hỏa ảnh bên trong, mất đi bóng dáng, nó sẽ trở thành trận chiến đấu này sát thủ. Ô ô, bỗng nhiên, phong bạo bên trong truyền đến thanh âm kỳ quái, thanh âm này giống như đến từ, phong trung ảnh điệp, vỗ cánh, cái này vỗ cánh thanh âm rất quái dị, vậy mà rất êm tai, để cho người nghe buồn ngủ, tựa như là một bài yên giấc khúc. Đây là thần thông, mộng trung mỹ mỹ. Bao nhiêu đối thủ, tại mệt mỏi cùng ngủ say bên trong. Chết tại Cố Thanh Giao dưới kiếm. Cố Thanh Giao tại Long Vũ Minh đệ tử trong mắt, địa vị rất cao, cơ hồ là mạnh nhất đà chủ một trong, chính là dựa vào cái này mê huyễn thủ đoạn. Các nàng tỷ đệ, đều là như thế. Nói thật, cái này thần thông đối huỳnh hỏa bọn họ, đều có nhất định ảnh hưởng. Phong trung ảnh điệp không chỉ là thi triển một loại thần thông, còn có một loại thần thông, từ nó cùng tuyết thượng băng điệp cùng một chỗ thi triển,
cái kia chính là Vô Ảnh Hương Hoa. Đất tuyết bên trong như là xuất hiện một mảnh biển hoa, cái kia thấm vào ruột gan vị đạo, dễ dàng để Lý Thiên Mệnh bọn họ nghĩ đến tiểu thải trứng. Loại này hương hoa, đồng dạng có thể làm cho người ngủ say, tương đương với song trọng đả kích. Huỳnh Hỏa, Lam Hoang cùng hóa thành đế ma hỗn độn Miêu Miêu, đều hứng chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh có thần hồn tháp tọa chấn, bực này thần thông, đối nó không có hiệu quả chút nào. Siêu siêu, Cửu Thiên Ngân Hà quyết Cửu Thiên Tinh Trần. Hắn tại tụ tập đế vực kiếm hoàng kết giới, đối phó Cố Thanh Giao thời điểm, đem trên tay Tam Thiên Tinh vực quăng về phía Phong Trung Ảnh Điệp. Tam Thiên Tinh vực xuyên qua vài trăm mét, như là vô số lưu tinh vẫn rơi mà xuống, cái kia Phong Trung Ảnh Điệp ngay tại vỗ cánh thi triển thần thông, đúng vào lúc này, Tam Thiên Tinh vực buông xuống. Để Lý Thiên Mệnh hiểu ý cười một tiếng chính là. Cùng lúc đó, một đạo huyết sắc lôi đình, mang theo một mũi tên, phút chốc lao vút, đâm về phía Phong Trung Ảnh Điệp ánh mắt. Ông! Phong Trung Ảnh Điệp trước mắt, nhấc lên nghịch loạn phong bạo, nó cái kia hoa mỹ cánh ngăn tại trước người, cứ thế mà đứng vững Lý Thiên Mệnh Tam Thiên Tinh vực. Nhưng là, nó không để ý đến Lâm Tiêu Tiêu ám tiễn. Phốc phốc, một tiễn xuyên mắt, huyết quang chợt hiện, tản mát ra. Cố Thanh Giao hoàn toàn nghĩ không ra, tối nay thứ một đạo huyết quang, đến từ nàng cộng sinh thú. Chỉ thấy cái kia Phong Trung Ảnh Điệp, phát ra rất khó nghe gọi tiếng, đập xuống đất tại chỗ đảo quanh, cứ thế mà đem mũi tên rút ra. Lại không nghĩ rằng cái kia mũi tên phía trên huyết sắc lôi đỉnh bỗng nhiên nổ tung, đem mắt kép đều cho nổ tung. Muốn chết, Cố Thanh Giao giận dữ, nàng trước hận lên Lâm Tiêu Tiêu, nàng nhẹ nhõm đều có thể chém giết nàng. Không giết người này, để cho nàng một mực bắn lén, cái kia nhiều phiền. Nàng một kiếm đâm ra, tuyết dương kiếm phía trên lao vút ra một đạo băng tuyết kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thấu đến Lâm Tiêu Tiêu trước mắt. Làm! Một bóng người xuất hiện trung gian. Trong tay một kiếm bạo phát, chặn Cố Thanh Giao một kiếm này. Bóng người kia tóc trắng phấn khởi, chính là Lý Thiên Mệnh. Ông! Hắn ngưng tụ vô số đế vực kiếm hoàng kết giới kiếm khí, đông hoàng vòng xoáy lực lượng trọng về thân thể, một cái lắc mình, hắn xuất hiện tại Cố Thanh Giao trước mắt. Phế vật, Cố Thanh Giao thi triển cái kia bạo tuyết thập tam tiêu hồn kiếm, một kiếm so một kiếm hung ác, trong lúc nhất thời đầy trời băng tuyết đều tại nàng trường kiếm phía trên hội tụ, trở thành chói lọi đất tuyết chi hoa. Mỹ nữ, chú ý ngươi vểnh lên mông. Huỳnh Hỏa đột nhiên xuất hiện, còn cố ý đem, vểnh lên, chữ đọc lão dài. Cút, Cố Thanh Giao gãy mất kiếm thế, để cái này gà tức giận đến phát run, quay người đánh tới. Nàng vẫn đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh. Ngay tại lúc này, Lý Thiên Mệnh một tiếng quát lớn, đông hoàng kiếm cuốn lên kinh thiên kiếm ý. Vạn kiếp kiếm, đế vực kiếm hoàng kết giới. Thần tiêu kiếm thứ tư, ba kiếm hợp nhất. Một đạo chặt chém, phủ đầu xuống. Cố Thanh Giao bước lui Huỳnh Hỏa, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, quay người một kiếm, sát cơ lại hiện ra. Điêu trùng tiểu. Làm. Tuyết dương kiếm bay ra ngoài, đâm vào trên mặt tuyết. Cái kia mãnh liệt băng tuyết kiếm ý, để Lý Thiên Mệnh nửa bên thân thể đều đông cứng. Trên tay phải đông hoàng kiếm, tuy nhiên còn trên tay, có thể là hoàn toàn không thể động đậy. Đương nhiên. Hắn vạn kiếp kiếm. Cũng đem Cố Thanh Giao nửa người, đâm vào máu me đầm đìa. Thời gian dường như ngay ở chỗ này dừng lại. Hai người phản ứng đều rất nhanh. Tiếp theo trong nháy mắt. Cố Thanh Giao nhất trưởng đánh ra, chấn áp Lý Thiên Mệnh ở ngực. Lý Thiên Mệnh trong mắt lãnh quang lóe lên, tay trái hắc ám cánh tay đột nhiên nhất động. Cửu U thần ma chảo. Nhất chảo ra, huyết ảnh đầy trời. Linh hồn kiếp phó ngay tại cái này trên cánh tay trái. Tại này huyết sắc chảo ảnh lóe lên thời điểm, hắn lòng bàn tay ánh mắt mở ra, như cây kim một dạng linh hồn sông thứ, đâm vào Cố Thanh Doãn trên linh hồn. A! À, Cố Thanh Giao hét thảm một tiếng. Xoẹt! Một chảo này, trực tiếp đem Cố Thanh Giao cánh tay, theo trên thân xé rách cắt ra. Nàng lần nữa kêu thảm. Lần này là trên nhục thể đau đớn, một cánh tay bị sinh sinh xé đứt. Cố Thanh Giao triệt để phủ, nàng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hoàn toàn không nghĩ ra, chính mình làm sao lại thua. Trên thực tế chí mạng nhất, cũng là cái này sau cùng nhất chảo, để cho nàng hoàn toàn không có kịp phản ứng. Sinh tử chiến quyết huyền ảo, vượt ra khỏi hắn lý giải. Lý, gãy một cánh tay, nàng hung hãn gấp 10 lần. Ngay tại nàng lại lần nữa ngăn trở Lý Thiên Mệnh một kiếm thời điểm, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, theo lồng ngực của nàng xuyên qua. Phốc phốc,
Một mũi tên đâm vào trên mặt tuyết, lông mũi tên còn tại run rẩy kịch liệt, phía trên tia chớp màu đỏ ngòm dây dưa. Ây! Cố Thanh Giao che ngực, quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, còn có phía sau hắn nơi xa, thu hồi cung tiễn Lâm Tiêu Tiêu. Ngươi, ngươi, nàng duy nhất tay, run rẩy chỉ Lý Thiên Mệnh, thanh âm khàn khàn, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Còn Trang sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi, chết! Có phải hay không cảm thấy, chúng ta thế đơn lực bạc, không dám giết người a? Lý Thiên Mệnh nhặt lên trên đất tuyết dương kiếm. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, các ngươi, chết không yên lành. Cố Thanh Giao mặt mũi tràn đầy đau thương, hao phí hết thảy khí lực nói, nước mắt ào 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 chảy xuống. Nàng hai cái cộng sinh thú, đều chính đang chạy trốn, ngay tại hô người đến cứu mạng. Cố Thanh Giao, trên thế giới này mỗi người, tại làm ra giết người lựa chọn thời điểm, đều cần có bị phản sát chuẩn bị tâm lý, cái này không quan hệ thiện ác, chỉ nói rõ ngươi không được. Thế giới rất công bình, như cho người ta một đầu sinh lộ, chính mình đường cũng nhiều một ít. Gặp lại. Nói xong hai chữ cuối cùng, hắn dùng tuyết dương kiếm, xuyên thủng hắn thân thể. Cố Thanh Giao trừng to mắt, đầu rũ xuống, người còn quỳ trên mặt đất. Kết thúc về sau, Lý Thiên Mệnh không có dừng lại, huỳnh hỏa bọn họ ba cái, còn tại ngăn cản cái kia hai con bướm đào tẩu. Cố Thanh Giao vừa chết, Lý Thiên Mệnh cùng Long Vũ Minh tranh chấp, thì không có đường quay về. Đây là sát phạt chi địa, không phải thiên đường. Hắn đuổi theo, cùng bọn họ ba cái cùng một chỗ phối hợp, một người ba thú vây giết, đem cái này hai cái cộng sinh thú, đều triệt để lưu tại nơi này. Hồ điệp rất đẹp, chặt đầu, vậy liền không nhất định. Đi thôi, Lý Thiên Mệnh xoa xoa vết máu trên người. Nơi xa một gốc dưới tán cây. Lâm Tiêu Tiêu run run người phía trên tuyết, quấn chặt lấy quần áo, đi theo. Long Vũ Đại Điện Yến Hội, đã tiến hành đến khâu cuối cùng. Một đêm xa hoa lãng phí, phía trên khắp nơi đều là đồ bỏ đi, một mảnh hỗn loạn. Linh Túy sản xuất loại rượu sức lực rất đủ, đa số người đều uống đến say khướt, khuôn mặt đỏ bừng, kề vai sát cánh, hồ ngôn loạn ngữ. Ngoài điện gió tuyết giao nhau, trong điện ca múa thanh bình. Đến, tiếp tục, Bạch Y Minh Chủ, Hiên Viên Vũ Phong, cười tủm tỉm, đưa cánh tay khoác lên một cái mỹ nữ chấp sự trên bờ vai. Còn có một cái tay, đang cùng một cái khác mỹ mạo đệ tử uống chén rượu giao bôi đây. Ha ha, chén rượu này uống xong, người có thể liền là người của ta. Hiên Viên Vũ Phong cười nói. Mọi người cùng một chỗ vui cười. Minh Chủ, người uống say đây. Cô nương có chút khẩn trương, lại có chút e lệ. Tửu không say lòng người, mỹ nhân mới say lòng người. Hiên Viên Vũ Phong nháy nháy mắt, tối nay tới phòng ta. Trời đã nhanh sáng rồi, cô nương nói. Ngày tuyết rơi, có thể không có ban ngày, chỉ có ấm áp trước ngực. Hiên Viên Vũ Phong nói. Ha ha, mọi người lại cười. Cô nương có chút bất lực, ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Cố Thiếu Vũ đứng tại Hiên Viên Vũ Phong sau lưng. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy nàng. Không có việc gì, cũng là đến ngâm thơ tác đối mà thôi, Minh Chủ ta có thể thuần khiết, ngươi cũng đừng nghĩ sai. Chúng ta là văn nhã người, chỉ lấy thi hội hữu. Hiên Viên Vũ Phong nói. Đúng, Minh Chủ. Ha ha, lại là một trận cười to. Mấy cái đường chủ vây tại một chỗ, bên người đều có mỹ mạo đệ tử làm bạn. Minh Chủ, cho các huynh đệ lưu mấy cái a. Người cái này đều 8 cái. Chịu nổi a. Bọn họ thật cao hứng, các cô nương cúi đầu, ngẫu nhiên mấy người hướng mặt ngoài nhìn. Người yêu của các nàng, bạn trai, còn đứng ở trong gió tuyết chờ đợi, bọn họ không ngừng đi qua đi lại, bờ môi đều đông lạnh tử. Cố đường chủ. Yến hội lúc kết thúc, có người vội vàng mà đến, sắc mặt khẩn trương. Cút sang một bên, Cố Thiếu Vũ say khướt nói. Cố đường chủ, ra chuyện, người kia vội vàng nói. Cô nàng, chờ ta một hồi. Cố Thiếu Vũ cùng trong ngực hai cái cô nương nói một câu, sau đó đứng lên. Hắn tuy nhiên mập mạp, nhưng cũng đủ rất cao to, người biết hắn đều biết, hắn là bởi vì tu luyện đặc thù luyện thể chiến quyết, tạo thành dạng này dáng người, nhục thể của hắn, là chân chính dã thú. Hắn đem thông báo người nhấc lên, ném tới trong góc, nói đi, chuyện gì? Cố Thanh Giao đà chủ bị người giết, người kia thê thảm nói. Nữ thần chết rất thảm, hắn mắt thấy qua thi thể. Nàng đến bây giờ còn quỳ gối trên mặt tuyết. A, à, Cố Thiếu Vũ thở ra một cái thật dài. Nàng bị chết thật thê thảm a. Cố đường chủ nhất định muốn vì nàng báo thù a. Có thấy là ai làm sao? Cố Thiếu Vũ hỏi.
Không, ta nghe được động tĩnh đi qua, nàng liền đã mất đi, hung thủ đã đi. Cố đường chủ, muốn báo thẩm phán điện sao? Không dùng, chính chúng ta giải quyết, chúng ta cũng là nhân nguyên tông thẩm phán điện. Cố thiếu vũ nói. Đúng. Lan. Vâng. Thông báo người sau khi đi. Thiếu vũ, tất cả mọi người muốn đi, người đem cô nàng ném cái này bên trong, đúng sao? Hiên viên vũ phong nói. Minh chủ, cố thiếu vũ quay đầu lại, hiên viên vũ phong phát hiện hắn sắc mặt rất khó nhìn, âm trầm như thủy. Cái gì đánh rắm, đem người buồn bực thành dạng này. Hiên viên vũ phong giọng nói chuyện âm nghiêm túc, toàn bộ Long Vũ đại điện nhiệt độ, tựa hồ cũng thấp xuống. Trong lúc nhất thời, mọi người câm như hến, không ai dám nói chuyện. Cố thiếu vũ đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nói, minh chủ, ta hoài nghi là đối thủ cạnh tranh làm, dùng tôm tép nhỏ bé, đến dẫn chúng ta mắc câu, sau đó mai phục phản sát. Long Vũ đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Tỷ ta chết rồi, trong đám người gạt ra một thiếu niên, hắn ánh mắt đờ đẫn, tay cầm nâng lên lên, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn là Cố Thanh Doãn. Đúng, chúng ta trúng kế, cố thiếu vũ nói. Không đúng, một cái âm lãnh âm thanh vang lên đến, mọi người thấy đi qua, phát hiện là hiên viên Cương Cương, Long Vũ Minh, Kim Cương Đường, đường chủ. Làm sao không đúng, cố thiếu vũ hỏi. Ban ngày, cái này Lý Thiên Mệnh tới Thanh Phong Đà khiêu chiến, hắn trước mắt bao người, đánh bại Cố Thanh Doãn, lúc ấy hắn cũng là thiên chi thánh cảnh, ta cho rằng, hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu liên thủ, có khả năng đánh bại Thanh Giao. Mọi người phát hiện, hiên viên Cương Cương sắc mặt chi âm nặng. So cố thiếu vũ càng tăng lên, sát cơ của hắn tăng vọt, cùng cố thanh doãn có so sánh. Ngươi nói tỉ mỉ, hiên viên vũ phong nói. Hiên viên Cương Cương liền đem phó bác cùng phó Vĩnh Hoàn sự tình, đều nói một lần. Phó Vĩnh Hoàn không dám đắc tội, thì hắn thân phận này, hắn không thể đắc tội nhiều người đi. Hiên viên Cương Cương, ngươi sớm đem người giết, chẳng phải không có chuyện này. Cố thiếu vũ nói. Là ngươi để thanh giao đi giết người a? Vấn đề này. Ta không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Hiên viên Cương Cương nói. Nàng là biểu muội ta, người phối cùng ta tính sổ sách. Các ngươi quan hệ thế nào a? Cố thiếu vũ nói. Được rồi, không dùng nhau nhau, nhàm chán. Hiên viên vũ phong khoát khoát tay, nói, thì các ngươi hai cái, hiện tại liền đi Lý Thiên Mệnh Lâm Tiêu Tiêu chỗ ở, đem người lấy tới cho ta, bọn họ đến cùng là mình giết người, vẫn là đệ tử khác liên minh mai phục, hỏi liền biết. Lấy các ngươi hai cái thực lực. Nhân nguyên tông đỉnh cấp, đừng đem sự tình làm hư. Vâng, cố thiếu vũ cùng hiên viên Cương Cương gật đầu. Bọn họ muốn đi đệ tử chỗ ở, đây không phải là dã ngoại hoang vu, liền xem như đệ tử khác liên minh, cũng không dám động thủ lung tung. Bọn họ lập tức hành động, tiến về Lý Thiên Mệnh nơi ở. Minh chủ, bắt tới nơi này, sau đó thì sao? Cố Thanh Doãn nước mắt mưa như sau hỏi. Tùy ngươi xử trí, hiên viên vũ phong thản nhiên nói. Thì một cái đà chủ mà thôi, đối Long Vũ Minh không có ảnh hưởng gì, hắn cũng không đến mức khó chịu. Chỉ là, dạng này mỹ rượu một ngày, bị dội cho nước lạnh, trong lúc nhất thời hào hứng hoàn toàn không có. Cái kia, ta muốn uống máu của hắn, ăn thịt của hắn. Cố Thanh Doãn cắn răng nói. Khác khoác lác nha, hiên viên Vũ Phong cười nói. Tuyệt đối sẽ không. Đi, đem người tỷ thi thể nhấc trở về đi. Khác đông lạnh hỏng. Hiên viên Vũ Phong nói. Trong lòng mọi người sững sờ. Người đều đã chết, còn sợ đông lạnh xấu sao? Người chết đèn tắt, có thể cầm đến trêu đùa à? Trời đã nhanh sáng rồi. Lý Thiên Mệnh đứng tại một cái trên đỉnh núi, nhìn lấy cố thiếu vũ cùng một cái khác hoàng bào nam tử, xông vào trụ sở của bọn hắn, một trận phá hư, không có tìm được người. Vị kia là người nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiên viên Tích Tích huynh trưởng, gọi hiên viên Cương Cương. Lâm Tiêu Tiêu nói, lấy danh tự, giả ngây thơ đâu, Lý Thiên Mệnh nói, bọn họ thì lãnh đạm nhìn lấy, cái kia hai cái đường chủ lửa giận ngút trời, khắp nơi tìm người, sau cùng tìm không thấy người, chỉ có thể ảo não mà rời đi. Xem ra, chúng ta không có nhà để về, Lâm Tiêu Tiêu nói, không quan trọng, ngủ ngoài trời hoang dã mới có không khí. Lý Thiên Mệnh cười nói, trong lúc nói chuyện, hắn đứng lên, ngươi muốn đi đâu, Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Cổ Phong đường phố A, Cửu Dương kiếm gãy mất, ta đi tìm một thanh binh khí mới. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không phải có sao, thanh kiếm kia lợi hại hơn nhiều. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi hiểu cái gì, ta thanh kiếm này còn không có ra ánh sáng đâu,
đương nhiên là lưu ở lúc mấu chốt, giả heo ăn thịt hổ. Mà lại, ta là có tiền, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi lấy tiền ở đâu? Liên quan gì đến ngươi? Tôn thần hôn phu bổng lộc tháng, có thể nói cho ngươi Lâm Tiêu Tiêu sao? Mặt trời mọc về sau, tuyết ngừng trong chốc lát. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên mặt tuyết, phóng tầm mắt nhìn tới, vạn lý sơn hà như là một chiếc gương, nhìn đến thẳng chói mắt. Cổ phong đường phố, người đến người đi. Huynh đệ, người nghe nói không? Đêm qua, Long Vũ Minh cố thanh giao nữ thần, để một cái gọi Lý Thiên Mệnh đệ tử mới giết đi, nghe nói cái này người vẫn là thiên chi thánh cảnh, quả thực khiến người ta khó hiểu a. Nói chuyện chính là một cái hào sảng áo xám nam tử, hắn gặp người liền nói, Lý Thiên Mệnh còn đang bước đi đâu, hắn bỗng nhiên tới vỗ một cái. Dựa vào cái gì nói là Lý Thiên Mệnh giết, có chứng cứ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người này cũng không biết mình, thuần túy là như quen thuộc. Không có a, bọn họ nói là người nào giết, cái kia chính là người nào giết, khác lại tại ta kiếm vương minh trên đầu là được rồi. Áo xám nam tử nói. Nửa khắc đồng hồ sau. Đến nơi rồi, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, phía trước một gian cửa hàng, quy mô so Vĩnh Định Các còn muốn lớn. Kỳ danh là Tuyết Nghi Kiếm Các. Thế nào đặt tên, nghe gọi, Tuyết Nghi đê tiện. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi cũng đừng nói càn, kiếm vương minh minh chủ, tên là Kiếm Tuyết Nghi, đây là nhà các nàng mở tiệm cửa hàng, là cổ phong đường phố lớn nhất kho binh khí, nghe nói bên trong có không ít kiếp khí tồn tại. Lâm Tiêu Tiêu nói. Mạnh thứ hai đệ tử minh hội, minh chủ là nữ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được sao? Đó cũng không phải, chỉ là ta không quá thói quen đoạt nữ nhân vị trí. Lý Thiên Mệnh nói. Tối hôm qua ngươi có thương hương tiếc ngọc sao? Giống như không có. Lý Thiên Mệnh nội tâm thông suốt. Hắn bước vào, Tuyết Nghi Kiếm Các. Binh khí cùng chiến quyết khác biệt, chiến quyết đều đến tự thần tông trao quyền, nhưng là binh khí có thể tùy tiện lưu chuyển, cho nên Tuyết Nghi Kiếm Các hàng tồn lượng đặc biệt lớn, mà lại trực tiếp bày trong đại sảnh, mặc người chọn lựa. Bằng hữu, ta muốn mua kiếp khí, ta là giúp người chân chạy, tuyệt đối đừng khinh bỉ ta. Hấp thu lần trước giáo huấn, Lý Thiên Mệnh đi vào, cứ như vậy cùng Tuyết Nghi Kiếm Các nhân viên cửa hàng nói. Ngươi giúp ai chân chạy? Một cái thiếu niên mặc áo đen đi tới hỏi. Cái này đừng hỏi nữa a. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Hắn meo, không đến cổ chi thánh cảnh, đi ra tiêu phí cũng còn muốn bị khinh bỉ. Thành, ngươi gọi ta tiểu lô là được, tùy tiện phân phó. Thiếu niên mặc áo đen dứt khoát nói. Chỗ này sự tình phong cách, ngược lại là cùng Long Vũ Minh có một ít khác nhau. Long Vũ Minh người thói quen cao cao tại thượng, mũi vểnh lên trời. Cái kia Hiên Viên Tích Tích chính là như vậy, ỷ vào gia thế cùng huynh trưởng, hoàn toàn là cổ phong đường phố tiểu bá vương. Mang ta nhìn kiếp khí, Lý Thiên Mệnh nói. Theo ta đi, tiểu lô ở phía trước dẫn đường. Hắn mang theo Lý Thiên Mệnh ở bên trong vòng vo nửa ngày, đến Tuyết Nghi Kiếm Các chỗ sâu, mở ra một cái mở tối mật thất, bên trong xuất hiện một đầu hành lang. Hành lang bên trong, hai bên đều có rất nhiều gian phòng. Mỗi cái gian phòng đều có một dạng kiếp khí. Giá cả cùng tường tình đều đánh dấu tốt, chính ngươi nhìn. Tiểu lô nói. Cứ như vậy bài trí, có phải hay không nói cái này hành lang cuối cùng, thả cũng là tốt nhất kiếp khí. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sai, đó là Nhân Nguyên Tông trước mắt tại mua bán tốt nhất kiếp khí. Tiểu lô nói. Trực tiếp, dứt khoát, Lý Thiên Mệnh cất bước, hướng thẳng đến tận cùng bên trong nhất đi đến. Ngươi, kiếp tinh, mang đủ chưa? Tiểu lô hỏi. Tuyệt đối đủ rồi. Cũng là đếm có chút tốn sức. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiểu lô buồn bực, kiếm tiền, có cái gì tốt tốn sức. Hắn buồn bực thời điểm, Lý Thiên Mệnh đẩy ra cái cuối cùng cửa gian phòng. Đinh đinh đinh. Trong phòng kiếm khí mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, không nghĩ tới, trong này lại có một cái kiếm khí trì, bên trong khoảng chừng 20 đến 30 ngàn thánh thiên văn linh tai kiếm khí. Cấp bậc tuy nhiên không cao, nhưng là số lượng rất nhiều. So thập phương đạo cung kiếm khí chỉ còn lớn hơn. Cái gì kiếm, lấy kiếm khí chỉ thối luyện cất giữ, bảo trì phong mang. Lý Thiên Mệnh đi lên trước, hướng đáy ao xem xét. Chỉ thấy kiếm khí kia ao dưới đáy, có một thanh màu trắng tinh tam xích trường kiếm, quả thực mỏng như cánh ve, loại này tạo hình chỉ có thể nói rõ cực kỳ sắc bén. Chỉ nhìn một chút, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy thanh kiếm này, có chút chướng mắt. Hắn nhìn một chút giới thiệu. Trường kiếm, bạch dạ, một đầu kiếp văn, vực ngoại vẫn thiết đoán tạo, lớn nhất đặc điểm là, sắc bén. Chém sắt như chém bùn, thổi lông có thể đoạn,
ở trong chứa, quá bạch quang, thi triển thời điểm, đêm tối đều sáng như ban ngày. Quang mang lập lòe ở giữa, giết người ở vô hình, một cái chớp mắt cắt yết hầu. Giá trị, 699, kiếp tinh. Đây là toàn bộ cổ phong đường phố, đắt nhất chi vật. Nghe nói, kiếp khí tối cao cũng liền mười mấy điều kiếp văn, cổ thánh cảnh ngự thú sư, nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng một hai đầu kiếp văn kiếp khí. Lý Thiên Mệnh xem hết, cười một tiếng. Giới này Thiệu viết thật tùy ý. Có điều, cái giá này, là có chủ tâm muốn đem ta móc sạch sao? Đổi lấy phía dưới, hắn hiện tại cũng chỉ có 700 kiếp tinh, tương đương với mua thanh kiếm này, hắn trong nháy mắt nghèo rất mồng tơi. Không có việc gì, nàng dâu tại, lão tử không thiếu tiền. Mua, thanh kiếm này cũng tạm được, chỉ ít so cái kia tuyết dương kiếm mạnh, tại nhân nguyên tông hẳn là đủ dùng. Hắn không phải là không muốn dùng đông hoàng kiếm, mà là nghĩ nhiều lưu cái cơ sở, nhìn xem có thể hay không ở lúc mấu chốt, phát huy ra tốt hiệu quả tới. Sau khi quyết định, hắn phát hiện giới thiệu, còn có một hàng chữ nhỏ. Bạch dạ, ám dương, chính là một đôi song kiếm. Lấy giống nhau tài liệu, đồng thời đoán tạo mà sinh, lại có khác biệt công hiệu, cả hai như hình với bóng, ông trời tác hợp cho. Còn có một thanh, gọi là ám dương. Hắn không nghĩ nhiều, đem tiểu lô hô đi qua. Ta thì mua thanh này, bất quá, ta có một điều kiện. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi mời nói, tiểu lô kích động nói. Đây chính là cổ phong đường phố vài năm đã qua, lớn nhất sinh ý. Mua kiếm, đưa kiếm khí chỉ, lại tiễn một cái có thể đem kiếm khí mang đi không minh giới thạch. Lý Thiên Mệnh nói. Thành giao, tiểu lô cười ha ha. Ngọa tào, khẳng định thua lỗ. Lý Thiên Mệnh hoài nghi, chính mình rất có thể không có nói giá thiên phú. Lấy ra ngươi kiếp tinh, đừng đùa ta à huynh đệ. Tiểu lô nói. Nhìn kỹ. Mười hơi sau. Tiểu lô đã bị 700 triệu thánh tinh chôn. Thao, không phải liền là đem tiêu sạch sao. Làm sao có loại mệt lạ cảm giác, cùng thân thể bị móc giống một dạng. Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Tiểu lô lâm vào cuồng hoan bên trong, đi theo làm tùy tùng, đem kiếm khí ao sự tình giải quyết, sau cùng vỏ kiếm đều cho phối hợp. Đại gia, ngài đi tốt. Tiểu lô cười hắc hắc nói, vừa nhìn liền biết, hắn có thể cầm không ít trích phần trăm. Đừng như vậy, ta chính là cái người chạy việc. Lý Thiên Mệnh một bên cầm lấy bạch dạ, cẩn thận quan sát, một bên khiêm tốn nói ra. Đừng đùa ta biết ngươi, ngươi gọi Lý Thiên Mệnh, hôm qua, là ngươi giết Cố Thanh Giao. Tiểu lô bỗng nhiên cười nói. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn hắn. Ngươi biết ta. Chúng ta kiếm vương minh, tin tức rất linh thông. Tiểu lô cười nói. Sau đó thì sao? Tuyết Nghi sư tỷ muốn gặp ngươi, ta dẫn ngươi đi kiếm vương điện, ngươi đi không? Tiểu lô hỏi. Đi à, mấu chốt là, ta mua kiếm trước đó, ngươi tại sao không nói? Lý Thiên Mệnh nói. Ca, ta muốn cầm trích phần trăm. Lý Thiên Mệnh nói thầm. Thành trì thói quen sâu, ta muốn về nông thôn. Đem bạch dạ cầm trong tay, Lý Thiên Mệnh cảm giác rất không giống nhau. Thanh kiếm này rất mỏng, nhưng cũng không mềm, mà là phi thường kiên cường, tựa như là một mặt lưỡi dao. Kiếp khí bên trên khắc có thiên văn kết giới, cần nhận chủ mới có thể sử dụng uy lực của nó, đây là một cái tiểu hình thiên văn kết giới, nhưng không dễ dàng phá hư, bởi vì người chế tạo đem kiếp khí cùng cái này, nhận chủ kết giới, trói chặt cùng một chỗ, phá hư cái này trên thân kiếm kết giới, sẽ phá hư kiếp khí kết cấu. Lý Thiên Mệnh tích huyết tại nhận chủ trong kết giới, máu tươi dung hội, kết giới thức tỉnh, Lý Thiên Mệnh bởi vậy cùng thanh kiếm này, có huyết mạch tương liên cảm giác. Kiếp văn. Hắn hướng trên thân kiếm nhìn, thân kiếm có một đường vân, một mực theo chuôi kiếm xuyên qua đến mũi kiếm, giống như một đầu bạch tuyến. Nhìn kỹ, cái này bạch tuyến nội bộ, có hơn 180 điều thánh thiên văn, nhưng những thứ này thánh thiên văn đầu đuôi tương liên, đã xuyên tiếp thành một thể, không thể cắt phân, bởi vậy thành tựu phẩm chất phía trên nhảy vọt. Đây cũng là kiếp khí. Kiếp khí, không phải là hơn 100 điều thánh thiên văn binh khí, kiếp văn phẩm chất nhảy vọt, mang đến binh khí tính năng thuế biến. Nghe nói phức tạp nhất kiếp văn, thậm chí có thể phân ra hơn ngàn điều thánh thiên văn tới. Kiếp khí mạnh yếu, không thể chỉ nhìn kiếp văn số lượng, còn phải xem kiếp văn cụ thể loại hình cùng phẩm chất. Tỷ như nắm giữ kiếp văn, kiếp tinh, đồng dạng có một đầu kiếp văn, nhưng kiếp này văn, nội bộ cơ bản cố định là 100 đầu thánh thiên văn. Kiếp văn phẩm chất khác nhau, chính là 700 viên kiếp tinh, mới có thể mua sắm một thanh, bạch dạ kiếm, lý do. Kiếp tinh thiên địa sinh ra, mà kiếp khí cần đoán tạo,
đem linh quặng, linh tai phía trên kiếp văn, cấu tạo thành mới kiếp văn tổng thể, hắn thực khá khó khăn. Đến mức, so sánh thần văn sư, luyện khí sư cũng rất kiếm tiền. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy, làm tôn thần hôn phu càng kiếm tiền. Thái Bạch Quang, hắn cảm thụ, dẫn động bạch dạ kiếm lực lượng. Trong lúc nhất thời, bạch dạ kiếm bạo phát ra chướng mắt kim loại quang mang này cảm giác có thể che đậy hết thảy, có thể khiến người ta ánh mắt, trực tiếp lâm vào nhói nhói trạng thái, không nhìn rõ thứ gì. Thật không hổ là kiếp khí. Tiện tay vung lên, cảm giác xác thực so cửu dương kiếm dễ dùng nhiều. Mời tới bên này. Tiểu Lô đem Lý Thiên Mệnh mang ra, Tuyết Nghi kiếm các, sau đó vì đó dẫn đường, tiến về kiếm vương điện. Kiếm vương điện, chính là kiếm vương minh tổng bộ. Bất quá, mới từ Tuyết Nghi kiếm các đi tới đâu, phía trước liền xuất hiện hai người. Một người thân mặc áo bào vàng, dáng người cao gầy, khuôn mặt âm thú, một người thân cao thể mập, như một đầu gấu to, híp mắt, nhìn lấy đi ra Lý Thiên Mệnh. Chính là Hiên Viên Cương Cương cùng Cố Thiếu Vũ. Song phương ánh mắt vừa đụng chạm, chính là cây kim so với cọng dâu. Toàn bộ cổ phong đường phố bên trong, cái kia ầm ĩ thanh âm, dần dần lắng lại xuống dưới. Rất nhiều người đồng loạt nhìn qua. Các ngươi hai cái, theo chúng ta đi một chuyến. Cố Thiếu Vũ thanh âm bên trong, có không thể nghịch phản quyền uy. Các đệ tử câm như hến. Tuyết Nghi trong kiếm các, đồng dạng có không ít người đi ra, đứng tại Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu cùng Tiểu Lô bên cạnh. Đã có người đi thông báo. Nơi này là kiếm vương minh địa bàn, bọn họ cũng không thế nào lo lắng. Ngươi là ai a? Điệu bộ này, ngươi là Nhân Nguyên Tông tông chủ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Khác tranh đua miệng lưỡi, không nhân ý nghĩa, giết người liền phải đền mạng, đừng tại đây giả trang khờ dại. Hiên Viên Cương Cương thanh âm lạnh lẽo, sát cơ tứ phía. Chứng cứ đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Cố Thiếu Vũ cùng Hiên Viên Cương Cương không có trả lời. Không có chứng cứ, các ngươi nói cái rắm. Lý Thiên Mệnh mỉm cười cười nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi còn thật thẳng ngang a? Thì ngươi một cái cho người làm thương xử dân liều mạng, ngươi đến cùng tại đắc ý cái gì? Trong mắt tất cả mọi người ngươi đều là cái kẻ ngu, còn đang vì mình nổi danh mà đắc chí đâu. Cố Thiếu Vũ nhếch miệng cười nói. Ta vui lòng, ngươi làm khó dễ được ta. Mập mạp chết bầm, ta không đi theo ngươi, ngươi bắt ta sao? Lý Thiên Mệnh nói. Tràng diện càng thêm tĩnh mịch. Mọi người nghe được, Cố Thiếu Vũ cái kia một thân thịt, dường như đều đang chấn động, loại kia lỗ mãng khí tức, khiến người ta nhìn không được sắc mặt tái nhợt, tránh ra thật xa. Cố Thiếu Vũ nổi giận. Hắn theo Long Vũ Minh chủ thời gian dài như vậy, như cùng người Nguyên Tông bá vương, bốn phía đều là cung cấp hắn người, còn thật không ai, dám như thế kích thích hắn. Người này đến cùng lai lịch gì? Không phải ngu xuẩn, cũng là không có đầu óc. Dỗi người nhất thời thoải mái, quay đầu hai hàng nước mắt, nhìn quen không quen. Cổ phong đường phố vây không ít nghị luận người, nhìn lấy Cố Thiếu Vũ thứ đại nhân vật này, cái kia híp ánh mắt, chợt hiện ra dữ tợn sát cơ. Người đến, vẫn là ta đến, Hiên Viên Cương Cương hỏi. Ta tới đi, thật lâu không ai dám nhục nhã ta, ngươi để cho ta đổ cái mới mẻ. Cố Thiếu Vũ nói. Cái kia được, ngươi chỉnh đi, Hiên Viên Cương Cương nói. Cố Thiếu Vũ một chân hướng bước về phía trước một bước, trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ phong đường phố chấn một chút. Cố đường chủ, dựa theo Nhân Nguyên Tông quy định, cổ phong đường phố không thể động thủ, càng không thể phá hư của công, người khác phạm môn quy. Tiểu Lô đứng tại Lý Thiên Mệnh bên người, nói chuyện lực lượng có chút hư. Cố Thiếu Vũ nhếch miệng cười một tiếng, im miệng đi, ở chỗ này, ta chính là môn quy. Mọi người kinh thán, thật là bá đạo. Cái này vừa nói xong. Hắn thì duỗi ra một chương đại thủ, hướng về Lý Thiên Mệnh bắt lên tới. Phanh phanh, cước bộ giẫm trên mặt đất, khắp nơi ầm vang chấn động, tại cái này Cố Thiếu Vũ trên thân, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, cổ thánh kim thân, áp lực. Gia hỏa này luyện thể chiến quyết, hiển nhiên so Cố Thanh Giao mạnh hơn nhiều. Có thể tại Long Vũ Minh lên làm đường chủ, bản sự khẳng định có, đi cổ chi thần quốc, tối thiểu có thể hoành tảo thiên hạ, đem càn đế làm chó một dạng treo lên đánh. Bất quá. Hắn muốn ở chỗ này, cầm xuống Lý Thiên Mệnh, không cửa. Bởi vì vào lúc này, Tuyết Nghi kiếm các bên trong hơn 30 đệ tử, toàn bộ vây ở Lý Thiên Mệnh trước người, chặn Cố Thiếu Vũ đường đi. Kiếm vương minh, cái đuôi hồ ly lộ ra rồi. Cái này Lý Thiên Mệnh cũng là cái ngụy trang, tối hôm qua là các ngươi, giết Cố Thanh Giao. Cố Thiếu Vũ giống lên một tiếng, cái kia to lớn tiếng gầm,
chấn đến bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Cố bản tử, phân và nước tiểu ngươi có thể ăn bậy, lời nói ngươi cũng chớ nói lung tung. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận trong trẻo giọng nữ. Thanh âm này thẳng bá đạo, có chấn áp toàn trường khí thế. Tuy nhiên rất thô tục, nhưng cũng rất dễ nghe a. Lý Thiên Mệnh hướng về cổ phong đường phố cuối cùng nhìn qua, chỉ thấy đất tuyết bên trong, cả đám lập tức khí thế hung hăng đi tới, đại đa số người bọn hắn mày kiếm mắt sáng, khí chất sắc bén, xem xét cũng là kiếm vương minh hạch tâm. Tại trong đám người này, ở giữa đi tới chính là một cô nương, tuy có một đám nam tử chen chúc, nhưng vẫn phá lệ bá khí. Nàng thân mặc áo bào trắng, hất lên một kiện màu đen áo choàng, cái kia áo choàng chính là da gấu, lạnh lẽo đại khí. Thân là làm một cái nữ tử, nàng thân cao cùng bên cạnh thanh niên đều không khác mấy, muốn nói dáng người, càng là nóng nảy chọc người, nhất là một cặp chân dài, chỉ ít có dài 1 mét, tròn trịa có lực, đường cong ưu mỹ. Lại nhìn tướng mạo, cũng là tương đương không tầm thường, dung mạo của nàng đại khí lãnh diễm, trời sinh nữ vương, khí chàng 10 phần, tại một đám nam đệ tử làm nổi phía dưới, cái này ra sân, tuyệt đối kinh hãi bạo nhãn cầu. Không dùng người giới thiệu, Lý Thiên Mệnh liền biết. Vị này bá khí nữ tử, cũng là kiếm vương minh minh chủ kiếm Tuyết Nghi. Nữ thần đến rồi. Trong lúc nhất thời, nàng tao nhã, phủ lên tại chỗ tất cả mọi người. Sự xuất hiện của nàng, để Cố Thiếu Vũ cùng Hiên Viên Cương Cương sắc mặt, lập tức đều trở nên rất khó coi. Kiếm Tuyết Nghi, ngươi dám nói biểu muội ta chết, không phải ngươi kiếm vương minh người làm. Cố Thiếu Vũ dừng bước lại, thanh âm trầm thấp. Không phải cũng không phải là, tỷ tỷ ta nhất ngôn cửu đỉnh. Là ta làm, ta tại chỗ thì nhận, không phải ta làm, người dám lại tại trên đầu ta, ta một kiếm đâm chết ngươi. Kiếm Tuyết Nghi nói. Đã như vậy, vậy thì càng tốt hơn, ta muốn dẫn đi cái này Lý Thiên Mệnh, các ngươi người đừng cản. Cố Thiếu Vũ nói. Không thành, Kiếm Tuyết Nghi nói. Vì cái gì? Hôm qua hắn không là người của ta, hắn làm sự tình, không có quan hệ gì với ta. Sau đó thì sao? Hôm nay, hắn là người của ta. Kiếm Tuyết Nghi mỉm cười, đại khí nói ra. Qua, mọi người cảm động. Qua bá đạo, dạng này sư tỷ, người nào không thích a? Lại một cái cực phẩm tọa kỵ, chẳng những chân dài, mà lại cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, có thể cân nhắc bắt tay a Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa như tên trộm nói. Ngươi lăn, ngươi im miệng, Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Mọi người đều nói ngươi là người của nàng, mau tới, vì Miêu Miêu mưu phúc lợi. Huỳnh Hỏa nói. Là ngươi muốn a? Đừng nói trực tiếp như vậy, người ta sẽ thẹn thùng. Huỳnh Hỏa nói. Cẩn thận cùng Bạch tỷ tỷ một dạng, để ngươi thận hư. Lý Thiên Mệnh nói. Làm sao có thể, kinh lịch ma luyện, kê ra ta đã mạnh hơn. Ha ha. Nói thật, hắn nghe được Kiếm Tuyết Nghi cái tên này, còn tưởng rằng, nàng cũng là y như là chim non nép vào người động lòng người cô nương. Trách không được nàng có thể trưởng khống kiếm vương minh. Không bá đạo đại khí, người nào phục khí. Nhìn ra được, nàng rất hào sảng, dạng này cô nương, bên người ủng hộ nàng nam đệ tử, xác thực sẽ không thiếu. So như bây giờ, thì có một đoàn. Mấu chốt là, nàng đây là muốn bảo hộ chính mình. Hắn không nói lời nói, tiếp tục nhìn xuống. Nghe nói Kiếm Tuyết Nghi, Cố Thiếu Vũ cùng Hiên Viên Cương Cương sắc mặt càng âm trầm. Ngươi có ý tứ gì? Hiên Viên Cương Cương nói. Đơn giản a. Từ hôm nay trở đi, hai vị này chính là ta kiếm vương minh người, ta định cho Lý Thiên Mệnh một cái đà chủ tương xứng. Kiếm Tuyết Nghi nói. Nhưng hắn giết ta Long Vũ Minh đà chủ. Đó là chuyện tối ngày hôm qua, cái kia cùng chúng ta lại không quan hệ. Kiếm Tuyết Nghi nói. Người đã thừa nhận, vậy liền để hắn giết người thì đền mạng, chúng ta muốn dẫn đi hắn. Cố Thiếu Vũ hung ác tiếng nói. Cái này cũng không thành, các ngươi cũng không thể, mang ta đi kiếm vương minh đà chủ. Kiếm Tuyết Nghi nói. Cố Thiếu Vũ cùng Hiên Viên Cương Cương liếc nhau một cái. Chúng ta đã hiểu, Kiếm Tuyết Nghi, người đây là muốn che chở cái này một cái vô danh tiểu tốt, cùng chúng ta Long Vũ Minh đối nghịch. Cố Thiếu Vũ cắn răng hỏi. Cố bản tử, người cũng chớ nói như thế, vì sao kêu đối nghịch đâu? Minh hội chiến ngay từ đầu, lần nào các ngươi không phải đem chúng ta kiếm vương minh huynh đệ tỉ muội giết hết bên trong a? Đều là trên mặt nổi sự tình. Đừng tại đây giả vờ giả vịt, ta hôm nay đem người đưa ngươi, đến lúc đó, các ngươi còn có thể lưu tình a. Kiếm Tuyết Nghi bĩu môi nói. Ha ha, Cố Thiếu Vũ cười lạnh. Cút đi, Kiếm Tuyết Nghi khoát khoát tay. Thù này, Kiếm Vương Minh,
chúng ta nhớ kỹ. Năm nay Minh hội chiến, các ngươi đến cùng xúc sinh một dạng. Cố Thiếu Vũ nói. Không nói những cái khác, tối thiểu đem ngươi Cố Bản Tử đầu vặn xuống tới. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ngươi thật là trâu, hy vọng ngươi đến lúc đó, khắc khóc thành tiếng âm tới. Ngươi cái miệng này có thể không tệ, thật tốt rửa sạch sẽ, đến lúc đó cho lão đại của chúng ta thổi điểm hoa sống. Cố Thiếu Vũ bị ổi cười nói. Im miệng. Một đám kiếm vương minh người xông tới. Đừng nhúc nhích, Kiếm Tuyết Nghi hoàn toàn không quan tâm loại này nhục nhã, nàng suy cười một tiếng, nói, Hiên Viên Vũ Phong nếu dám đem hắn tăm nhỏ tiếp cận đến, tỉ tỉ cho hắn cắn đứt, đem hắn trứng cho bóp nát. Lý Thiên Mệnh đỏ mặt. Hắn meo. Quá thô bạo. Ta thích loại này, Huỳnh Hỏa ánh mắt tỏa ánh sáng. Nhìn ra được, tại chỗ các nam đệ tử, tuy nhiên cảm thấy lời này theo nữ thần trong miệng nói ra đến, là có chút thô lỗ. Nhưng là, vóc người đẹp mắt, cái kia chính là thiên lý a. Mặc kệ nàng nói cái gì, trong lòng vẫn là có chút trầm say, đây là có chuyện gì. Cố Thiếu Vũ cùng Hiên Viên Cương Cương không chiếm được chỗ tốt gì, Tuyết Nghi kiếm các bên này cũng là kiếm vương minh địa bàn, bọn họ chỉ có thể ôm hận rời đi. Bọn họ vừa đi, Kiếm Tuyết Nghi ánh mắt quét qua, xéo đi. Đúng, sư tỷ, rất nhiều vây xem đệ tử chạy như một làn khói. Kiếm Tuyết Nghi mang theo nàng một đám người hầu, trong này đường chủ, đà chủ đều có, thực lực siêu quần, tuy nhiên nhân số so Long Vũ Minh thiếu, nhưng cá thể thực lực đều còn có thể. Lý Thiên Mệnh cùng nàng mặt đối mặt đứng thẳng. Kiếm Tuyết Nghi cùng hắn thân cao tương tự, nàng mặt mỉm cười, cứ như vậy nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, mười phần trực tiếp lớn mật, từ trên xuống dưới ngắm một hồi, sau cùng ánh mắt rơi vào trong tay hắn bạch dạ phía trên. Cái đồ chơi này, người một cái thiên chi thánh cảnh có thể sử dụng sao? Kiếm Tuyết Nghi hỏi. Vẫn còn, ta thử một chút, Lý Thiên Mệnh nói. Thả trở lại đi, đây là tỷ tỷ ta lưu tại nơi này, dùng để câu chân mệnh thiên tử, ta không thích ngươi loại này đệ đệ. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ngươi mấy tuổi? Lý Thiên Mệnh hỏi. 15, Kiếm Tuyết Nghi nói. Ngươi thôi đừng chém gió, 15 tuổi có thể đã lớn như vậy. Lớn như vậy, ngươi có phải hay không có ám chỉ gì khác? Không có, Lý Thiên Mệnh cũng không dám nói, cực phẩm tọa kỵ, sự tình. Được, ta không mộng ngươi, ta 22, Kiếm Tuyết Nghi nói. Cái kia ngươi so với ta tiểu, chỉ có thể làm cái muội muội. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói thật chứ, ngươi gương mặt này hơn 20 rồi, ta còn tưởng rằng thì 16-17 đây, Kiếm Tuyết Nghi nói. Không có cách, thủy nộn, Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người khinh bỉ. Kiếm này cùng, ám dương, là một đôi, thanh kiếm thả trở lại, tránh khỏi khiến người ta nói xấu, cho là ta dưỡng đệ đệ. Kiếm Tuyết Nghi nói. Cái này cũng không thành, ta dùng tiền mua, hiện tại thì là của ta, với ngươi không quan hệ. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, đừng quên hôm nay là người nào cứu được ngươi. Đúng vào lúc này, Kiếm Tuyết Nghi bên người, một cái thần sắc lãnh khốc thanh niên mặc áo đen, trầm giọng nói một câu. Triệu Nhất Tuyệt, ngươi làm gì vậy? Ta thì cùng hắn mở cười xong mà thôi. Kiếm Tuyết Nghi trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại mỉm cười nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nàng vươn tay, nói, tới đi nắm cái tay, về sau ngươi chính là ta Kiếm Vương Minh người. Có thể nắm một chút sao? Ngươi thử một chút. Chung quanh sẽ có rất nhiều người, muốn giết ngươi. Kiếm Tuyết Nghi cười nói, tiếng cười của nàng rất cởi mở, nhưng cũng đẹp mắt. Quên đi, Lý Thiên Mệnh cùng nàng vỗ tay một cái trưởng, sau đó hỏi, tha thứ ta mạo muội, xin hỏi minh chủ vì sao vì ta, cùng Long Vũ Minh kết thù, ta chính là một giới vô danh chi bối, không đáng. Ngươi đánh giám, ta điều tra, ngươi tiến thần tông trong khoảng thời gian này, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tối hôm qua ngươi giết người quá trình. Ta trùng hợp ở phía xa thấy được, người có thể thật hung tàn, lớn như vậy một cái mỹ nhân, là cái nam đều muốn thèm nhỏ dãi đi, người ngược lại tốt, một kiếm thì vào người trong trái tim đi. Kiếm Tuyết Nghi khinh bỉ nói. Cho nên, tỷ tỷ coi trọng ngươi, ngươi xem ra, tựa như là thần tông cái nào đó đại nhân vật con riêng, thiên phú ngang dọc nhưng là tu hành tư nguyên không đủ, đến lúc này thần tông, lập tức nhất phi trùng thiên, tỷ tỷ ta ánh mắt tốt, dự định đặt cửa ở trên thân thể ngươi. Lại nói, ngươi đến cùng là làm sao dựa vào thiên chi thánh cảnh, đánh bại cổ thánh cảnh tầng thứ tư. Xuyệt, đây là bí mật, không thể nói. Lý Thiên Mệnh nói. Lấy đánh, còn ở trước mặt ta đừng, cẩn thận ta thu ngươi tiến ta hậu cung. Kiếm Tuyết Nghi cười nói. Ngươi còn có hậu cung đâu? Lý Thiên Mệnh mở rộng tầm mắt. Không có đâu, cái này không có ý định xây a.
không biết sao còn không có Tuấn Nam nhập con mắt ta, người cái này đáng đâm ngàn đao, còn đem tỷ tỷ đặt ở cái này câu nhà Triệu Phú Bạch Dạ kiếm cho mua đi. Lý Thiên Mệnh không biết nên nói cái gì, cho Kiếm Tuyết Nghi dựng lên một cái ngón tay cái, nói, Châu Phê. Tiếp đó, Kiếm Tuyết Nghi cho Lý Thiên Mệnh, giới thiệu sơ lược một chút Kiếm Vương Minh người. Vừa rồi quát lớn Lý Thiên Mệnh một câu thanh niên mặc áo đen, là Kiếm Vương Minh phó minh chủ, tên là Triệu Nhất Tuyệt, nghe nói thực lực rất mạnh. Hắn ngữ khí so sánh lãnh đạm, cùng Lý Thiên Mệnh nói đơn giản hai câu. Ngoài ra, còn có 5 vị đường chủ, đều là cấp trên, thực lực đều rất không tệ. Cho ngươi, Kiếm Tuyết Nghi ném cho hắn một cái Kiếm Vương Minh đà chủ lệnh bài, nói, 7 ngày sau cũng là minh hội chiến, gần nhất tương đối bận rộn, các loại minh hội đấu qua về sau, ta sẽ giúp ngươi tổ kiến một cái phân đà đi, những khi này, ngươi coi như độc nhất đi. Kiếm Vương Minh nhân thủ không đủ, không có khả năng hắn làm đà chủ, lập tức cho hắn hơn 1000 người thống soái. Minh hội chiến sắp đến, các đại phân đà huấn luyện nghiêm mật, nhân viên biến động ngược lại sẽ ảnh hưởng chiến đấu lực. Tạ minh chủ, không cần cảm ơn, mặt khác không dùng gọi ta minh chủ, khác khách sáo như thế. Kiếm Tuyết Nghi nói, cái kia nên gọi tên gì? Nữ thần. Như thế không khách sáo, nhưng làm sao có một loại thổi phồng hiềm nghi a? Không có việc gì ta đi trước. Lý Thiên Mệnh vội vã tu luyện, có cái này đà chủ lệnh bài, hắn tại Trạm Tinh Cổ Lộ thời gian tu luyện, tăng lên tới một cái nửa canh giờ, hiệu suất tăng nhiều. Đi thôi, chú ý một chút. Người đi nhiều địa phương, minh hội chiến còn chưa bắt đầu, đừng để người làm thịt. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ta không có chết dễ dàng như vậy. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Chú ý một chút đi, thật nhiều người đều nói như thế, sau cùng, đều chôn ở trong đống tuyết. Thanh niên mặc áo đen, Triệu Nhất Tuyệt nói. Tạ phó minh chủ nhắc nhở. 7 ngày sau xuất chiến, yên lặng chờ mật lệnh. Đúng. Trạm Tinh Cổ Lộ. Lý Thiên Mệnh có Kiếm Vương Minh đà chủ lệnh bài, một ngày đỉnh lấy trước 3 ngày. Liền Lâm Tiêu Tiêu đều có thể cầm tới chấp sự lệnh bài, một ngày có thể đi vào một canh giờ. Hiện tại tiến đến, vì có thể được đến càng mạnh tiền bối lưu lại thiên ý, Lý Thiên Mệnh hướng chỗ sâu đi rất xa. Đi vào bên trong tất nhiên sẽ lãng phí thời gian, mà lại mỗi lần đều phải tốn thời gian đi, xem xét lại Địa Nguyên Tông, Thiên Nguyên Tông đệ tử, vừa tiến đến, ngay tại Trạm Tinh Cổ Lộ trung hậu đoạn. Người với người, không cách nào so sánh được. May mắn Lý Thiên Mệnh bên người, chòm sao vần quanh, hắn tại Trạm Tinh Cổ Lộ phía trên đã nổi danh. Hiên Viên Dần. Hắn ngay tại quan sát một vị gọi là Hiên Viên Dần tiền bối thiên ý, đối phương tu luyện, bá đạo thiên ý, cùng Lý Thiên Mệnh đế hoàng thiên ý, có chỗ tương đồng. Một cái nửa canh giờ kết thúc, Lý Thiên Mệnh sảng khoái tinh thần, đi ra cùng Lâm Tiêu Tiêu cùng một chỗ, rời đi Trạm Tinh Cổ Lộ. Không thể trở về ở chỗ, chúng ta đi nơi nào? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Tùy thời tìm một chỗ, có thể ngồi xổm tu luyện liền thành, người còn chọn. Lâm Tiêu Tiêu cắn răng. Có điều, chờ ta lại đột phá một lần, cũng không cần tránh Cố Thiếu Vũ cùng Hiên Viên Cương Cương. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Nhanh sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi, nàng không dám ở Lý Thiên Mệnh trước mặt tu luyện, nhất định phải quay về chỗ ở mới được. Nhanh! Thái cực phong hồ hai đầu âm dương ngư, mỗi người có một cái ngư nhãn. Trong đó, trong biển núi, thì làm, độ kiếp phong. Tương truyền, thần tông bên trong sinh tử kiếp cảnh lão quái vật, đều ở nơi này khổ tu, đối kháng sinh tử kiếp. Trong núi biển, thì là, Hiên Viên Hồ. Hiên Viên Hồ, chính là Thái Cổ Hiên Viên Thị tổ địa, toàn bộ thần tông, chỉ có Thái Cổ Hiên Viên Thị, nắm giữ tộc địa. Hiên Viên Hồ rất bao la, nói là một mảnh hải đô không đủ. Tại Hiên Viên Hồ chính giữa, có một tòa không người đến gần thánh cung toàn thân màu trắng, như là bảo thạch chỗ đoán tạo, rồi rào mà khí phái, 10 phần trang nhã. Tòa này thánh cung tên, gọi là, Nhiên Linh Cung. Đây là 10 vạn năm trước, thứ 10 thượng thần Hiên Viên Si lấy tên. Mà gần đây, Thái Cổ Hiên Viên Thị thứ 10 thượng thần, trọng sinh trở về, ở tại Nhiên Linh Cung, oanh động Viêm Hoàng Đại Lục. Nhiên Linh Cung bên trong. Tại cái này trang nhã. Tĩnh mịch trong đình viện, một cái lam váy thiếu nữ, ngồi ở dưới mái hiên. Nàng duỗi da trắng như tuyết trơn mềm bắp chân, bàn chân để trần, trên không trung đung đưa, để ở trên bầu trời rơi xuống từng mảnh tuyết hoa, rơi vào trên chân. Tuyết rơi thật đẹp nha. Khương Phi Linh nâng quai hàm, không linh hai mắt, ngắm lấy trong đình viện cảnh tuyết. Nàng hoảng du nửa ngày. Vẫn là thật nhàm chán,
đẹp như vậy khí trời, nếu là có ca ca ở bên người, ấm cùng sưởi ấm liền tốt. Nàng đứng lên, bàn chân để trần đang có tuyết rơi trời trong cung điện hành tẩu, đi vào một cây trụ trước, nàng đếm một chút phía trên bút họa, che che chán đầu, nói, phiền quá à, còn có thật nhiều trời, làm sao thời gian qua được chậm như vậy đây? Sớm biết, để hắn 10 ngày tới một lần, hừ, không biết ca ca tại Nhân Nguyên Tông qua được có được hay không, ta có nên hay không chịu kiến hắn đâu? Có thể hay không chuyện xấu à? Nàng có chút thật không dám, bởi vì hiện tại tin tức không ngang nhau. Nàng không quá chắc chắn, cái này thần tông người, sẽ có hay không có sức tưởng tượng, đoán được nàng không phải hiên viên si bản thân. Chờ một chút a, tu luyện một chút, mỗi ngày đều là tu luyện, còn không một người nói chuyện, thật là phiền. Nàng chu mỏ một cái, đi ra cung điện, đứng tại trên mặt tuyết. A, đó là cái gì? Nàng ngẩng đầu nhìn tuyết thời điểm, chợt thấy, trên bầu trời có một đạo huyết sắc lôi đình. Không tốt. Cái kia huyết sắc lôi đình vậy mà hướng về nàng cái phương hướng này, lao vút mà đến. Khương Phi Linh cảm nhận được tử vong uy hiếp, đây là tới tự thần thể bản năng. Nhưng là, lực lượng của nàng quá yếu, hoàn toàn theo không kịp loại bản năng này. Bảo hộ tôn thần. Một tiếng rít xuất hiện, Khương Phi Linh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái quái vật khổng lồ xông lên mây xanh, chính là một con kia thanh sắc phượng hoàng. Đinh đinh. Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh chói tai. Mãnh liệt huyết sắc lôi đình nổ tung, trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời thôn phệ, hóa thành vô tận lôi đình chi hải. Phốc phốc, đinh, liên tục hai tiếng, một đạo máu tươi vung xuống, Khương Phi Linh vừa thu lại chân, một cái màu đen mũi tên cắm vào nàng vừa rồi bàn chân dẫm vị trí bên trên. Cái kia màu đen mũi tên còn đang run rẩy, trên đó quấn quanh lấy mãnh liệt huyết sắc lôi đình, còn có vết máu. Khương Phi Linh mộng một chút, vội vàng chạy đi. Người nào muốn giết ta? Nàng não tử trống rỗng, không có Lý Thiên Mệnh tại thân phía trên, trong nội tâm nàng hoảng hốt. Phương nào nhóc con, to gan lớn mật. Trên không lại có một tiếng tức giận, trên đỉnh đầu oanh minh từng trận, qua tốt một đoạn thời gian, động tĩnh mới hoàn toàn biến mất. Một cái thanh sắc phượng hoàng, toàn thân nhuốm máu, đập vào Khương Phi Linh trước mắt trong đỉnh viện. Thị thần điện chủ Phương Thanh Ly, đồng dạng sắc mặt trắng bệch rơi xuống. Xem ra, là các nàng chặn mũi tên kia uy lực, nhất là cái kia thanh sắc phượng hoàng, giống như thân thể đều bị xuyên thủng. Tôn thần, không sao. Phương Thanh Ly run rẩy quỳ trên mặt đất. Lại có một người nam tử rơi trên mặt đất. Mẹ, ngươi không sao chứ? Đó là một vị thanh y nam tử. Khương Phi Linh nhớ đến, hắn giống như cũng là Thiên Nguyên Tông chủ, Phương Thái Thanh, thần tông tối cao thân phận một trong. Thị thần điện chủ Phương Thanh Ly. Lại là Thiên Nguyên Tông chủ mẫu thân. Không có việc gì, bảo hộ tôn thần. Phương Thanh Ly cắn răng nói. Người tới, mang thị thần điện chủ liệu thương. Phương Thái Thanh phân phó nói. Vù vù. Lúc này thời điểm, Nhiên Linh Cung đã xuất hiện một đống cường giả, liền cái kia Địa Nguyên Tông chủ, Hiên Viên Đạo cũng xuất hiện. Hai cái này tông chủ, vội vàng tới, quỳ xuống trước Khương Phi Linh trước mắt. Tôn thần, ta tội đáng chết vạn lần. Ta không làm tốt cảnh giác, để tôn thần đặt hiểm cảnh. Phương Thái Thanh Thanh âm âm hàn nói. Ta đồng dạng có tội, Hiên Viên Hồ là ta thái cổ Hiên Viên thị địa bàn, ta vậy mà để kẻ trộm có cơ hội bắn lén, tổ tiên, đây là ta sơ sẩy. Hiên Viên Đạo Thanh âm khàn khàn nói. Khương Phi Linh có chút kinh tâm động phách. Đuổi không kịp sao, nàng vững vàng tâm tình, trầm giọng hỏi. Chạy, Phương Thái Thanh cùng Hiên Viên Đạo đều cúi đầu xuống. Là ai? Khương Phi Linh hỏi, có người, dám ám sát thượng thần. Đây là cái gì tình huống a? Đừng nhìn Khương Phi Linh bề ngoài chấn định, trong nội tâm nàng hoàn toàn là mộng. Tôn thần, theo mũi tên nhìn, đây là, lưỡng nghi ma tông, thủ đoạn, nhưng là thứ này quá rõ ràng, rất có thể là vụ oan giá họa. Xuất thủ người, ở vào Hiên Viên Hồ bên ngoài, nhưng khoảng cách Hiên Viên Hồ không xa, thần tông có trùng điệp kết giới bảo hộ, nói rõ người này, rất có thể là thần tông nội bộ người. Chí ít, hắn có thể tại thần tông nội bộ, tự do hoạt động. Phương Thái Thanh nói. Lưỡng nghi ma tông, Khương Phi Linh não tử có chút choáng, cái này cách xa vạn dặm người, muốn giết tự mình làm cái gì? Chẳng lẽ ta không phải thượng thần sao? Lưỡng nghi ma tông, chính là thứ hai thần vực, lưỡng nghi thần vực, bá chủ, cũng là thứ hai thượng thần, đản sinh địa phương, lại tên là âm dương ma tông. Bọn họ thế lực rất lớn, cùng thái cổ thần tông là một cái cấp bậc. Còn không thể xác định, tôn thần xin yên tâm,
tiếp đó, ta nhất định toàn lực điều tra, lấy cái này một mũi tên làm manh mối, đem dám can đảm ám sát tôn thần nội ứng cho bắt tới, hắn thực lực rất mạnh, chưa hẳn có thể giấu được. Phương Thái Thanh quỳ xuống đất dập đầu nói. Tôn thần, ta chuẩn bị triệu hồi Thái Cổ Hiên Viên thì tất cả cường giả, toàn bộ chú đóng ở Nhiên Linh Cung chung quanh, thời khắc bảo hộ tôn thần an toàn, ta bản thân đem như hình với bóng, bảo hộ tôn thần, cho đến tôn thần nắm giữ sức tự vệ đến, nếu để tôn thần lại lâm vào hiểm cảnh, Hiên Viên Đạo muôn lần chết không thể chuộc tội. Hiên Viên Đạo kích động nói. Khương Phi Linh vẫn là kinh tâm động phách. Vì sao lại có, nội ứng, ám sát chính mình? Vì cái gì bọn họ kích động như vậy? Giống như, bảo vệ mình, là một loại sứ mệnh. Vừa mới Phương Thanh Ly kém chút đem mệnh tống táng, vì nàng chặn cái kia một mũi tên. Hiên Viên Đạo là Địa Nguyên Tông chủ, cũng là hiện tại Thái Cổ Hiên Viên Thị, Tộc Vương, Khương Phi Linh làm vì bọn họ, tổ tiên, lẽ ra phải do hắn bảo hộ. Không đợi Khương Phi Linh đáp ứng, hắn đã đi an bài. Dù sao, tôn thần an nguy, là nhất đẳng đại sự. Đi ra Nhiên Linh Cung về sau, Phương Thái Thanh cùng Hiên Viên Đạo liếc nhau một cái. Đám người này đúng là điên, liền thần đều dám giết. Phương Thái Thanh cau mày nói. Sợ còn không phải cái này, mà chính là bát đại thần vực liên thủ. Hiên Viên Đạo ánh mắt âm trầm nói. Đến mức điên thành dạng này. Bọn họ đều sợ. Ai, tôn thần trở về, vậy mà chỉ có địa chi thánh cảnh, cái này để cho chúng ta quá bị động. Lúc trước thần huyết sôi trào thời điểm, không truyền ra ngoài liền tốt. Khác ngây thơ, việc này căn bản không gạt được, qua nhiều năm như vậy, chín đại thần vực lẫn nhau tính kế, liền xem như thị thần điện, đều tồn tại còn không có bị bắt tới gian tế, nhất là âm dương ma tông, am hiểu khống hồn siêu hồn thủ đoạn, lấy ra tình báo thủ đoạn nhất lưu. Không có để bọn hắn tìm được trước tôn thần, cái kia cũng không tệ rồi. Muốn giấu giếm, nằm mơ, Hiên Viên Đạo nói. Muốn chờ 10 năm a, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục đạo, thất tinh, bát quái, cửu cung. Bát đại thần vực, khi nào là cái cuối cùng? Phương Thái Thanh híp mắt nói. Không biết, nhìn tôn thần a, nàng đoán chừng tâm lý nắm chắc. Không ngoài dự liệu, bát đại thần vực, đều muốn giết nàng. Chỉ mong đi, không biết vì sao, ta luôn có một loại ảo giác. Hiên Viên Đạo nói. Cái gì ảo giác? Tôn thần, có chút quá non. Nàng đã từng 20 tuổi liền thành thần, sau đó thì gặp bất trắc, giống tiểu cô nương rất bình thường. Phương Thái Thanh nói. Chỉ mong đi. Hiên Viên Đạo nói. Đất tuyết, tùng tháp, hàn phong. Lý Thiên Mệnh ngồi ở chỗ này, hồi tưởng lại sáng sớm tại trạm tinh cổ lộ lãnh hội hết thảy tạo hóa, chậm rãi tiêu hóa, cổ vũ đế hoàng thiên ý. Ngươi vì sao không tu luyện? Mở mắt ra thời điểm, Lâm Tiêu Tiêu tựa ở tùng tháp dưới, co lại thành một đoàn. Thì lộ ra hai cái diễm con mắt màu đỏ, như thú nhỏ một dạng nhìn lấy hắn. Không liên quan gì đến ngươi, Lâm Tiêu Tiêu nói. Là sợ có đặc thù động tính, để ta nhìn thấy a. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu xuống, đem ánh mắt đều cho ẩn nấp rồi. Lý Thiên Mệnh hướng chỗ mình ở phương hướng xem xét, có một cái người áo xanh ra hiện ra tại đó. Ngươi ở chỗ này lấy, khác đi loạn, cẩn thận một chút, đừng đem mạng mất. Lý Thiên Mệnh đứng lên nói. Người đi nơi nào? Có chút việc, trở về một chuyến, đi một lát sẽ trở lại tới. Lý Thiên Mệnh nói xong, một đường xuống núi, cấp tốc về tới đệ tử của hắn chỗ ở. Kiếm Vô Ý ngồi tại viện tử trong lương đình, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Ta nghe nói ngươi lấy thiên chi thánh cảnh, giết cổ thánh cảnh tầng thứ tư. Có người giúp đỡ, tăng thêm may mắn. Lý Thiên Mệnh nói. Xem ra tôn thần ánh mắt. Xác thực có đạo lý, thiên chi thánh cảnh có như thế bàng bạc thánh nguyên, đúng là hiếm thấy. Kiếm Vô Ý nói. Tông chủ đến ta, có gì phân phó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tôn thần triệu kiến ngươi, theo ta đi. Kiếm Vô Ý đứng lên nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh tương đương hưng phấn. Một tháng thời gian còn chưa tới đâu, xem ra là Khương Phi Linh chịu không được tưởng niệm nỗi khổ, dạng này tuy nhiên mạo hiểm, có thể nghe tới nàng muốn gặp mình, Lý Thiên Mệnh tâm lý, vẫn là cao hứng. Kích động cái gì a? Tại tôn thần trước mặt chút nghiêm túc, Kiếm Vô Ý nói. Vâng, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn theo Kiếm Vô Ý rời đi chỗ ở, trước khi đi, còn nhìn thoáng qua Lâm Tiêu Tiêu cái hướng kia. Lâm Tiêu Tiêu đứng tại tùng tháp dưới, yên lặng nhìn lấy hắn rời đi. Phong tuyết cơ hồ đem nàng chìm ngập. Kiếm Vô Ý tốc độ rất nhanh, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể miễn cưỡng theo.
ngươi còn có thể có cổ thánh cảnh tốc độ, ngược lại là kỳ. Ngươi cái này thánh nguyên tuy nhiên mạnh, nhưng là tu luyện độ khó khăn lớn, trách không được cảnh giới không đuổi kịp người đồng lứa. Kiếm Vô Ý thông qua quan sát tốc độ của hắn, đến có kết luận. Ừm, nói nhiều tất nói hớ, Lý Thiên Mệnh gật đầu là được rồi. Sau đó không lâu, Hiên Viên Hồ đến. Trong gió tuyết, Hiên Viên Hồ cũng đông lạnh lên, trên đó kiến trúc, như là thủy tinh cung điện. Phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều thần long cộng sinh thú, tại bên trên bầu trời chạy như bay mà qua, tràng diện kia được không hùng vĩ. Làm sao cảm giác, nhiều tốt nhiều cường giả, tới gần Nhiên Linh Cung thời điểm, Lý Thiên Mệnh hỏi. Vì bảo hộ tôn thần, Kiếm Vô Ý nói, cần phải như vậy gióng trống khua chiêng sao? Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn đến gần thời điểm, trong góc, chỉ ít có trên trăm cái tuyệt đỉnh cường giả, lấy băng lãnh ánh mắt nhìn lấy hắn. Rất hiển nhiên, hắn chỉ cần một chút biểu hiện ra không có hảo ý, lập tức liền sẽ bị chém giết. Tôn thần gặp chuyện, Kiếm Vô Ý thản nhiên nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Hắn trừng to mắt, trong trắng mắt cấp tốc thì đỏ lên, phía trên tơ máu trải rộng, liền hô hấp đều to khỏe. Nàng ra sao? Lý Thiên Mệnh thanh âm khàn khàn hỏi. Khẳng định không có việc gì a, người khẩn trương cái gì? Kiếm Vô Ý liếc qua hắn, cảm thấy hắn phản ứng có chút quá. Từ đâu tới xúc sinh, liền tôn thần cũng dám hành thích, bắt được sao? Đã chết rồi sao, có đồng bọn sao? Lý Thiên Mệnh liên tục hỏi. Cùng ngươi liên quan gì? Ngươi tính là gì? Kiếm Vô Ý theo dõi hắn hỏi. Tông chủ, ta chỉ là có chút khẩn trương. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần đến, tôn thần sự tình, là chuyện của chúng ta, một mình ngươi nguyên đệ tử, tu luyện chính là. Kiếm Vô Ý thản nhiên nói. Ừm, Lý Thiên Mệnh không có nói thêm nữa. Nói thật, hắn vừa mới dưới sự phẫn nộ biểu hiện, không rất thích hợp. Nhưng, hắn hiện ở trong lòng thiêu đến hoảng. Để Khương Phi Linh một người lưu tại nơi này, nhàm chán coi như xong, còn gặp nguy hiểm, làm nàng dựa vào người, Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Đi vào về sau chớ lộn xộn, tránh khỏi bị giết, thái cổ Hiên Viên thị người hiện tại rất khẩn trương. Ngươi có thể hiểu, Kiếm Vô Ý dặn dò. Hiểu. Lý Thiên Mệnh một đường đi vào, trên đường trung lão niên cường giả, từng cái đều là sinh tử kiếp cảnh. Lý Thiên Mệnh đi vào thời điểm, ánh mắt của bọn hắn đều cùng độc kiếm giống như, cắm ở trên người hắn. Cái kia lạnh lùng túc sát ánh mắt, đều đang nói rõ bọn họ đối Khương Phi Linh an toàn coi trọng. Nhiên Linh Cung bên trong. Lý Thiên Mệnh rốt cục thấy được nàng. Nhưng là, bên người nàng còn có hai người. Một cái là Phương Thanh Ly, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhưng vẫn là phục thị tại Khương Phi Linh bên người. Còn có một vị, là Địa Nguyên Tông Chủ, Hiên Viên Đạo, hắn đứng ở trong góc nhỏ, ánh mắt nghiêm túc, không nhúc nhích. Điệu bộ này, xem ra muốn cùng Linh Nhi nóng người một chút, triệt để vô vọng. Lý Thiên Mệnh đau đầu. Hắn nhìn đến Khương Phi Linh không bị thương tổn. Tâm lý mới một chút yên tâm một số. Tuy nhiên cái này gặp mặt cùng trong tưởng tượng không giống nhau, nhưng, cân nhắc đến an nguy của nàng, Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được. An toàn của nàng, cũng là lớn nhất đại sự. Còn lại tưởng niệm, ôm ấp, đều nhịn một chút đi. Tại trước mặt nhiều người như vậy, Khương Phi Linh biểu lộ, cũng chỉ có thể là thượng thần biểu lộ. Nàng ngồi tại cao tọa phía trên, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Bái kiến tôn thần, Lý Thiên Mệnh hành lễ. Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh hô một tiếng. Đệ tử tại, Lý Thiên Mệnh cúi đầu trả lời. Loại này đối thoại rất quái dị, nhưng, thật không có cách, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Liền cái kia Hiên Viên Đạo, đều nhìn chằm chằm chính mình, sợ Lý Thiên Mệnh làm loạn. Theo lý thuyết, Lý Thiên Mệnh là tôn thần ân nhân, làm sao cũng sẽ không đối tôn thần bất lợi, nhưng, bọn họ muốn là, không có sơ hở nào. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh. Chỉ có thể nói, mà lại là lấy tôn thần thân phận đối thoại, hoàn toàn không thể tới gần. Thiên Mệnh, Hiên Viên đáy hồ, có một cái, lục đạo ngộ kiếm thạch, đây là, lục đạo kiếm thần, để lại thiên địa chí bảo, hắn đem suốt đời kiếm ý, dung nhập cái này, vực ngoại thiên thạch, phía trên, ta gần nhất ở chỗ này ngộ kiếm, người đối kiếm đạo có chỗ lý giải, tiếp đó, ngươi theo ta một đạo ngộ kiếm, ta chỉ dẫn ngươi một hai. Khương Phi Linh nói, vâng, Lý Thiên Mệnh cung kính gật đầu. Lục đạo kiếm thần, đó là Viêm Hoàng Đại Lục cái thứ sáu thượng thần. Hắn sáng lập, lục đạo thần vực, ngay tại thái cổ thần vực bên cạnh. Sáu đạo kiếm tông danh tiếng, uy chấn thiên hạ. Lý Thiên Mệnh biết, nàng vì sao muốn triệu kiến mình. Đệ nhất,
để cho mình nhìn đến, nàng bình an vô sự, càng để tự mình biết, nơi này phát sinh hết thảy. Thứ hai, thuận lý thành chương cho mình một trận tạo hóa. Nếu như mình có thể ngộ có tâm đắc, khẳng định liền có thể thường tới. Chỉ cần có thể thường đến, coi như không nói lời nào, không ôm ấp, vậy cũng có thể làm dịu tưởng niệm, có thể lấy mặt mày giao lưu đi. Lý Thiên Mệnh, ta đã khoe khoang khoác lác, nói ngươi ngộ tính đến, ba vị tông chủ đều không tin đâu, ngươi thì chỉ có một cơ hội, nếu có thu hoạch, ngươi có thể thường đến luyện kiếm. Nếu là không thu hoạch, vậy ngươi nhưng là vô phúc hưởng thụ, lục đạo kiếm thần, viêm hoàng đệ nhất kiếm ý. Khương Phi Linh nói, đệ tử Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không cho tôn thần thất vọng. Ánh mắt của bọn hắn đụng vào nhau. Nàng hai mắt nhỏ hơi run lên một cái, lập tức bảo trì lãnh đạm. Lý Thiên Mệnh hai mắt nóng rực như lửa. Nhưng, hắn chỉ có thể cúi đầu. Yêu nhau rất khó, chi tâm liền tốt. Ta hiện tại liền đi, lục đạo ngộ kiếm thạch, Lý Thiên Mệnh, ngươi theo ta cùng một chỗ. Khương Phi Linh đứng dậy, nhẹ nói một câu. Vâng, Lý Thiên Mệnh hơi hơi nghiêng người. Nàng như một trận gió, theo Lý Thiên Mệnh bên người đi tới. Phương Thanh Ly cùng Hiên Viên Đạo vội vàng đuổi theo, khoảng cách Khương Phi Linh không đến 3 mét, tựa như là hai cái cận vệ. Các ngươi không dùng phòng bị hắn, muốn hắn cũng muốn giết ta, ta còn tới không đến nơi đây. Khương Phi Linh nói, tôn thần, cẩn thận là hơn. Phương Thanh Ly cúi đầu nói, khó chịu, Khương Phi Linh bất mãn nói. Đúng, bọn họ lúc này mới mặc kệ Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn theo sát lấy nàng, để Lý Thiên Mệnh trên cơ bản không có cùng nàng tự mình cơ hội nói chuyện. Hắn chỉ có thể theo sát phía sau. Khương Phi Linh đi ra Nhiên Linh Cung về sau, 10 cái thái cổ hiên viên thị sinh tử kiếp cảnh cường giả, phân tán ở xung quanh, hình thành chí ít tam trọng bảo hộ. Xem ra, chúng ta thái cổ thần vực hành trình, không chỉ có không thoải mái, còn nguy cơ tứ phía. Bởi vì sợ hãi Linh Nhi thành thần, để thái cổ thần vực quật khởi, quét ngang khắp nơi, sau đó, còn lại 8 cái thần vực thế lực, đều muốn giết nàng. Lý Thiên Mệnh ánh mắt có chút lạnh lùng. Trong khoảng thời gian này, ta cùng Linh Nhi đều sẽ rất khó khăn, nhất định phải kiên trì lên. Như có một ngày, ta chính thức tại cái này thái cổ thần vực đặt chân, cho dù là một cái mạnh nhất đệ tử, đều có thể lời nói có trọng lượng. Linh Nhi là mệnh của ta, người nào giết nàng, ta giết kẻ ấy. Một ngày nào đó, cái này toàn bộ đại lục, không người có thể chúa tể tính mạng của chúng ta. Đây là một đầu thông hướng hiên viên hồ đáy hồ Hàn Băng thông đạo. Mấy trăm cường giả canh giữ ở cửa thông đạo. Khương Phi Linh bị 10 cái tối cường giả bảo hộ, hướng dưới hồ mặt đi, Lý Thiên Mệnh thì theo ở phía sau. Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý không có rời đi, mà chính là cùng ở bên cạnh hắn, xem ra xong việc về sau, hắn còn muốn đem Lý Thiên Mệnh đưa ra ngoài. Tông chủ, ta có thể hay không hỏi một vấn đề? Lý Thiên Mệnh nói. Hỏi. Lục đạo ngộ kiếm thạch, là, lục đạo kiếm thần, kiếm đạo truyền thừa, vì sao không tại, lục đạo kiếm tông, mà tại chúng ta thái cổ thần tông? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Chúng ta giành được, Kiếm Vô Ý thản nhiên nói. Đoạt, Lý Thiên Mệnh giật mình, xem ra thái cổ thần tông rất cường thế. Đúng, bọn họ hiện tại, nằm mộng cũng nhớ đoạt lại đi đây. Kiếm Vô Ý nói. Lợi hại, có thể cướp đi đồ của người khác, cũng là một loại bản sự. Bất quá, đối phương tuy nhiên đoạt không quay về, nhưng có cái này một chuyện tại, lục đạo kiếm tông cùng thái cổ thần tông, cần phải thế như thủy hỏa. Kỳ thật bình thường người không biết, lục đạo kiếm tông, thái A kiếm tộc, cùng chúng ta, thái ất kiếm tộc, nguyên bản là nhất tộc, chỉ là bọn hắn tách ra ngoài, lại ra đời một cái, lục đạo kiếm thần, cái này lục đạo kiếm thần, cùng chúng ta thái ất kiếm tộc đồng căn đồng nguyên, chúng ta tu truyền thừa của hắn kiếm quyết, cũng không có gì. Kiếm Vô Ý nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh đối thái cổ thần vực thực lực cụ thể, cũng không khái niệm. Theo cái này lời thoại suy đoán, chỉ ít so lục đạo kiếm tông mạnh, vậy thì không phải là hạng chót. 9 đại thần vực đều có hơn 100.000 năm phát triển, thực lực khẳng định không là dựa theo con số sắp xếp. Những thứ này muốn giết tôn thần nhân, cường sao? Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Nói, để ngươi đừng hỏi quá nhiều. Kiếm Vô Ý chừng mắt liếc hắn một cái. Ta không có nghĩ rõ ràng. Tôn thần vì sao để ngươi đến lục đạo ngộ kiếm thạch, người số tuổi này đệ tử, một chút lịch duyệt đều có thể có, lịch sử đến nay, có thể tại lục đạo ngộ kiếm thạch phía trên, lĩnh hội lục đạo kiếm thần một hai kiếm ý, cơ bản rất ít. Liền xem như ta, cũng chỉ là phá tứ trọng, kiếm chướng, lĩnh ngộ một đạo, tứ quý kiếm pháp.
Kiếm vô ý phát cái bực tức. Cái gì là kiếm chướng? Lục đạo kiếm thần thiết lập đỉnh cấp thiên văn kết giới, cần cực cao kiếm đạo lĩnh ngộ, mới có thể xuyên qua kiếm chướng, thu hoạch được kiếm đạo truyền thừa. Kiếm vô ý nói. Thiên văn kết giới, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, tông chủ, tôn thần đã tán thành ta nói không chừng sẽ có thu hoạch. Tự tin như vậy, ngươi biết lục đạo kiếm thần ý vị như thế nào đâu? Ngươi số tuổi này, thời gian mấy năm, có thể tìm hiểu nhất trọng, đều tính toán lên trời. Kiếm vô ý nói. Trong ánh mắt của hắn mang theo lấy một tia trêu đùa, đại khái là cảm thấy Lý Thiên Mệnh, có chút tự tin quá mức đi. Hiên Viên Hồ đáy hồ, có một tòa cung điện, gọi là lục đạo kiếm cung. Thông qua đáy hồ thủy tinh thông đạo, có thể trực tiếp bước vào lục đạo kiếm cung bên trong, Khương Phi Linh tại cường giả chen chúc bên trong đi vào, Lý Thiên Mệnh theo sát phía sau. Bên trong rất trống bỏ. Hết thảy dường như hư vô. Hắn ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy, tại cung điện này trung ương, trưng bày một cái thạch đầu, hòn đá kia xem ra rất tầm thường, tựa như là phổ thông đường sông bên trong móc ra như thế. Đây chính là lục đạo kiếm thần truyền thừa ngộ kiếm thạch. Nghe đồn, lục đạo kiếm thần cũng là ngồi tại tảng đá kia phía trên, ngộ thành hắn Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết. Kiếm vô ý cảm khái nói. Hắn cũng không phải là nói cho Lý Thiên Mệnh nghe, mà là thuần túy cảm khái, sùng kính. Cái gì kiếm quyết? Ngươi nói thế nào cũng là thái cổ thần vực người, liền Viêm Hoàng đại lục mạnh nhất kiếm quyết là cái gì, ngươi cũng không biết. Kiếm vô ý hoài nghi nói. Tông chủ, ta muốn không phải xuất thân quá xa xôi, bây giờ nói không chừng sinh tử kiếp. Lý Thiên Mệnh định lực 10 phần, không chút nào hoảng, mỉm cười tiêu trừ. A, kiếm vô ý lười nhác nghe ngóng, hắn đối Lý Thiên Mệnh tự mình nói khoác, có chút không thích, bất quá, hắn vẫn là nói, đó là Viêm Hoàng đại lục tất cả tu kiếm người. Trong lòng kiếm quyết mạnh nhất, lục đạo kiếm thần từng dùng kiếm quyết này, hoành tảo thiên hạ, bại tận lục hợp bát hoang, một kiếm nơi tay, không người là đối thủ. Tên của nó, gọi là, lục đạo sinh tử kiếm. Thật huy hoàng, cùng thời đại người, đoán chừng ảm đạm vô quang đi. Lý Thiên Mệnh nói, há lại chỉ có từng đó là ảm đạm vô quang, kiếm vô ý trong mắt đều là vẻ sùng bái. Xem ra, bởi vì lục đạo kiếm thần cùng Thái Ất kiếm tộc có quan hệ, cho nên, hắn đối lục đạo kiếm thần cảm giác tự hào, so với thái cổ Hiên Viên thị đệ nhất thượng thần còn mạnh hơn. Có người học hội, lục đạo sinh tử kiếm, sao? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi. Nói đùa đâu, tự lục đạo kiếm thần về sau, đừng nói không ai có thể tu thành, mấu chốt là, không ai có thể được đến. Kiếm vô ý nói. Vì sao? Bởi vì, lục đạo sinh tử kiếm, ngay tại cái này ngộ kiếm thạch bên trong, cần đột phá 6 tầng kiếm chướng, mới có thể có đến kiếm quyết. Cho đến trước mắt, hơn 100.000 năm qua, Thái Cổ Thần Tông cùng lục đạo kiếm tông bên trong, mạnh nhất kiếm tu, cũng chỉ là đột phá ngũ trọng kiếm chướng, lấy được ngũ nhạc kiếm phong. Kiếm vô ý nói. Lợi hại, Lý Thiên Mệnh nói. 6 tầng kiếm chướng. Thiên văn kết giới. Hắn nhìn tay trái của mình hắc ám cánh tay. Trộm thiên nhất tộc. Hắn có một chút ý nghĩ. Lý Thiên Mệnh, ngươi qua đây. Khương Phi Linh đứng tại ngộ kiếm thạch bên cạnh. Quay đầu nói một tiếng. Thái cổ Hiên Viên thì các cường giả đã phân loại chung quanh, trình viên hình vây quanh, bên trong vòng chỉ có Khương Phi Linh, Hiên Viên Đạo, Phương Thanh Ly ba người. Vâng, Lý Thiên Mệnh cùng kiếm vô ý, cùng đi tiến vào bên trong vòng. Lý Thiên Mệnh đứng tại bên người nàng 4 mét bên ngoài, hắn không có cách nào tới gần, bởi vì chỉ cần khẽ dựa gần, Phương Thanh Ly liền muốn nhìn hắn chằm chằm nhìn. Bọn họ đem Linh Nhi Mệnh, đem so với mạng của mình, đều trọng yếu. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Lúc này, Khương Phi Linh chỉ ngộ kiếm thạch, nói, thử nhìn một chút, có thể hay không hiểu thông kiếm chướng, thu hoạch được kiếm đạo. Đúng, tạ tôn thần, Lý Thiên Mệnh cùng nàng liếc nhau một cái. Dù là chỉ là ánh mắt giao thoa, Lý Thiên Mệnh đều biết ý nghĩ của nàng. Nàng quen thuộc Lý Thiên Mệnh hắc ám cánh tay, cũng biết bóng tối này cánh tay lai lịch. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, tiến lên trước một bước, đứng ở cái này đá bình thường trước đó. Hắn biết, sau lưng những cường giả kia nhóm, đều không đem chú ý lực đặt ở trên người hắn, từ xưa đến nay lĩnh hội, ngộ kiếm thạch, rất nhiều người, đều sẽ cho là mình ngộ tính kinh người, nhưng, kiếm chướng chính là lục đạo kiếm thần tự mình bố trí, đây là thượng thần sáng tạo thiên văn kết giới, không thể tính toán theo lẽ thường. Cho dù là đỉnh cấp thần văn sư, không có kiếm đạo kiếm ý phía trên thiên phú, đều không phá được kiếm chướng. Đã từng có tối đỉnh cấp thần văn sư. Liền đệ nhất trọng kiếm chướng đều không phá được tiền lệ.
nhanh điểm, đừng chậm trễ tôn thần thời gian. Phương Thanh Ly nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh đi tới nơi này, nói nhiều nhất, cũng là, phải, cái chữ này. Hôm nay hắn cũng không phải nhân vật chính, những người này đều là bồi Khương Phi Linh đến ngộ kiếm, như không thu hoạch, kiếm vô ý liền trực tiếp mang đi hắn. Về sau, thì không có cơ hội trở lại. Kiếm chướng. Lý Thiên Mệnh tại trước mắt bao người, đưa tay trái ra, nhẹ nhàng khoác lên hòn đá kia phía trên. Đây không phải một khối đá. Thạch đầu, chỉ là biểu tượng, tảng đá kia, nhưng thật ra là từng tầng thiên văn kết giới tạo thành. Thủ đoạn này cũng quá cao cấp. Lý Thiên Mệnh coi như học qua một chút thần văn sư thủ đoạn, nhưng làm tay của hắn, đụng chạm đến đệ nhất trọng kiếm chướng thời điểm, hắn chỗ cảm nhận được là, kiếm này chướng thiên văn đường vân, quả thực như mênh mông đại hải. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, thâm hậu vạn phần. Những vật kia, căn bản không thể nào lý giải, lấy không thể tưởng tượng phương thức tổ hợp lại với nhau, tạo thành biển cả một dạng kiếm chướng. Người bình thường muốn phá kiếm chướng, tối thiểu trước tiên cần phải lý giải cái này biển cả bên trong, ẩn chứa kiếm ý, cảm thụ, lục đạo kiếm thần, đối kiếm đạo truy cầu. Kiếm, cũng là một loại thiên ý. Lý Thiên Mệnh đế hoàng thiên ý, cũng là đông hoàng kiếm hình tượng. Hắn đại khái có thể lĩnh hội, cái này thiên văn biển cả bên trong, cất giấu một loại cẩn trọng, bàng bạc kiếm ý, đó là một loại, một kiếm ra, biển cả đứt gãy, ý chí. Thông hiểu ý chí, bày ra kiếm đạo lĩnh ngộ lực cùng thiên phú, mới có thể tại lục đạo kiếm thần chỉ dẫn phía dưới, thông qua lĩnh hội, bài trừ nhất trọng kiếm chướng, cầm tới trong đó kiếm quyết. Hiển nhiên, bài trừ kiếm chướng quá trình, cũng là một cái học tập kiếm đạo quá trình, nếu là có thể bài trừ kiếm chướng, cơ bản tương đương kiếm đạo nhập môn. Bài trừ đệ nhất trọng kiếm chướng, cầm tới đệ nhất môn kiếm quyết. Bài trừ tầng thứ tư kiếm chướng, cầm tới thứ tư môn kiếm quyết, tứ quý kiếm pháp. Bài trừ tầng thứ năm kiếm chướng, cầm tới thứ năm môn kiếm quyết, ngũ nhạc kiếm phong. Bài trừ tầng thứ sáu kiếm chướng, cầm tới tầng thứ sáu kiếm quyết, cũng chính là Viêm Hoàng đại lục đệ nhất kiếm, lục đạo sinh tử kiếm. Chỉ là cái này đệ nhất trọng biển cả, Lý Thiên Mệnh liền có thể cảm nhận được, một cái thiên chi thánh cảnh người trẻ tuổi, muốn dựa vào thiên phú đi bài trừ tam trọng kiếm chướng, thì khó có thể lên trời. Bài trừ kiếm chướng năng lực bên trong, kiếm đạo thiên phú, chỉ chiếm một bộ phận, càng đại bộ phận hơn phân, vẫn là tự thân tạo nghệ. Phương diện này, cường giả lại so với các thiên tài, chiếm cứ rất đại ưu thế. Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng. Đây hết thảy, đều là tiền đề. Tại cái tiền đề này dưới, lấy thiên chi thánh cảnh tu vi cùng kiếm đạo lĩnh ngộ, nói thật, muốn bài trừ đệ nhất trọng kiếm chướng, đều vô cùng khó khăn. Toàn bộ Thái Cổ Thần Tông đệ tử, lâu dài suy nghĩ phía dưới, đoán chừng có thể bài trừ đệ nhất trọng kiếm chướng, liền đã cao nữa là. Cái này, chính là Lý Thiên Mệnh đứng tại ngộ kiếm thạch trước, tất cả mọi người nhìn lấy hắn, nhưng là cơ bản mặt không thay đổi nguyên nhân. Dù là Khương Phi Linh đem Lý Thiên Mệnh thổi thượng thiên, lẽ thường cũng là lẽ thường a. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh, không phải cái lẽ thường người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Thiên Mệnh là ai? Trộm thiên nhất tộc. Làm được sự tình gì? Nhẹ nhàng chụp tới, thiên hạ tài vật, đều trốn không thoát lòng bàn tay. Gọi là, giấu giếm. Lý Mộ Dương đó là trộm qua thái cổ hỗn độn cự thú người, liền xem như Lý Thiên Mệnh, cánh tay trái của hắn, đều phá kiếp qua thần táng kết giới. Vĩnh sinh thế giới thành kết giới, so với cái này ngộ kiếm thạch như thế nào? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, tuy nhiên xem ra, tràng diện không có như vậy hùng vĩ, nhưng, ngộ kiếm thạch kiếm chướng, không bằng vĩnh sinh thế giới thành kết giới. Đây là trực giác của hắn. Không chỉ là không bằng, thậm chí còn kém xa. Này bằng với cái gì? Thường nhân phá kiếm chướng, muốn nghiên cứu kiếm chướng nguyên lý, phân tích kết cấu, cuối cùng vỡ vụn. Thế mà, Lý Thiên Mệnh có thể mở khóa. Không nghĩ tới, cha ta truyền cho thủ đoạn của ta, nghiêu như vậy. Lý Thiên Mệnh duỗi ra hắc ám cánh tay, đặt tại kiếm chướng phía trên. Cái kia huyết sắc móng tay, nhẹ nhàng đâm đi lên. Có, hắn nhếch miệng cười một tiếng, tâm lý nắm chắc. Hắn căn bản cũng không cần đi lĩnh hội cánh cửa này, hắn có thể mở khóa, trộm thiên nhất tộc chủng tộc thiên phú bạo phát, một trận thao tác, cái kia cái gọi là kiếm chướng, bị hắn xé mở một cái lỗ hổng. Cho đến trước mắt, hắn đối kiếm chướng bên trong kiếm đạo, hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, đệ nhất trọng kiếm chướng, phá. Tay trái của hắn hắc ám dưới cánh tay, ngộ kiếm thạch bỗng nhiên chấn động một cái,
hắn nhan sắc đột nhiên đại biến, cả một cái nham thạch, trực tiếp biến thành màu trắng. Xương trắng lượn lờ. Lý Thiên Mệnh cơ hồ bị xương trắng nuốt sống. Sự biến hóa này, tới thực sự quá đột nhiên. Thiên Viên Đạo, Phương Thanh Ly cùng Kiếm Vô Ý ba người, ngay tại nói chuyện phiếm, nội ứng, sự tình đây. Ngộ kiếm thạch biến hóa, bọn họ đều ngơ ngác một chút. Chuyện gì xảy ra? Ngẩng đầu nhìn lên, màu trắng ngộ kiếm thạch, thu hết vào mắt. Ba người bọn hắn đứng chết chân tại chỗ. Không chỉ là bọn hắn, cái này lục đạo kiếm cung bên trong tất cả cường giả trưởng bối, cơ hồ đều là đờ đẫn biểu lộ. Dùng bao lâu? Thì mấy hơi thời gian, Phương Thanh Ly nói. Ngộ kiếm thạch hỏng. Làm sao có thể? Lão kiếm, người đệ nhất trọng kiếm chướng, dùng bao nhiêu thời gian? Thiên Viên Đạo thanh âm có chút nhẹ nhàng. Ta hơn 20 tuổi thời điểm, bỏ ra 3 năm. Kiếm Vô Ý lung lay đầu, hắn đều cho là mình mù. Hắn là Thái Cổ Thần Tông kiếm đạo cường giả, thậm chí cùng lục đạo kiếm thần đồng tộc, theo góc độ của hắn tới nói, cũng biết một màn trước mắt, đến cỡ nào thật không thể tin. Nói thật, dù là Lý Thiên Mệnh làm cho đệ nhất trọng kiếm chướng, cầm giữ có trình độ nhất định ba động, bọn họ liền có thể phán đoán kiếm đạo của hắn thiên phú, nguyện ý để hắn, có thể thời gian dài tới nơi này lĩnh hội kiếm đạo. Hắn dùng mấy hơi thời gian, đem đệ nhất trọng kiếm chướng cho phá. Phương Thanh Ly lúc này mới phản ứng lại. Lấy nàng bối phận, cũng nhịn không được hét lên một tiếng. Câu nói này, đem mọi người tại đây đều dọa sợ. Đây chính là lục đạo kiếm thần bày kiếm chướng A. Ta từ nhỏ dùng kiếm, dùng 200 năm thời gian suy nghĩ, mới phá tam trọng kiếm chướng, chỉ là đệ nhất trọng kiếm chướng, đều tìm hiểu 18 năm. Ngay từ đầu không có kịp phản ứng, hiện tại, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bọn họ làm sao biết, trên thế giới này, sẽ có một đám thiên văn kết giới kẻ trộm, bọn họ tổ tông vượt qua thiên địa vũ trụ, trộm đi nhật nguyệt tinh thần. Nói thật, cũng là Lý Thiên Mệnh chính mình, hiện tại mới ý thức tới, trộm thiên nhất tộc, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chí ít trước mắt, không có có thiên văn kết giới, có thể ngăn lại Lý Thiên Mệnh. Thế mà đúng lúc, bên trong thiên địa tất cả cường giả, đều chỉ sẽ đem bảo vật, truyền thừa, phong tàng tại thiên văn trong kết giới. Lý Thiên Mệnh căn bản không có lĩnh ngộ bất luận cái gì kiếm chướng, hắn cũng là dùng, chìa khóa, mở cửa mà thôi, lại đạt đến giống nhau kết quả. Cái kia chính là, lục đạo kiếm thần lưu lại đệ nhất môn kiếm quyết, xuất hiện tại hắn trước mắt. Kiếm kia quyết, giấu ở Thương Hải kiếm chướng phía dưới, là một bản phát sáng sách. Đối đệ tử trẻ tuổi tới nói, quyển sách này, đủ để cho bọn họ mừng rỡ như điên. Đây là, nhất dương kiếm quyết, uy lực của nó, đã so thần tông truyền thừa đại đa số kiếm quyết, cũng còn đáng sợ hơn. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh thì nhìn thoáng qua. Hắn nghĩ là, muốn là mình có thể cầm tới tốt hơn, vì sao không trước tiếp tục đi xuống dưới. Cái này, nhất dương kiếm quyết, thoạt nhìn là một quyển sách, nhưng kỳ thật cũng không phải là, nó mang không ra, chỉ có thể vào Lý Thiên Mệnh trong đầu. Lý Thiên Mệnh lo lắng chính là, nếu là mình tạm thời hấp thu cái này kiếm quyết, trong đầu thì dung không được những kiếm quyết khác. Hắn muốn tiếp tục. Thương Hải kiếm chướng phía dưới, xuất hiện màu trắng vân vụ. Đây là một biển mây, cái này biển mây, cũng là tầng thứ hai kiếm chướng. Nhưng, nó không hề chỉ có biển mây. Lý Thiên Mệnh hắc ám cánh tay ánh mắt, thấy được mây dưới biển, đó là chúng sinh. Lợi hại. Lấy thiên văn huyền diệu, đem chúng sinh đều sáng tạo ra tới. Hắn nhìn kỹ, cái này chúng sinh chừng hơn 10 tỷ, mỗi một cái đều rất sống động, tại trải qua cuộc sống của mình. Nhưng trên thực tế, mỗi người sinh động như thật người, đều là kiếm ý thiên văn tạo thành. Màn này, đối Lý Thiên Mệnh trùng kích có chút lớn. Nhân gian đạo, chúng sinh kiếm ý. Bỗng nhiên một cái sắc bén thanh âm truyền đến, xé rách màng nhĩ. Lý Thiên Mệnh nhìn không thấy là ai đang nói chuyện, chỉ thấy cái kia một tỷ chúng sinh, đều ngẩng đầu nhìn chính mình. Muốn phá tầng thứ hai nhân gian đạo kiếm chướng, cần, lĩnh hội chúng sinh. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Lĩnh hội chúng sinh. Cái này chúng sinh nhiều như vậy, như thế nào lĩnh hội? Mỗi người đều nhận thức một chút. Cái kia đến mấy năm, tối thiểu 10 năm. Gia hỏa này thật sự là đập, muốn có được kiếm đạo của ngươi truyền thừa, vẫn rất khó. Lý Thiên Mệnh nói thầm. Hắn hôm nay không phải đến lĩnh hội, hắn chỉ muốn thử xem, chính mình hắc ám cánh tay, còn có thể hay không tiếp tục phá đi xuống. Hắn vươn tay, cái kia hắc ám cánh tay tại cái này tầng thứ hai kiếm chướng bên trong, hóa thành một đầu che trời đại thủ,
trực tiếp đặt ở chúng sinh trên đỉnh đầu, lại đâm tiến trong lòng đất. Mở cửa ra cho ta. Ông, hết thảy thế như trẻ tre. Tầng thứ hai kiếm chướng phá. Cái gì? Trong cung điện tất cả các cường giả trừng to mắt nhìn tận mắt tầng thứ hai kiếm chướng phá nát, tầng thứ ba kiếm chướng xuất hiện. Ngộ kiếm thạch biến thành màu đen. Thời gian sử dụng 20 hơi thở. Mặc kệ là Hiên Viên Đạo vẫn là Kiếm Vô Ý, cũng hoặc là Phương Thanh Ly, hiện tại cũng một mặt trắng xám, chớ đừng nói chi là những người khác. Cái này, ngộ kiếm thạch hỏng a. Cho tới bây giờ không có làm hỏng, ngộ kiếm thạch cũng là thiên văn kết giới tạo thành, làm sao có thể sẽ xấu. Vài ngày trước tôn thần còn nhìn qua đây. Cái này lục đạo kiếm cung, trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tôn thần, lợi hại, ánh mắt kinh thiên, chúng ta phục. Hiên Viên Đạo bỗng nhiên nói. Ừm, Khương Phi Linh nhàn nhạt gật gật đầu. Kỳ thật trong nội tâm nàng đã sớm mừng thầm á. Để cho các ngươi xem thường hắn, hiện tại, để cho các ngươi trợn mắt hốc mồm. Nàng tự biết cái này ngộ kiếm thạch bắt đầu, thì suy đoán Lý Thiên Mệnh trộm thiên nhất tộc thủ đoạn, có khả năng đổi trắng thay đen. Không nghĩ tới, thật xong rồi. Muốn không phải người bên cạnh quá nhiều, nàng đều muốn cao hứng nhảy dựng lên, cùng Lý Thiên Mệnh ôm nhau. Nàng vụng trộm liếc nhìn, cái này thái cổ thần tông các cường giả, hiện tại nguyên một đám ánh mắt đờ đẫn, Khương Phi Linh còn chưa thấy qua. Từ trước đến nay cứng nhắc nghiêm khắc bọn họ, vậy mà lại có bị ba ba đánh mặt một ngày. Có điều, ca ca còn muốn tiếp tục. Nàng nháy nháy mắt, tiếp tục nhìn xuống. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn tiếp tục. Hắn muốn nhìn một chút, cực hạn của mình ở nơi nào, hắn hướng phía trước càng sâu, tại Thái Cổ Thần Tông địa vị thì càng cao, lại có Khương Phi Linh bảo bọc, ai sẽ ghét bỏ thân phận của mình cao. Có nhất phi trùng thiên đường tắt. Tối thiểu làm cho Kiếm Vô Ý khách khí với chính mình điểm, đương nhiên muốn trèo lên trên. Cho nên, hắn tiếp tục không nhìn tầng thứ hai kiếm chướng kiếm quyết, tiếp tục hướng tầng thứ ba kiếm chướng mà đi. Ngạ quỷ đạo, quỷ hồn kiếm ý. Thanh âm kia lại đến. Tầng thứ ba kiếm chướng, từ vô số ác quỷ oan hồn tạo thành, đó là mặt mũi hung dữ cương thi, thảm chết oan hồn, ùn ùn kéo đến, hung ác tàn bạo, tiếng oán than dậy đất, thậm chí trực tiếp nhào tới, gọi người tê cả da đầu. Cuồn cuộn, ta không phải đến ngộ kiếm. Lý Thiên Mệnh đã xe nhẹ đường quen, xuất ra, chìa khóa, hắc ám cánh tay, một đường mở khóa, tiếp tục thâm nhập sâu. Tầng thứ ba kiếm chướng, phá. Ta dựa vào, Kiếm Vô Ý nhịn không được, mắng một câu lời thô tục, hắn ý thức đến tại tôn thần trước mặt có chút thiếu lễ độ, vội vàng ngậm miệng lại. Quái vật, cái này còn là người sao? Tôn thần, cái này không phải là lục đạo kiếm thần đích hệ tử tôn A. Không đúng, lục đạo kiếm thần đích hệ tử tôn còn nhiều, rất nhiều, cũng không nghe nói loại tình huống này a. Nếu như nói phá tầng thứ hai kiếm chướng, đã để trong lòng bọn họ như là bị Thái Sơn áp đỉnh, mà bây giờ tam trọng kiếm chướng, quả thực cũng là long trời lở đất. Làm lớn nhất hiểu kiếm ý Kiếm Vô Ý, ánh mắt chừng lớn hơn một vòng, trên mặt sớm đã không có người sắc. Khái niệm gì? Hiên Viên Đạo hỏi. Ta nào biết được, Kiếm Vô Ý trợn mắt nói. Nói thật. Muốn nói Lý Thiên Mệnh cũng là tôn thần trọng sinh, bọn họ đều tin. Dù sao tôn thần đều đến qua mấy lần, mới phá đệ nhất trọng kiếm chướng, cũng không gặp nàng có khủng bố như vậy. Mấu chốt là, tầng thứ ba, cũng là điểm cuối sao. Tiếp đó, tầng thứ tư, xúc sinh đạo, vạn thú kiếm ý, phá. Lý Thiên Mệnh đã tiếp xúc đến, tứ quý kiếm pháp. Kiếm Vô Ý khóe miệng co giật, toàn trường lặng ngắt như tờ. Sau một khắc. Lý Thiên Mệnh phá tầng thứ 5, A-tu-la đạo, quỷ thần kiếm ý. Kiếm Vô Ý thất tha thất thểu, lùi lại mấy bước, kém chút ngồi dưới đất. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, không ra nửa canh giờ, đuổi ngang Viêm Hoàng đại lục lịch sử phía trên kỷ lục cao nhất. Vượt qua đương đại tối cao. Ngũ nhạc kiếm phong, tới tay. Toàn bộ lục đạo kiếm cung, lâm vào chết yên tĩnh giống nhau bên trong, chỉ có Khương Phi Linh trên mặt nụ cười, trong bụng nở hoa. Lý Thiên Mệnh. Ngươi nếu không thu tay được, cái kia Nhân Nguyên Tông chủ mặt, sắp bị ngươi đập nát. Huỳnh Hỏa phình bụng cười to nói. Ta không phải là vì đánh mặt, ta chỉ muốn nhìn một chút, phá tầng thứ 6 kiếm chướng, sẽ xuất hiện cái gì? Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực. Đến lúc này thời điểm, hắn đối Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết hiếu kỳ, đã sớm vượt qua Dương Mi thổ khí khát vọng. Tại mọi người ngốc trệ, im lặng trong ánh mắt, hắn hắc ám cánh tay, tiếp tục phá giải. Tầng thứ 6 kiếm chướng, địa ngục đạo,
vãng sinh kiếm ý. Nhất trọng kiếm chướng, xây dựng ra thập bát trọng địa ngục. Tầng tầng địa ngục, rõ ràng hiện lên hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, Hoàng Tuyền, Vong Xuyên, Hỏa Diễm, Hàn Băng, A Tị địa ngục, chân thực đến đáng sợ. Một kiếm bên trong, phong phú toàn diện. Phá! Lý Thiên Mệnh tâm tình, đã sớm bình phai nhạt đi. Ông! Một tay, vượt qua thập bát trọng địa ngục. Hắc ám cánh tay xuyên thấu, có điểm giống là cái kia hắc ám đại thủ, truy sát vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng một dạng đáng sợ. Thập bát trọng địa ngục, biến thành cho bụi. Ông! Ngộ kiếm thạch đại biến. Mọi người bất ngờ nhìn đến, cái kia ngộ kiếm thạch, biến thành một cái khô gầy lão giả lông mày trắng, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lục đạo kiếm thần. Từng tiếng kinh hô, đột nhiên vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt. Một cái kiếm khí mãnh liệt lồng ánh sáng, đem Lý Thiên Mệnh cùng cái kia lão giả lông mày trắng, triệt để bao vây lại, đem tất cả mọi người khoảng cách ra. Ong ong ong. Kiếm khí như hải. Lục đạo kiếm cung bên trong, ngoại trừ kiếm khí gào thét, chỉ còn lại trầm trọng tiếng hít thở âm. Ngoại trừ Khương Phi Linh bên ngoài, mỗi người đều rời không ra cước bộ, trừng to mắt, như là thất hồn lạc phách một dạng, cứ như vậy sắc mặt cứng ngắc, thậm chí thở hổn hển. Bọn họ nhìn thật lâu. Thẳng đến một phút sau, kiếm vô ý mới nhắm mắt lại, rất lâu mới mở ra, trùng điệp thở dài một hơi. Ta cái này trên trăm năm thế giới quan, toàn bộ đều phá nát, tôn thần, có thể nói cho chúng ta biết, đến cùng là vì cái gì? Một cái thiên chi thánh cảnh người trẻ tuổi, có thể xưa nay chưa từng có bài trừ 6 tầng kiếm chướng. Kiếm vô ý thanh âm khàn khàn nói. Phá trừ cái này 6 tầng kiếm chướng, cũng sẽ không tăng lên cảnh giới. Nhưng, đối với toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục kiếm đạo tới nói, đều ý nghĩa phi phàm. Lý Thiên Mệnh là tôn thần, mang về, cho nên, bọn họ chỉ có thể dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt, hy vọng Khương Phi Linh cho một lời giải thích. Dạng này, mới có thể tâm lý mới có thể thăng bằng một số. Theo lý thuyết, đối với Thái Cổ Thần Tông tới nói là chuyện tốt, có thể mấu chốt là, bọn họ tình nguyện là tôn thần hoàn thành một bước này. Một cái mạc danh kỳ diệu Lý Thiên Mệnh, quả thực để bọn hắn không nghĩ ra. Trên thế giới này, vượt qua các ngươi sức tưởng tượng đồ vật còn nhiều, rất nhiều, không dùng quá kinh ngạc. Vẫn là câu nói kia, ánh mắt của ta, há là các ngươi có thể so sánh. Khương Phi Linh thản nhiên nói. Sau khi nói xong, trong nội tâm nàng vụng trộm cười nói, oa, ta tốt có thể giả bộ. Thật giỏi. Là. Hiên Viên Đạo, kiếm vô ý bọn họ, cũng nhìn không được cúi đầu. Nhớ kỹ, Khương Phi Linh bỗng nhiên nói. Tôn thần xin phân phó. Sự tình hôm nay, thì chỉ có nhiều như vậy người biết, thêm lên một cái Phương Thái Thanh, muốn là truyền đi, ta hỏi các ngươi tội. Khương Phi Linh nói. Tôn thần yên tâm. Tại chỗ đều là chúng ta Thái Cổ Hiên Viên thị hạch tâm, mỗi một cái đều là đệ nhất thượng thần dòng chính, hơn phân nửa đều là tam nhãn chân long mạch, ta đi qua nghiêm túc sàng chọn, tuyệt không hài lòng. Hiên Viên Đạo khẩn trương nói. Nghi tâm của hắn, cái thứ ba tròng mắt màu vàng óng, sao mà hừng hực. Khương Phi Linh gật gật đầu. Nàng cũng không hy vọng, liền Lý Thiên Mệnh đều muốn bị bát đại người của thần vực chú ý. Đây đều là Hiên Viên Đạo chăm chú chọn lựa đến hộ vệ Khương Phi Linh. Là Thái Cổ Thần Tông lớn nhất tử trung dòng chính tộc Duệ. Tôn thần yên tâm, Lý Thiên Mệnh mặc kệ theo lục đạo kiếm thần cái kia bên trong được cái gì, đều là một mình hắn, người khác đoạt không đi. Huống hồ, hắn coi như đạt được lục đạo sinh tử kiếm, vậy cũng phải có thể thu thành, mới tính được là đến tạo hóa. Mà lại, cái này cũng không thể cổ vũ hắn cảnh giới phía trên đột phá, nếu là cảnh giới không đủ, cũng không phát huy ra lục đạo sinh tử kiếm uy lực, coi như để ngoại nhân biết. Kỳ thật cũng sẽ không thay đổi cái gì, cũng chỉ là tạo thành nhất định oanh động mà thôi. Hiên Viên Đạo thật sự nói. Có đạo lý, một cái kiếm quyết mà thôi. Khương Phi Linh nói. Nhưng nói thật, giờ phút này trong lòng mọi người chấn động, vẫn là quá kịch liệt. Kiếm khí bao phủ phía dưới. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy, trước mắt cái này hư huyễn lão giả lông mày trắng. Hắn không phải người thật, mà chính là nhất trọng kiếm chướng. Đây là đệ thất trọng kiếm chướng. Người nào nói với ta, chỉ có 6 tầng kiếm chướng tới. Lý Thiên Mệnh bó tay rồi. Cái này sau cùng nhất trọng kiếm chướng, tên là, Thiên Nhân Đạo, Chư Thần Kiếm Ý. Thất trọng kiếm chướng, theo tầng thứ 2 bắt đầu có danh tự, thẳng đến đệ thất trọng, vừa tốt tạo thành lục đạo. Ngươi là lục đạo kiếm thần, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối phương không có trả lời. Nhìn kỹ,
người này liền trên mặt lông mày, đều là từ đến hàng vạn mà tính thiên văn tạo thành. Đã ngươi là nhất trọng kiếm chướng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí a, ta không rảnh lĩnh hội, phá giải ngươi cái này lão già nát rượu thân thể, chỉ có thể dùng móng vuốt, đem đầu ngươi u đầu sứt chán. Lý Thiên Mệnh nói xong, vươn tay, khoác lên lục đạo kiếm thần trên đầu. Xoẹt! Thật sự chính là u đầu sứt chán. Đệ thất trọng kiếm chướng, cứ như vậy phá hết. Đột nhiên, cái kia lục đạo kiếm thần mở mắt, lấy hừng hực ánh mắt, cứ như vậy nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt của hắn bên trong, kiếm khí mãnh liệt. Ngồi xuống, cái này do thiên văn tạo thành lục đạo kiếm thần, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a, Lý Thiên Mệnh nghe theo an bài. Ngươi rất đáng gờm, có thể tìm hiểu ta thất trọng kiếm chướng, lấy cảnh giới của ngươi, đoán chừng nhanh thành thần. Lục đạo kiếm thần hỏi. Lý Thiên Mệnh vươn tay, tại cái này lục đạo kiếm thần trước mắt loạn lắc, đối phương ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Ngươi là đần độn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối phương không có trả lời. Nguyên lai là thiết lập tốt đối thoại. Lục đạo kiếm thần đã chết, cái này rõ ràng không phải người thật. Đến đón lấy. Lục đạo kiếm thần nói tiếp, người phá ta thất trọng kiếm chướng, có tư cách kế thừa ta, lục đạo sinh tử kiếm, tiếp đó, ta đem ta suốt đời tuyệt học, tự mình truyền thừa cho ngươi, hậu sinh, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, tuyệt đối đừng bôi nhỏ ta, lục đạo kiếm thần, uy danh. Tuyệt đối sẽ không, Lý Thiên Mệnh nói. Trong lòng của hắn nghĩ, cái này lục đạo kiếm thần nếu như biết rõ, ta là, mở khóa, tiến đến, hắn ở dưới cửu tuyền, có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Bất quá, bởi vì cái gọi là, cướp cũng có đạo. Thật có duyên phận này, kế thừa kiếm đạo của hắn tuyệt học, không nói còn lại, tối thiểu nhất, Lý Thiên Mệnh sẽ không bôi nhỏ uy danh của hắn. Hắn đem tuyệt học này truyền thừa, cũng là hy vọng có người có thể kế thừa, ta tuy nhiên tại từng thu được trình mưu lợi, nhưng là, muốn học thành, còn không phải hao phí công phu. Trộm đến nơi tay là một chuyện, có thể hay không học hội, là một chuyện khác. Muốn là học không được. Lý Thiên Mệnh phá thất trọng kiếm chướng, kỳ thật bằng không thu hoạch. Ngay tại hắn lúc cảm khái, cái kia lục đạo kiếm thần, bỗng nhiên vươn tay, chùm lên trên đầu của hắn. Lục đạo sinh tử kiếm, lấy lục đạo luân hồi làm căn cơ, bây giờ, ta trước truyền cho ngươi chiêu thứ nhất, nhân đạo chúng sinh kiếm. Ông, bàng bạc kiếm ý, theo lục đạo kiếm thần trong tay truyền đến, Lý Thiên Mệnh không có tìm hiểu tới tầng thứ hai kiếm chướng. Bỗng nhiên tiếp nhận dạng này kiếm ý, não tử cơ hồ đã nứt ra. Nhân gian đạo, chúng sinh con đường, kinh thiên nhất kiếm. Trong mắt của hắn hình ảnh, thiên biến vạn hóa. Một cái lão giả lông mày trắng, đứng tại chúng sinh chi đỉnh, một kiếm giết ra, hội tụ thiên hạ chúng sinh kiếm ý, phá núi đoạn hải, khai mở trần thế. Một kiếm kia, quá rung động. Ông, Lý Thiên Mệnh cảm giác thức hải của mình linh hồn, đều muốn bị xé rách thành phấn vụn. Kém chút chơi lớn rồi. May mắn, có thần hồn tháp trợ giúp hắn, trấn áp lại cái này kiếm quyết uy lực. Cái kia ngập trời kiếm ý, lúc này mới hội tụ thành làm một cái kiếm quyết văn tự, hư vô mờ mịt. Bất quá, đều khác ở Lý Thiên Mệnh trong đầu. Hắn đọc không ra, nhưng lại có thể hơi hiểu một chút ý tứ, đoán chừng miễn cưỡng có thể tu hành. Nhưng muốn truyền thừa cho người khác, đoán chừng rất không có khả năng, mà lại, không có cơ duyên này, người khác chưa hẳn có thể học hội. Không nói là lục đạo sinh tử kiếm, cũng là nhất dương kiếm quyết, rất nhiều người đều đến thông qua phá kiếm chướng đến lĩnh hội. Hậu sinh, có thể có cảm giác ngộ, chờ ngươi tu thành ngày, cùng ta đối chiến, nếu có điều lấy được, ta liền chỉ dẫn ngươi học đệ nhị kiếm. Lục đạo kiếm thần nói, đệ nhất kiếm đều phức tạp như vậy, hoàn toàn không hiểu rõ, ta khi nào mới có thể học được. Lý Thiên Mệnh hỏi, lục đạo sinh tử kiếm, hết thảy có 6 kiếm, đối ứng lục đạo luân hồi. Lục đạo kiếm thần hồi đáp. Tốt, biết, ta trở về từ từ suy nghĩ. Ngươi để cho ta ra ngoài đi. Lý Thiên Mệnh nói. Trong đó mỗi một kiếm, lại phân thành sinh, tử lưỡng kiếm, sinh chi kiếm, kéo dài không dứt, chết chi kiếm, nhất kích tất sát. Lục đạo kiếm thần 10 phần ra vẻ nói. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhớ tới, trước mắt cái này lục đạo kiếm thần, cũng là cái đọc chậm máy móc. Được, ta cảm tạ ngươi, tiền bối. Nhất định không phụ ngươi hy vọng, Lý Thiên Mệnh vẫn là nói một câu. Cút đi, lục đạo kiếm thần nói. Tại sao lại bình thường? Chẳng lẽ, tiền bối, ngươi nghe thấy ta nói chuyện. Cút đi. Thật. Cút đi. Lục đạo kiếm thần tay vuốt hàm râu, không ngừng lặp lại.
ta đi đây. Cút đi. Ta là cha ngươi. Cút đi. Hắn thì mở cái trò đùa mà thôi, tâm lý đối cái này lục đạo kiếm thần, tuyệt đối vạn phần tôn kính. Kiếm khí tứ tán về sau, hắn tranh thủ thời gian chuồn đi. Lục đạo kiếm cung bên trong. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt Khương Phi Linh, Phương Thanh Ly các loại bốn người. Song Phương mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tình huống như thế nào? Khương Phi Linh hỏi. May mắn phá kiếm chướng, đạt được lục đạo sinh tử kiếm. Lý Thiên Mệnh thành thật trả lời. Tràng diện một lần tĩnh mịch. Cứ việc, trong lòng bọn họ đã có chuẩn bị, thật là nghe được sự thật này, vẫn là tạo thành lâu dài lặng ngắt như tờ. Khương Phi Linh rất hài lòng, Lý Thiên Mệnh rốt cục tại một cái nào đó phương diện, trấn trụ bọn họ. Rất tốt, cái kia ta cho phép ngươi, tùy thời đều có thể đến ngộ kiếm. Khác, ta trước đây đối ngươi đáp ứng, cũng không sửa đổi, ngươi nếu là có thể thành mạnh nhất đệ tử, ta thì thu ngươi làm đồ. Khương Phi Linh tâm lý mừng thầm nói. Thu đồ đệ cái gì, cái kia cũng không đáng kể, có ngộ kiếm thạch, tối thiểu Lý Thiên Mệnh tùy thời có thể tới, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Đa tạ tôn thần vạn tuổi, tôn thần vạn thọ vô cương. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ, trẻ con là dễ dạy. Khương Phi Linh cười nói. Lý Thiên Mệnh đổ mồ hôi. Hắn rất muốn nói cho Khương Phi Linh, ổn định khác lãng a. Khụ khụ, Khương Phi Linh ý thức được chính mình, lộ ra chân ngựa, vội vàng ho khan hai tiếng, bảo trì uy nghiêm. May mắn, Hiên Viên Đạo, Kiếm Vô Ý những người này, còn đắm chìm trong cơn chấn động, có chút đờ đẫn. Trở về trên đường, Lý Thiên Mệnh, lục đạo sinh tử kiếm sự tình, tôn thần đã phân phó, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói. Kiếm Vô Ý nói, đúng, ngươi thử trước một chút đi, có thể luyện thành lại nói, không luyện được, cũng là không tốt. Kiếm Vô Ý nói, được, có điều, đối với ngươi cái này đột phá 6 tầng kiếm chướng năng lực, ta vạn phần bội phục. Kiếm Vô Ý vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tạ tông chủ thưởng thức, cố gắng lên. Tranh thủ ở trên cảnh giới, có thể bắt kịp người đồng lứa, bằng không, cho dù có thiên hạ đệ nhất kiếm quyết, cái kia cũng vô dụng, gãi không đúng chỗ ngứa. Kiếm Vô Ý nói. Tông chủ dạy bảo, Thiên Mệnh nhớ kỹ. Kiếm Vô Ý nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, vẫn là run một cái. Biến thái. Trở về sau. Có Trạm Tinh Cổ Lộ một cái nửa canh giờ tu hành, Lý Thiên Mệnh hiệu suất tăng vọt. Sau 5 ngày, cảnh giới của hắn. Bước vào Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 9. Khoảng cách cổ Thánh Cảnh, chỉ có cách xa một bước. Ngoại trừ cảnh giới tu hành, thời gian khác, tinh lực của hắn đều tại Cửu U Thần Ma Chảo, cùng Lục Đạo Sinh Tử Kiếm, phía trên. Cửu U Thần Ma Chảo còn tốt, cái kia Lục Đạo Sinh Tử Kiếm, thực sự quá phiêu hồ. Hắn một bên nhớ lại Lục Đạo Kiếm Thần truyền thụ cho một kiếm, một bên đem cụ thể kiếm quyết, lấy tâm linh câu thông phương thức, cùng huỳnh hỏa giao lưu. Vẫn cảm thấy khó có thể lên trời. Có tâm linh câu thông, Lý Thiên Mệnh ngược lại là làm cho huỳnh hỏa, đi thể hội mình tại cái này cửa kiếm đạo tư tưởng, nếu là Lý Thiên Mệnh có thể thu thành, nó có nhất định hy vọng. Bất quá, huỳnh hỏa đều có chút mộng. Liền tại bọn hắn mộng trong vòng, minh hội chiến, đến. Sáng sớm, kiếm tuyết nghi thì ở bên ngoài hô. Lý Thiên Mệnh, đi ra làm bia đỡ đạn. Mấy ngày nay đều tại đất tuyết tu luyện, quả thực có chút cóng đến hoảng. Đột phá Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 9 về sau, Lý Thiên Mệnh liền trở về chỗ ở, đoạn này thời gian Cố Thiếu Vũ cùng Hiên Viên Cương Cương, cũng không có lại tới tìm hắn, nhưng một mực dạng này nơm nớp lo sợ ẩn núp, để Lý Thiên Mệnh tương đương khó chịu. Có thể tính đợi đến minh hội chiến. Hắn meo, muốn là muốn có cơ hội, đầu tiên chém chết đầu kia heo. Kiếm Tuyết Nghi ở bên ngoài kêu la, Lý Thiên Mệnh đơn giản thu thập một chút, làm hắn mở cửa thời điểm. Lâm Tiêu Tiêu cũng theo sát phách mở ra đình viện chi môn, đi ra. Cảnh giới gì, Lý Thiên Mệnh nhìn nàng thần sắc uể oải, sắc mặt tái nhợt, tâm lý liền đã có tính toán. Tầng thứ 3, Lâm Tiêu Tiêu nói. Người vẫn là kiềm chế một chút đi, đừng đem chính mình hại chết. Tu luyện có đạo, người gấp cái gì, Lý Thiên Mệnh nói. Tiếp qua một chút thời gian, thành thói quen, Lâm Tiêu Tiêu nói. Nàng có chút giật mình, Lý Thiên Mệnh đây là tại quan tâm chính mình sao? Thế nhưng là vừa lúc gặp mặt, hắn không là muốn đem mình giết à. Hai người bọn họ, đi tới Kiếm Tuyết Nghi trước mắt tới. Còn kém các ngươi hai cái, các ngươi xuất quỷ nhập thần, các huynh đệ kém chút đem các ngươi đem quên đi, ta cái này đang muốn xuất phát, mới chợt nhớ tới các ngươi đến, đi nhanh lên, đừng chậm trễ tỉ tỉ thời gian.
Kiếm Tuyết Nghi thúc giục nói. Không thể nào, ta nói thế nào đều là nhân vật có tiếng tăm, như thế không có tồn tại cảm giác. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, ai để ngươi là cái độc nhất đà chủ. Nàng lúc nói chuyện, tăng thêm tốc độ tiến lên, để Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu đuổi theo sát. Minh chủ, à không, nữ thần ngươi tự mình đến tiếp ta. Lý Thiên Mệnh thụ sủng nhược kinh. Ta chê bọn họ lầm bà lầm bầm. Xem ra gia hỏa này, thật đúng là người nóng tính. Kết quả là, Lý Thiên Mệnh đi theo nàng đôi chân dài về sau, đi tới kiếm vương minh đệ tử hội tụ chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng 4, 5 vạn, tụ tập cùng một chỗ. Minh chủ, Kiếm Tuyết Nghi vừa đến, toàn trường hô to. Tất cả kiếm vương minh đệ tử nghe lệnh, xuất phát, chiến đấu. Kiếm Tuyết Nghi làm việc nhanh chóng quyết đoán, về đến về sau, trực tiếp hô một tiếng, chỉ huy hơn 4 vạn người hướng về mục đích xuất phát. Hai người này là ai? Minh chủ vậy mà chậm trễ thời gian, tự mình đi đón hắn nhóm. Cái kia lấy mái tóc nhuộm thành màu trắng bựa, kêu cái gì Lý Thiên Mệnh, nghe nói hắn giết Long Vũ Minh Cố Tuyết Giao, Minh chủ thật thưởng thức biết hắn. Đậu phộng, nữ thần cái kia sẽ không thích loại này mặt trắng nhỏ a. Nói bậy, nữ thần thích ta cái này, mãnh nam, có muốn nhìn một chút hay không ta tám khối cơ bụng. Vù vù, kiếm vương minh tốt đại một đội ngũ xuất phát, đều là thiên chi thánh cảnh cùng cổ chi thánh cảnh đệ tử. Những người này ở đây thái cổ thần tông, là huyết khí phương cương thiếu niên nam nữ, muốn là đặt ở thần đô, quả thực cũng là giống như thần quân đoàn. Lý Thiên Mệnh cảm khái một câu. Hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu cùng một chỗ, xen lẫn trong đám người. Lại nói, đi nơi nào đánh minh hội chiến? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhất nguyên chiến trường, Lâm Tiêu Tiêu nói. Để mấy trăm ngàn người chiến đấu, cái này, nhất nguyên chiến trường, rất lớn a. Không tính quá lớn, nhưng là nhất nguyên chiến trường bên trong, có một cái cửu tinh thiên văn kết giới, đây là một cái huyễn cảnh kết giới. Nội bộ có một cái gấp 10 lần lớn nhỏ, thái cực phong hồ, hoàn toàn đầy đủ chống đỡ mấy trăm ngàn đệ tử đoàn chiến. Thậm chí, còn có thể dựa vào địa hình, vận dụng chiến thuật. Vân vân, Lâm Tiêu Tiêu nói. Gấp 10 lần, thái cực phong hồ. Ừm, thái cực phong hồ, cũng là toàn bộ thái cổ thần tông phạm vi, gấp 10 lần lớn nhỏ, cái kia xác thực đủ lớn. Nói ngắn gọn, đây là một cái phóng đại bản, cảnh vực chi chiến, đã từng thánh thiên phủ cảnh vực kết giới. Cũng là loại này huyễn cảnh kết giới. Đạt tới cửu tinh cấp bậc thiên văn kết giới. Không biết ta động tất chi nhãn, còn có thể hay không giống như lần trước, xem thấu huyễn cảnh, săn giết đối thủ. Lý Thiên Mệnh híp mắt nghĩ. Phía trước truyền đến Kiếm Tuyết Nghi thanh âm. Các vị huynh đệ tỉ muội, đây là việc quan hệ tôn nghiêm cùng chưa đến tài nguyên tu luyện nhất chiến. Chúng ta kiếm vương minh, có thể hay không tại nhân nguyên tông ngẩng đầu, thì nhìn trận này thắng bại. Lần này sẽ có rất nhiều địa nguyên tông, thiên nguyên tông các sư huynh sư tỷ quan chiến, cũng sẽ có trưởng bối quan sát, biểu hiện nổi bật, nếu là bị coi trọng thu đồ đệ, tiền đồ vô lượng. Cho nên, ta hy vọng mỗi người, đều cống hiến ra toàn bộ thực lực của mình, đi cải biến vận mệnh của mình. Trường kiếm nơi tay, dẹp yên địch quân. Để cho chúng ta, vì kiếm vương minh, mà chiến. Xoát xoát. Trong lúc nhất thời, vạn chúng nộ hống, đồng thời ào ào giơ lên trong tay trường kiếm. Chỉ hướng lên bầu trời. Lý Thiên Mệnh thế mới biết, nguyên lai kiếm vương minh đệ tử, phần lớn người, thật sự chính là dùng kiếm. Tuổi trẻ sinh mệnh nhóm, nhiệt huyết dâng trào, chiến ý dồi dào. Đến đón lấy, chính là huy sái thanh xuân cùng mơ ước thời khắc. Nhất nguyên chiến trường, ở vào nhân nguyên tông cùng địa nguyên tông chỗ giao giới, nghe nói địa nguyên tông rất nhiều đệ tử tranh phong, đồng dạng sẽ ở nhất nguyên chiến trường cử hành. Hôm nay có đại lượng, địa nguyên tông đệ tử, quan chiến, tăng thêm có chút giải bối tại, 100.000 chỗ ngồi, cơ hồ đầy áp. Minh hội đoàn chiến, chỉ có nhân nguyên tông tồn tại, địa nguyên tông thì không ủng hộ đại quy mô như vậy loạn quân chém giết, đại đa số địa nguyên tông đệ tử, nguyện ý qua đây xem một cái náo nhiệt. Thậm chí, còn có thiên nguyên đệ tử. Lý Thiên Mệnh bọn họ đạt tới nhất nguyên chiến trường về sau, trước tiên ở bên ngoài sân chờ đợi, đối với người xem tới nói. Bọn họ thân phận của những người này, tương đương với, người biểu diễn. Trong khoảng thời gian này, đệ tử khác minh người biết, tương ứng đến. Nhân nguyên tông có hơn 30 minh hội, có lớn có nhỏ, lớn nhất nhỏ chỉ có hơn 1.000 người quy mô. Lần trước minh hội chiến, bài danh trước ba chia làm là Long Vũ Minh, Kiếm Vương Minh cùng Thanh Hà Hội. Kiếm Vương Minh vừa tới thời điểm, một phương hướng khác, đồng dạng có một đám khoảng 4 vạn người đội ngũ khí thế hung hăng mà đến.
Thanh Hà hội người đến. Nghe nói Minh Chủ cùng Thanh Hà hội đã đạt thành hiệp nghị, liên thủ đối kháng Long Vũ Minh, không biết có phải hay không là thật. Hẳn là đi, để xuống thành kiến không dễ dàng. Dù sao Long Vũ Minh quá mạnh, chỉ có chúng ta song phương liên thủ, mới có thở dốc cùng lật bàn cơ hội. Có điều, ta nghe nói không ít, bên trong tiểu đệ tử liên minh, cũng có bị Long Vũ Minh, trong bóng tối chấn áp hàng phục tình huống. Tiếp xuống đánh cược, nói không rõ ràng a. Minh hội chiến, không chỉ ở nhất nguyên chiến trường bên trong. Trên thực tế, Minh hội chiến trước đó, các loại lôi kéo, liên hợp, chấn áp, dụ dỗ, chưa từng không phải một loại khác chiến tranh. Nói một cách khác, tại hôm nay trước đó, Minh hội chiến sớm lại bắt đầu. Thông qua bọn họ trò chuyện, Lý Thiên Mệnh nhận biết hai người, cái kia chính là Thanh Hà hội Minh chủ cùng Phó Minh chủ. Minh chủ tên là Phương Hồng Hiên, Phó Minh chủ tên là Phương Bích Hàm. Bọn họ là một đôi sinh đôi huynh muội. Nghe nói, bọn họ đến từ Thái Thanh Phương Thị, cái gọi là Thái Thanh Phương Thị, cũng là thị thần điện chủ Phương Thanh Ly cùng Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh thị tộc. Lý Thiên Mệnh nhớ một chút bọn họ tướng mạo. Hắn mặc kệ những người này là ai, đến từ cái gì thế lực. Dù sao, trận này Minh hội chiến, hắn muốn làm đệ nhất Minh chủ. Sau đó, mới có Thiên Nguyên Đỉnh, Kiếp Văn Linh Tai cùng Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Nhất nguyên chiến trường, tiếng người huyên náo. Các phương nhân vật đã vào chỗ. Bọn họ ngồi tại chỗ cao, top 5 top 3, chuyện trò vui vẻ. Đúng nguyên đệ tử, Thiên Nguyên đệ tử tới nói, quan sát Nhân Nguyên Tông Minh hội chiến, thì cùng nhìn đấu dế giống như. Phóng tầm mắt nhìn tới, đến từ chỗ ngồi phía trên ánh mắt, cao thượng, tôn quý. Thời gian đã đến. Tiếp đó, cũng là vào sân. Vào sân trình tự là, lần trước Minh hội chiến, bài danh càng cuối cùng tông môn, vào sân trình tự càng là gần phía trước. Như thế, thuận tiện bọn họ đi vào về sau, tìm kiếm địa hình vị trí, ẩn nặc, phục kích, tương đương với tăng lên bọn họ tồn tại khả năng. Dựa theo quy tắc này, kiếm vương Minh thứ hai đếm ngược vào tràng, Long Vũ Minh sau cùng vào tràng. Nếu để cho Long Vũ Minh đi vào trước, tại cửa ra vào phục kích, những người khác không dùng chơi. Long Vũ Minh có 100.000 người. Kiếm vương Minh cùng Thanh Hà hội, thêm lên đến còn không đến 90.000. Phía trước có hơn 200.000 người vào sân. Người mặc dù nhiều, nhưng là hiệu suất nhanh, ước chừng nửa canh giờ về sau, Thanh Hà hội người đã đi vào. Đến đón lấy đến phiên kiếm vương Minh. Kiếm vương Minh đệ tử, theo ta xuất chiến. Kiếm Tuyết Nghi một ngựa đi đầu, Phó Minh chủ Triệu Nhất Tuyệt đoạn hậu. Năm vị đường chủ, ở giữa duy trì trật tự. Lý Thiên Mệnh xếp tại trong đội ngũ, hướng mặt trước xem xét, cái kia, huyễn cảnh kết giới, lối vào, có trên trăm một trưởng bối, ngay tại phân phát đồ vật, đồng thời kiểm tra tu di giới chỉ. Kiểm tra tu di giới chỉ mục đích, hiển nhiên là ngăn chặn nhân nguyên đệ tử thực lực bên ngoài, át chủ bài. Bọn họ phát cái gì đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhất tinh thiên văn thư, xích diễm thư, mỗi người một bản. Có làm được cái gì? Ngươi còn không biết, Minh hội chiến, quy tắc sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Hiện tại hỏi không kịp sao? Không hỏi nhiều ngươi mấy vấn đề, ta sợ đầu lưỡi ngươi dỉ xét. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a, Lâm Tiêu Tiêu che che chán đầu, nói, Minh hội chiến quy tắc là, tiến chiến trường về sau, mỗi người một bản, xích diễm thư tích huyết xích diễm thư, sẽ có hỏa quang vần quanh thân thể, đây là nhận thua lui ra khỏi chiến trường tín hiệu. Phát ra tín hiệu, liền sẽ có trưởng bối đem đệ tử mang rời khỏi chiến trường. Minh bạch, đây chính là, đầu hàng sách. Bất quá, là một mình đầu hàng, không phải đệ tử liên minh đầu hàng. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, bất quá, Minh hội chiến bài danh, là dựa theo, xích diễm thư, nhen nhóm số lượng, đến sắp xếp. Lâm Tiêu Tiêu nói. Sắp xếp như thế nào liệt kê? Lấy đầu hàng đệ tử số lượng, trừ tại cái kia liên minh đệ tử tổng số. Đầu hàng người tỷ trọng càng lớn, bài danh càng thấp. Lâm Tiêu Tiêu nói. Minh bạch, người sống sót chiếm so càng cao, bài danh càng cao. Cái này quy tắc thật có ý tứ. Long Vũ Minh có 100.000 người, muốn là bọn họ đầu hàng 20.000, tương đương với 20% đệ tử chiến bại. Kiếm Vương Minh không đến 5 vạn người, muốn là đầu hàng 20.000, tương đương với 40% đệ tử chiến bại. Dạng này vừa so sánh, Long Vũ Minh bài danh. Khẳng định tại kiếm vương Minh phía trên. Long Vũ Minh nhiều người như vậy, muốn đè thấp bọn họ người sống sót chiếm so, cũng quá khó khăn a. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây quả nhiên là chân chính đoàn chiến, không nhìn cường giả số liệu,
càng không nhìn đơn đả độc đấu, thì nhìn cái nào minh hội, người sống sót chiếm so cao. Quy tắc vốn là cần phải khuynh hướng nhiều người minh hội, dù sao, càng nhiều người minh hội, vốn là càng mạnh. Lý nên xếp tại đệ nhất, Lâm Tiêu Tiêu nói. Có đạo lý. Lý Thiên Mệnh sâu sắc minh bạch, chính mình muốn để kiếm vương minh, thành là thứ nhất minh hội có bao nhiêu khó. Đánh bại Hiên Viên Vũ Phong đều vô dụng, nhất định phải đánh tan đối phương mấy vạn người trở lên. Thật kích thích, Huỳnh Hỏa nói. Muốn là chiến bại, lại không nhen nhóm Xích Diễm Thư, sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy nếu là bị giết, đều không cách nào vấn trách. Lâm Tiêu Tiêu nói. Há, kích thích hơn, thật không hổ là Thái Cổ Thần Tông. Một trận đệ tử tranh phong, chỉnh như thế hung tàn, dân phong mới sẽ như thế bưu hãn. Trách không được có nhiều như vậy người xem, đầy đủ hung mãnh chém giết quyết đấu, mới có xem chút. Lý Thiên Mệnh trong lòng nói. Minh hội chiến, tiếp tục thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng, hơn 30 đệ tử minh hội, tại một cái phong bế bên trong chiến trường quyết chiến, đấu trí đấu dũng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ba cái này đều có thể quyết định chiến tranh xu thế. Ai là ai liên thủ, người nào tại mưu đồ bí mật ai, ai tại ẩn giấu, người nào đang đánh lén, đều tràn đầy biến số. Làm là lớn nhất đệ tử minh hội, cũng rất có thể, bị quần khởi mà công. Long Vũ Minh, chờ xem. Lý Thiên Mệnh đi tới huyễn cảnh kết giới lối vào. Trước mắt một cái bạch y trung niên nhân, ném cho hắn một bản Xích Diễm Thư. Tu di giới chỉ lấy ra, đối phương lãnh đạm nói, bình thường đệ tử đều sẽ chủ động nộp lên. Phàm là động tác chậm, đều phải bị mắng. Lý Thiên Mệnh theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra một chương lệnh bài, đè vào người kia trước mắt. Người Nguyên Thánh, đối phương sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh toát ra, đang muốn quỳ xuống. Đừng nhúc nhích, khác lộ ra, hết thảy như thường lệ. Cái gì đều đừng tìm người nói. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng, trung niên nhân gật đầu, cung kính vạn phần. Lý Thiên Mệnh thu hồi Xích Diễm Thư, bước vào chiến trường. Không bao lâu, kiếm vương minh toàn thể bước vào huyễn cảnh kết giới. Lý Thiên Mệnh hướng đi, trước mắt là vô tận thế giới, một bên là núi, một bên là biển. Đây chính là gấp 10 lần thái cực phong hồ. Trên thực tế, nhất nguyên chiến trường cũng không lớn, rất nhiều người rất có thể liền tại phụ cận. Nhưng, huyễn cảnh cũng là huyễn cảnh. Bất quá, tại tất cả tham chiến đệ tử trong mắt, đây chính là một cái, hết toàn thế giới chân thật. Đối bọn hắn tới nói. Huyễn cảnh kết giới bên ngoài nhất nguyên chiến trường, hoàn toàn không có ý nghĩa. Kiếm vương minh tập hợp, theo ta rời xa nơi đây, tìm bố phòng, thám báo đội, xuất động. Vâng. Hơn 40.000 đệ tử đại quân, tại kiếm tuyết nghi chỉ huy, 5 vị đường chủ phối hợp, còn có hơn 50 cái đà chủ dẫn dắt phía dưới, cấp tốc tại đồi núi ở giữa chuyển di. Cộng sinh thú thể tích quá lớn, cho nên cũng không có xuất hiện, tại trận này nửa tháng minh hội trong chiến đấu, ẩn nặc kỳ thật quan trọng hơn. Ngoại trừ Long Vũ Minh bên ngoài, mỗi người đệ tử liên minh nhiệm vụ thiết yếu, đều là tận khả năng giảm bớt tổn thất, lấy gia tăng người sống sót chiếm so. Long Vũ Minh là thực lực tối cường giả, vì cam đoan đệ nhất, bọn họ nhất định phải tiến công. Thậm chí, một người đệ tử liên minh cũng không thể bỏ qua. Huyễn cảnh chiến trường mặc dù lớn, nhưng nếu muốn ở trong nửa tháng, mấy ngàn người hoàn toàn không tham chiến, vô cùng khó khăn. Kiếm vương minh đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện. Mấy vạn người động tác rất nhỏ. Trong đội ngũ, có chừng hơn 1.000 người, trên cơ bản 2 người tổ 1, phân tán ra ngoài. Cái kia chính là thám báo đội. Cái gọi là thám báo đội, kỳ thật cũng là đệ tử liên minh xúc tu, bọn họ phân tán tại đệ tử liên minh tiến lên trên đường chung quanh, nếu là gặp phải địch quân, hoặc là tao ngộ mai phục, có thể trước tiên phát giác, giảm bớt tổn thất. Cho nên, thám báo đội nhân viên, chẳng những tốc độ nhanh, mà lại cơ bản cổ thánh cảnh trở lên. Minh chủ, ta không có việc gì, thì cùng thám báo đội cùng đi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Thành A, chú ý an toàn. Kiếm Tuyết Nghi rất bận rộn, làm minh chủ, nàng trách nhiệm trọng đại, mỗi một cái quyết định biện pháp, đều rất có thể ảnh hưởng đến, đếm vạn huynh đệ tỉ muội thiên đồ. Yên tâm, Lý Thiên Mệnh cười cười, Tiêu Tiêu, theo ta đi. Ừm, Lâm Tiêu Tiêu đều cổ thánh cảnh tầng thứ 3, nếu là cái kia, thái cổ tà ma, nguyện ý xuất chiến. Nàng có thể đỉnh lên một cái đà chủ. Nàng và Lý Thiên Mệnh tổ hợp, tuyệt đối là kiếm vương minh một thanh dao nhọn. Long Vũ Minh còn tại vào tràng, nhất định phải cấp tốc tìm tới vị trí tốt, thời gian nửa tháng, chúng ta không vội mà khai chiến,
trước đem thám báo đội tản ra, bố trí đúng chỗ. Kiếm Tuyết Nghi còn tại phân phó. Lý Thiên Mệnh đã nhanh chóng đi. Xem ra cái này minh hội chiến, không chỉ là thực lực quyết đấu, càng là trí tuệ va chạm a. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đứng ở một tòa trên tuyết sơn, hắn đầu tiên là nhìn lấy kiếm vương minh đệ tử theo dưới núi cực nhanh tiến tới mà qua, sau đó, hắn đưa tay trái ra, mở ra lòng bàn tay con mắt thứ ba. Thần hồn thiên thư động tất chi nhãn. Hắn tiêu vào thần hồn thiên thư phía trên thời gian không nhiều, nhưng động tất chi nhãn tối thiểu còn đang thong thả tiến bộ, hiện đang thi triển, kỳ thật so cảnh vực chi chiến thời điểm, muốn quen thuộc rất nhiều. Chỉ là, đây chính là cửu tinh thiên văn kết giới, so nhiên hồn kết giới cũng cao hơn hai trọng. Vị trí này, tại huyễn cảnh bên trong chiến trường, đã không nhìn thấy cửa vào. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh động tất chi nhãn, xuyên thấu hư ảo, từng bước một, tới gần thế giới chân thật. Nhất nguyên chiến trường. Hắn đi lên mới nhìn, toàn bộ nhất nguyên chiến trường, chỉ ít có 100.000 tinh anh đệ tử cùng Thái Cổ Thần Tông trưởng bối, đang đàm tiếu quan chiến. Thật nhiều người. Động tất chi nhãn đảo qua đi, mấy chục vạn người tại cái này nhất nguyên chiến trường phía trên, vẫn là tương đối nhiều, mỗi người chân thực phạm vi hoạt động, lớn đến không tính được. Cái này cửu tinh thiên văn kết giới lợi hại ở chỗ, chỉ cần tiến đến, hết thảy lấy huyễn cảnh thế giới làm chuẩn, huyễn cảnh thế giới đụng không lên, thế giới chân thật, thì tuyệt đối không đụng tới. So với cảnh vực chi chiến, quy mô lớn hơn quá nhiều. Lý Thiên Mệnh hướng chỗ lối vào nhìn, Long Vũ Minh đại quân, ngay tại nối đuôi nhau mà vào. Làm là mạnh nhất đệ tử liên minh, bọn hắn người, trên cơ bản rất nhẹ nhàng, lòng tin 10 phần, bọn họ có mạnh nhất cường giả, có nhiều nhất người, xác thực không dùng e ngại. Phàm là tao ngộ chiến, bọn họ đều có thể lấy nhiều đánh ít. Sau đó không lâu, Long Vũ Minh toàn quân tiến vào chiến trường. Lúc này thời điểm, một cái rộng rãi thanh âm, tại toàn bộ huyễn cảnh trên chiến trường khuấy động. Ta tuyên bố, minh hội chiến hiện tại bắt đầu, nửa tháng sau đúng giờ kết thúc. Chiến đấu đi, Thái Cổ Thần vực chi tử. Oanh! Mấy chục vạn người, giận dữ hét lên, thanh âm chấn thiên. Minh hội chiến phổ thông khen thưởng, Lý Thiên Mệnh chướng mắt, nhưng nói thật, đối với phổ thông nhân nguyên đệ tử tới nói, cái kia đều đủ để cải biến vận mệnh. Minh hội nhiều người, phân liền thiếu đi, minh hội ít người, muốn là cầm tới đệ nhất, phân khen thưởng ngược lại nhiều. Như thế, kiếm vương minh, thanh hà hội các loại, mới sẽ như thế cuồng nhiệt. Giết! Tuổi trẻ sinh mệnh nhiệt huyết, đã sôi trào. Tại cái này sục sôi trong thanh âm, thiên sơn vạn tuyết, dường như đều tại run nhẹ nhẹ. Lý Thiên Mệnh vốn còn tại kiếm vương minh thám báo đội, nhưng lúc này thời điểm, hắn bỗng nhiên đối Lâm Tiêu Tiêu nói, đi, theo ta săn giết. Có ý tứ gì? Theo chính là, đừng hỏi. A, à, kiếm vương minh trước mắt chiến lược là dàn xếp ổn thỏa, tạm thời không xuất chiến, dù sao hiện tại lớn nhất nóng nảy là Long Vũ Minh. Tại kiếm vương minh tạm thời co đầu rút cổ tình huống dưới, Lý Thiên Mệnh chọn rời đi kiếm vương minh, chủ động xuất kích. Hắn đây là phong cách của hắn. Đến mức con mồi, hắn đã tìm được. Long Vũ Minh thám báo đội biên chế rất lớn, 100.000 người khoảng chừng 10.000 người là thám báo đội. Tương đương với bọn họ cái này con thú khổng lồ, chẳng những xúc tu rất nhiều, mà lại kéo dài rất dài. 10.000 người, là một cái đường. Cái này đường, gọi là Thanh Minh Đường. Nói cách khác, Thanh Minh Đường đường chủ Cố Thiếu Vũ, cũng là thám báo đội thống lĩnh. Hắn chẳng khác gì là, Long Vũ Minh xúc tu ánh mắt. Con mắt này, khắp nơi tìm kiếm còn lại liên minh, làm là mạnh nhất liên minh, bọn họ hoàn toàn có thể gặp người thì chiến. Mỗi một lần minh hội chiến, đều là Long Vũ Minh đi săn hành trình. Nếu không phải Nhân Nguyên Tông, cổ vũ bên trong tiểu minh hội vận chuyển, các đệ tử đã sớm dấn thân vào Long Vũ Minh. Lý Thiên Mệnh cười lạnh lúc cảm khái, để mắt tới Cố Thiếu Vũ. Cũng là con lợn này, chỉnh lão tử không nhà để về. Đã ngươi là Long Vũ Minh ánh mắt, như vậy, ta thì móc xuống, người viên này ánh mắt. Giờ khắc này, hắn bắt đầu cùng cảnh vực chi chiến giống nhau thao tác. Sửa đổi phương hướng. Lần lượt, không ngừng sửa đổi. Một hồi hướng đông, một hồi hướng tây. Người đang làm gì đó? Đi vòng vèo, Lâm Tiêu Tiêu đi theo hắn một đường chạy, đều chạy choáng. Theo là được. Phiền quá à ngươi? Có phiền hay không, ngươi một hồi biết. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nhìn đến, Cố Thiếu Vũ bây giờ rời đi Long Vũ Minh đại quân, cùng một cái nữ đà chủ cùng một chỗ. Làm thám báo đội thống lĩnh.
hắn tại Long Vũ Minh xung quanh chủ trì đại cục. Nhất Nguyên chiến trường rất lớn, không có người chú ý tới, một cái thiếu niên tóc trắng, tuy nhiên không ngừng phạm sai lầm, nhưng, hắn cũng đang không ngừng tới gần đối thủ. Kỳ thật không cần đoán đều biết, Long Vũ Minh bây giờ đang ở cửa vào phụ cận, Lý Thiên Mệnh trên đại thể là hướng về bên kia mà đi. Nhưng, động tất chi nhãn, làm cho hắn tại Long Vũ Minh cái này quái vật khổng lồ chung quanh, chính xác tìm tới Cố Thiếu Vũ tồn tại. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, tựa như là một con sói, không ngừng tới gần đối thủ. Người điên rồi, phía trước cũng là Long Vũ Minh 100.000 người. Lâm Tiêu Tiêu đau đầu nói. Lý Thiên Mệnh không có trả lời nàng, còn tại tu chỉnh phương hướng, đi phía trái trách mà đi. Long Vũ Minh thám báo đội, vì tìm kiếm con mồi, khoảng cách đội chủ nhà sẽ khá xa. Huyễn cảnh thế giới bên trong, Lý Thiên Mệnh đem động tất chi nhãn nhắm lại, hắn lặng lẽ lướt qua một cái đỉnh núi, hướng phía dưới sơn cốc xem xét, mỉm cười. Thứ gì? Lâm Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Ngươi xem một chút liền biết, Lý Thiên Mệnh nói. Cố Thiếu Vũ, Lâm Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua, thần sắc giật mình, nói, chúng ta còn không mau đi. Không đúng, ngươi là chuyên môn tới tìm hắn, ngươi có thể tại huyễn cảnh thế giới bên trong, tìm tới đối thủ. Châu Phê sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Lợi hại, nhưng là tìm tới về sau, ngươi muốn làm cái gì? Hắn là cổ thánh cảnh tầng thứ 5, thực lực rất mạnh. Lâm Tiêu Tiêu nói, ta muốn giết heo. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lấy ra trường kiếm bạch dạ, đặt ở trên mặt tuyết, bắt lại Lâm Tiêu Tiêu sau vạt áo. Trượt tuyết rồi. A, Lâm Tiêu Tiêu kinh hô một tiếng. Lý Thiên Mệnh ngự kiếm trượt tuyết, trực tiếp theo đỉnh núi hướng xuống hướng, tốc độ mãnh liệt. Trong sơn cốc, Cố Thiếu Vũ mở ra đầy đặn bờ môi, chính bá đạo nắm ở một cái nữ đà chủ cổ, tới một trận ẩm ướt nụ hôn dài. 100.000 người đang nhìn các ngươi đâu, có phải hay không cảm thấy rất kích thích? Lý Thiên Mệnh đem Lâm Tiêu Tiêu hướng bên cạnh ném một cái, cầm lên bạch dạ kiếm, cứ như vậy hời hợt, đi hướng Cố Thiếu Vũ. Lý Thiên Mệnh, Cố Thiếu Vũ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, người tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là Long Vũ Minh đại quân mặt bên A. Tới tìm ngươi, Lý Thiên Mệnh trong tay, nhiều một bản xích diễm thư. Ngươi muốn làm gì đâu, ngu xuẩn, Cố Thiếu Vũ giữ tợn cười lạnh. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh đem trong tay xích diễm thư hất lên, bạch dạ lắc một cái, tràn đầy kiếm hoa. Xiu xiu vài tiếng, xích diễm thư hóa thành toái phiến, rơi tại trên mặt tuyết. Cái này mang ý nghĩa, hắn không bao giờ còn có thể đầu hàng. Cố Thiếu Vũ ngẩn ngơ. Ta, là tới giết ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cố Thiếu Vũ thổi phù một tiếng, nhịn không được cười ha hả, liền trong ngực hắn nữ đà chủ, cũng nhịn không được cười đến gãy lưng rồi. Có loại đem xích diễm thư xé sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tới tới tới, Cố Thiếu Vũ nhổ một ngụm nước bọt, đập xuống đất, tại chỗ xuất ra xích diễm thư, cho kéo thành phấn vụn. Có thể, đủ cứng. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Cố Thiếu Vũ bên cạnh nữ đà chủ, nói, chuẩn bị cho ngươi đối thủ tốt, khác vướng bận. Đường chủ tương đương. Đi. Được rồi đâu. Nàng thẹn thùng mặt, tại để mắt tới Lâm Tiêu Tiêu một khắc này, lập tức biến đến âm trầm như thủy. Ta nói Lý Thiên Mệnh, ngươi. Cố Thiếu Vũ lời còn chưa nói ra, một đạo tinh quang lấp lóe, đột nhiên thiên biến vạn hóa. Ba. Trên mặt hắn bị giật một cái, thịt mỡ run rẩy. Tại chỗ lăn ra ngoài. Ta để ngươi nhiều lời sao? Ba ba ba. Liên tục ba cây roi, quất đến Cố Thiếu Vũ kêu thảm ba tiếng. Ta làm ngươi tổ tông, hôm nay lão tử không rút ra của ngươi, ta mẹ nó theo họ ngươi, ta bảo ngươi cha. Mà nó, Cố Thiếu Vũ sắc mặt đỏ lên, cả người phẫn nộ đến cùng bốc cháy giống như. Hắn hiện tại cũng hối hận, Long Vũ Đại Điện lần thứ nhất chạm mặt, hắn không có tại chỗ giết chết Lý Thiên Mệnh. Tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, Lý Thiên Mệnh ba đầu cộng sinh thú ẩm vang xuất hiện. Oanh! Trạm Lam Hải ngục phía dưới, tuyết này sơn cốc đột nhiên thành vùng biển. Cố Thiếu Vũ biến sắc, hắn cộng sinh thú đột nhiên xông ra, uy thế kinh thiên. Đó là một đầu hình thể có thể so với Lam Hoang cự thú, nhìn kỹ, đây cũng là một đầu dã trư. Nhưng là, đây tuyệt đối là Lý Thiên Mệnh gặp qua kinh khủng nhất dã trư, hắn toàn thân đều như là sắt thép đúc thành. Cái kia răng nanh tựa như là hai cây trường thương, cổ thánh cảnh tầng thứ 5 cổ thánh kim thân, để hắn huyết nhục cường độ, nhảy lên tới trình độ khủng bố, trong mắt hơn 130 điểm sao, chứng minh nó đã vượt qua thánh thú phạm trù, mà chính là một đầu, sinh tử kiếp thú.
chỉ có thiên địa kiếp nguyên mới có thể để cho cộng sinh thú tiến hóa làm sinh tử kiếp thú. Trình độ này cộng sinh thú có kinh khủng huyết nhục năng lực tăng phúc, rất có thể so ngự thú sư đều cường. Tuyệt thế chiến chư, giết bọn hắn. Cố Thiếu Vũ nộ hống một tiếng. Tên như thế bá khí. Lý Thiên Mệnh cười ra tiếng âm. Tuyệt thế chiến chư. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia tuyệt thế chiến chư cùng Lam Hoang ở trên mặt nước đụng vào nhau. Ầm ầm. Lam Hoang té bay ra ngoài, sơn hải giới tại chỗ phá nát. Mạnh như vậy, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa liếc nhau một cái, hắn vốn là dự định để Miêu Miêu đến giúp đỡ chính mình, nhưng là, đã nắm giữ cổ thánh kim thân sinh tử kiếp thú mạnh như vậy, lý do an toàn, Lý Thiên Mệnh để chúng nó ba cái cùng tiến lên. Chống đỡ chờ ta. Lên. Bọn họ ba cái liên thủ, loại hình khác biệt, đầy đủ cái kia tuyệt thế chiến chưa uống một bầu. Bất quá, loại tình huống này, Lý Thiên Mệnh còn phải nhất định phải, cấp tốc cầm xuống Cố Thiếu Vũ. Cố Thiếu Vũ trong tay, cầm lấy một thanh trọng kiếm, nặng nề như núi, rõ ràng cũng là kiếp khí, tên là Vô Địch Trảm Kiếm. Ngươi đi chết đi, không có xích diễm thư, lão tử xem ai còn có thể cứu ngươi tiện nô này. Cố Thiếu Vũ chợt quát một tiếng, trùng sát mà đến thời điểm, quả thực thanh thế to lớn. Thanh cương liệt nhật chiến thể, Lý Thiên Mệnh trông thấy, cái này Cố Thiếu Vũ toàn thân huyết nhục vô cùng tráng kiệt, da thịt cơ hồ hóa thành thanh sắc sắt thép, loại nguy hiểm này thô bạo cảm giác, hoàn toàn nói rõ cổ thánh kim thân đáng sợ. Siêu siêu, tốc độ của hắn mãnh liệt, trong chớp mắt này, Bạch Dạ kiếm thì cùng đối phương kiếp khí giao phong. Đinh đinh đinh, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, trên người bất diệt kiếm khí, vậy mà giết không tiến thân thể của người này. Da đủ dày a, hắn lạnh lùng cười một tiếng, trong tay Bạch Dạ kiếm, trực tiếp đổi thành Đông Hoàng kiếm. Dù sao lúc này thời điểm, cũng không có người nào tại chung quanh nơi này quan chiến, đến mức phía ngoài người xem, đó là chuyện bên ngoài. Thì ngươi chút bản lãnh này, còn không phá được phòng ngự của ta. Cố Thiếu Vũ đắc ý cười nói. Thật sao? Thử một chút a. Đem ngươi cổ vươn ra. Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm, đồng dạng là một thanh trọng kiếm, cùng đối phương kiếp khí tương đương. Đế vực kiếm hoàng kết giới, trong nháy mắt nổ tung. Lý Thiên Mệnh hội tụ vạn kiếp kiếm, tại Đông Hoàng kiếm phía trên. Làm Cố Thiếu Vũ ầm vang đánh tới, như là đồi núi áp đỉnh thời điểm, Lý Thiên Mệnh không biết vì sao, chợt nhớ tới lục đạo kiếm thần. Cầm mệnh của ngươi, mà luyện ta lục đạo sinh tử kiếm. Quyết định thật nhanh, ngầm hiểu. Lục đạo kiếm thần ngàn tỷ kiếm quyết chi huyền diệu, giờ phút này đều còn tại kích động trong lòng. Đệ nhất kiếm, gọi là, nhân đạo chúng sinh kiếm. Nhân gian, chúng sinh, vạn dân. Không thể không nói, người tại sinh tử chiến đấu bên trong, chỗ bộc phát ra tiềm lực là kinh người. Giờ khắc này, đột nhiên đốn ngộ. Xoát xoát. Đông Hoàng kiếm đột nhiên một phân thành hai. Một kiếm sinh, một kiếm chết. Bình thường người sinh tử, chúng sinh thay phiên, sinh mệnh không diệt, truyền thừa vĩnh hằng. Một khắc phúc trí tâm linh, không có nghĩa là Lý Thiên Mệnh, triệt để học hội một kiếm này. Nhưng là, vốn là muốn dùng thần tiêu kiếm thứ tư hắn, trong lòng hơi động, kiếm thế đột nhiên biến hóa. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh khí chất đại biến. Chúng sinh, Cố Thiếu Vũ ngây ngốc một chút. Hắn giống như tại Lý Thiên Mệnh sau lưng, thấy được lít nha lít nhít người, chỉ ít có mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu. Mà giờ khắc này, cái này không có tận cùng người, bỗng nhiên nhìn lấy chính mình, đâm ra trong tay một kiếm. Cái gì? Cố Thiếu Vũ sợ ngây người. Đinh! Lý Thiên Mệnh kim sắc Đông Hoàng kiếm, lấy nhân đạo chúng sinh kiếm uy lực, tại chỗ chém đứt hắn kiếp khí. Đây là sinh kiếm. Xuống một kiếm, tử kiếm. Màu đen Đông Hoàng kiếm. Xuyên qua yết hầu mà qua. A, à, Cố Thiếu Vũ trừng to mắt, kêu thảm một tiếng, nhưng là tiếng kêu của hắn, đã hở. Ta. Hắn vươn tay, còn đang giãy giụa, như là chết đuối người, nhưng là tử vong vòng xoáy, như là quỷ trảo, đem hắn lôi vào địa ngục. Hắn bị cái kia vô số chúng sinh, dọa đến hồn phi phách tán. Đây rốt cuộc là như thế nào kinh thiên một kiếm? Nói thật, liền sinh tử chiến quyết. Đều không đủ lấy hình dung một kiếm này sinh tử khủng bố. Lý Thiên Mệnh, ta làm ngươi. Qua. Cố Thiếu Vũ lớn nhất tuyệt vọng một câu còn chưa nói ra miệng, Lý Thiên Mệnh kim sắc Đông Hoàng kiếm quét ngang, một cái đầu người bay ra ngoài. Ngậm miệng lại, học xong sao? Không người lại trả lời câu nói này. Cố Thiếu Vũ thi thể, ầm vang ngã trên mặt đất. Thanh cương liệt nhật chiến thể.
bất diệt kiếm khí không phá được, nhưng là Đông Hoàng kiếm, còn không phải chém dưa thái rau. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng song kiếm hồi đầu. Hắn mặc kệ hắn cái này giết hại, đã chấn động nhất nguyên chiến trường. Hắn chỉ quan tâm, tuyệt thế chiến chư, chết chưa? Hắn chỗ đã thấy là, chiến đấu thời gian kéo dài không lâu, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, toàn thân nhuốm máu. Nhưng là, bọn họ dưới chân, một đầu sinh tử kiếp thú, bị mở ngực mổ bụng, chết thảm tại chỗ. Căn bản không dùng được Lý Thiên Mệnh giúp đỡ. Lão chư, đời sau nhớ kỹ, muốn luyện kim thân, vẫn là trước tiên đem trứng cho luyện bền chắc. Huỳnh Hỏa vô tình cười nói. Lý Thiên Mệnh không khó tưởng tượng, bọn họ là dựa vào phương pháp gì, thắng được thắng lợi. Một bên khác, cái kia nữ đà chủ đình chỉ chiến đấu, giống như là cái kẻ ngu một dạng, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Gặp lại, Lý Thiên Mệnh hô một tiếng Lâm Tiêu Tiêu, nghênh ngang rời đi. Có thơ viết, Triệu Khách Man Hồ Anh, Ngô Câu Xương Tuyết Minh. Bạc Yên Chiếu Bạch Mã, ào ào như sao băng. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng danh. Sau một lúc lâu, Cố Đường chủ bị giết. Một tiếng tuyệt vọng thét lên, đâm rách đám mây. Long Vũ Minh, Minh chủ, Cố Đường chủ, chết rồi. Nữ đà chủ thất tha thất thểu, sắc mặt đau thương, quỳ trên mặt đất. Đừng làm rộn, chúng người cười nói. Đây là đầu của hắn, nàng đem đầu người theo tu di giới chỉ bên trong đem ra. Mấy vạn người trong nháy mắt tĩnh mịch, lặng yên im ắng. Ai làm, Hiên Viên Vũ Phong ba cái con mắt màu đen, lóe qua dữ tợn hung quang. Kiếm Vương Minh, Lý Thiên Mệnh. Nhất nguyên chiến trường. Đứng tại cái này chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống, bên trong chiến trường chinh chiến, thu hết vào mắt. Cố Thiếu Vũ có chút tiểu danh khí, làm người khác đầu rơi thời điểm, một trận thấp giọng kinh hô, ở chỗ này truyền ra tới. Lúc này mới vừa bắt đầu, trực tiếp thì giết người, đảm lượng không nhỏ. Người này là ai, trên tay hắn cái kia một phân thành hai kiếm, là cái gì kiếp khí? Không nhìn thấy kiếp văn, nhưng là liền, vô địch trảm kiếm, đều có thể chém đứt, tối thiểu không ngừng một đầu kiếp văn. Người này chỉ là cổ thánh cảnh, có thể sử dụng hai đầu kiếp văn trở lên kiếp khí. Khoảng cách quá xa, bọn họ tự nhiên nhìn không ra, Lý Thiên Mệnh vẫn là thiên chi thánh cảnh. Thiên thánh, cổ thánh chi khác nhau, ở chỗ khí huyết, cần lân cận cảm giác. Tại cái này bắt đầu thời khắc, Lý Thiên Mệnh đưa tới không ít nghi hoặc, hấp dẫn không ít người chú ý lực. Bất quá, thì hiện nay biểu hiện ra thực lực, địa nguyên đệ tử, thiên nguyên đệ tử, còn không để vào mắt. Đến mức, lục đạo sinh tử kiếm, cơ hồ không ai thấy qua, coi như kiếm vô ý đứng ở chỗ này, cũng không thể xác định, Lý Thiên Mệnh có phải hay không thi triển cái này, Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết chiêu thứ nhất nhân đạo chúng sinh kiếm. Đặc sắc, vừa mới bắt đầu. Một cái tối tăm trong góc. Bạch Y Hiên Viên Vũ Hành, chắp tay sau lưng, dựa vào vách tường, mở ra ba con mắt, nhìn lấy huyễn cảnh kết giới bên trong một vị thiếu niên tóc trắng. Hắn giống như đang tìm người ca, Long Vũ Minh, phiền phức. Mộc Tuyết, Hiên Viên Vũ Hành thản nhiên nói. Tại phía sau hắn, đứng đấy một thiếu nữ. Áo nàng phiêu động, thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực đẹp, ước chừng 17-18 tuổi, hai mắt trong vắt có thần, nàng này tu mi đầu mũi. Gò má một bên nhỏ hiện lúng đồng tiền, băng tuyết ngập trời chỗ phản bắn tới cường quang, chiếu vào trên mặt của nàng, càng lộ ra nàng màu da trong suốt, ôn nhu như ngọc. Làm người khác chú ý nhất là, nàng chỗ mi tâm, cũng có con mắt thứ ba, chỉ bất quá con mắt này vì màu băng lam, hàn khí từng trận, dường như để cho nàng nhìn lên một cái, linh hồn đều có thể kết băng. Vũ Hành ca ca, hắn cũng là tôn thần mang về người kia sao? Thiếu nữ, Hiên Viên Mộc Tuyết, hỏi. Thiên chi thánh cảnh. Lần thứ nhất lúc gặp mặt là, trước mắt có thể đột phá cổ chi thánh cảnh đi. Hiên Viên Vũ Hành nói. Vừa đột phá, sao có thể đánh bại cổ chi thánh cảnh tầng thứ 5 đối thủ? Không biết, hắn được tôn thần coi trọng, dù sao cũng phải có chút chỗ đặc thù đi. Hiên Viên Vũ Hành nói. Cũng thế, nhưng số tuổi này, vừa mới đến cổ thánh cảnh, thật là có chút thấp. Nói rõ cha mẹ của hắn, khả năng không đến sinh tử kiếp cảnh. Dẫn đến hắn tu hành theo thú mạch cảnh bắt đầu. Mọi người đều biết, phụ mẫu đều không thành mới, con gái cơ bản vô vọng cải biến vận mệnh. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Hãy chờ xem, Hiên Viên Vũ Hành mi tâm cái kia trong mắt màu vàng óng, có khiến người ta e ngại áp lực. Bên cạnh bọn họ cơ hồ không ai. Bởi vì,
tại cái này nhất nguyên chiến trường, bọn họ là thân phận cao nhất đệ tử, không ai dám tới quấy rầy bọn họ. Vũ Hành ca ca, ngươi là có hay không bởi vì Vi Tôn Thần coi trọng hắn, cho nên mà đối với hắn sinh ra địch ý? Hiên Viên Mộc Tuyết nhẹ giọng hỏi. Lời không thể nói như vậy. Hiên Viên Vũ Hành lắc đầu, ta chỉ là đối với người này trưởng thành không gian, bảo trì hoài nghi, ta càng không thích hắn khoa trương cá tính, phàm là loại này người, cơ bản không có mấy cái thành dụng cụ. Tôn thần quá mức cao thượng, không biết tiểu nhân như quỷ đạo lý, ta sợ hắn bôi nhỏ chúng ta Thái Cổ Thần Tông danh tiếng, cầm tôn thần danh hào, giả danh lừa bịp. Vũ Hành ca ca, từ nhỏ cùng thị thần điện chủ cùng một chỗ, phụng dưỡng thần huyết, cuối cùng có thể thấy tôn thần, khó tránh khỏi trong lòng chập trùng, dù sao, tôn thần chính là tín ngưỡng của ngươi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Mộc Tuyết, tôn thần tình cảnh cũng không tốt, tiếp đó, là thời buổi rối loạn a. Hiên Viên Vũ Hành cười khổ một tiếng, gặp phải tôn thần trước đó, ta còn tưởng rằng Mộc Tuyết, cũng là trên thế giới đẹp mắt nhất người đâu. Ta khẳng định không có cách nào cùng tôn thần so. Vũ Hành ca ca từ nhỏ nhìn lấy tôn thần tượng thần, tâm lý sớm cái kia nắm chắc mới đúng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Tượng thần, dù sao cũng là tượng thần, thấy tôn thần, mới biết được, trên đời bên trong, lại thật có loại này thần nữ. Không nên nói lung tung, Vũ Hành ca ca. Hiên Viên Mộc Tuyết nhẹ nói. Thiếu nữ khuôn mặt như băng xương, tuổi không lớn lắm, cũng đã vang dội Thái Cổ Thần Tông, nàng lãnh diễm, có tuyệt thế vô song cảm giác. Ta nói thật, lần này minh hội sau khi chiến đấu, người để người ca đừng ở Nhân Nguyên Tông lăn lộn, lãng phí thanh xuân. Làm minh chủ, thống soái 100.000 người, 100.000 đồ bỏ đi quân đoàn, so ra mà vượt một cái sinh tử kiếp cảnh sao? Hiên Viên Vũ Hành lãnh đạm nói. Người có chí riêng, hắn về sau muốn đi, Thái Cổ Thần Quân, nhà chúng ta trèo chống hắn mà luyện thống quân chi đạo, tương lai tốt trên chiến trường. Một cái thần vực ổn định, không chỉ là cần cường giả, cũng cần thống soái tướng tài. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Há, cái kia nhìn hắn tại, minh hội chiến, biểu diễn. Hiên Viên Vũ Hành bĩu môi, nói, người nói đúng, người có chí riêng. Trầm mặc rất lâu. Vũ Hành ca ca, Trạm Tinh Cổ Lộ, Phồn Tinh Trì, nhanh mở ra, lần này, ta muốn tranh đoạt cơ hội này. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Lấy thiên tư của ngươi, còn có người cạnh tranh. Đại đa số, tuổi tác lớn hơn ta. Cái kia nỗ lực a, Phồn Tinh Trì, nghe đồn có thể sáng tạo mạnh nhất cổ thánh kim thân, ta hy vọng có một ngày. Ngàn vạn tinh thần, hội tụ trong thân thể ngươi. Hiên Viên Vũ Hành nói. Ta dốc hết toàn lực. Phồn Tinh Trì luyện thể chiến quyết, sẽ chịu nhiều đau khổ, chuẩn bị sẵn sàng đi. Hiên Viên Vũ Hành về nhớ ngày đó, tự tin cười một tiếng, nói, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Huyễn cảnh chiến trường. Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh cũng không hề rời đi. Hắn thu hồi Đông Hoàng Kiếm, một lần nữa mang theo mỏng như cánh ve bạch dạ kiếm. Tại trong đống tuyết, quỷ mị hoành hành. Dưới chân của hắn, một cái màu đen lôi đình mèo con, đi theo bôn tẩu, tia chớp lấp lóe, vô ảnh vô tung. Đỉnh đầu của hắn, một cái màu sắc rực rỡ tiểu phượng hoàng chạy như bay mà qua, hỏa ảnh trùng điệp. Cũng liền Lam Hoang thân thể to lớn, trở lại cộng sinh không gian, cùng tiểu thải trứng cùng nhau đùa giỡn đi. Gần nhất bọn họ thích chơi trốn tìm trò chơi, để Lam Hoang đi tìm tiểu thải trứng, tìm cho nó quên cả trời đất. Tiểu thải trứng trốn ở trên lưng nó, trêu đùa nó có thể bắt cả ngày. Quá nhanh, chờ ta một chút, Lâm Tiêu Tiêu thở hồng hộc, sắc mặt đỏ lên. Theo không kịp, ngươi liền trở về, Lý Thiên Mệnh nói. Không, cái kia cũng không cần lải nhải. Hắn bóng người lóe lên, tóc trắng phấn khởi mà qua, vượt qua một tòa thâm cốc, phía trước xuất hiện hai người. Là Long Vũ Minh thám báo. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Long Vũ Minh thám báo nhiều lắm. Hắn muốn tìm người rất dễ dàng, chỉ cần muốn động tất chi nhãn một chút phụ trợ một chút. Ngươi chẳng lẽ muốn một mực theo Long Vũ Minh, đánh bại bọn họ thám báo sao? Lâm Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Đúng, bọn họ hơn vạn thám báo phân tán bên ngoài, không chút kiêng kỵ hành quân, vậy ta thì có hơn vạn con mồi. Thời gian nửa tháng, ta thì không quay về kiếm Vương Minh, thì cùng tại phía sau bọn họ. Ta phải dùng cái này 10.000 người, đến luyện kiếm. Luyện đến bọn họ không dám phái ra thám báo đến. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Thật muốn có thể hoàn thành, Long Vũ Minh liền phải thành con ruồi không đầu. Vừa rồi một kiếm đánh tan Cố Thiếu Vũ, lục đạo sinh tử kiếm uy lực, cường đại đến để Lý Thiên Mệnh kinh tâm động phách. Nhưng, một kiếm kia chỉ là tại trong mơ hồ thi triển,
hắn đối cụ thể mạch lạc, vẫn hoàn toàn không biết. Bởi vậy, hắn mới sinh ra dùng, 10.000 người, luyện kiếm ý nghĩ điên cuồng. Không chỉ luyện kiếm, thuận tiện cũng luyện một chút ta đế hoàng thiên ý. Thần đô quyết chiến, ta đế hoàng thiên ý trong chiến tranh, mãnh liệt trưởng thành. Liên nghĩa phụ ta, đều dựa vào một trận quyết chiến, giết 100.000 địch quân, leo lên cổ chi thánh cảnh. Vì sao, ta không thể? Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực. Mục tiêu, đã xác định. Ngươi thật biến thái, Lâm Tiêu Tiêu ngốc trệ nói. Lý Thiên Mệnh vừa trừng mắt. Không có, không có, Lâm Tiêu Tiêu cắn môi một cái, dọa đến cúi đầu xuống. Người trẻ tuổi, học tập lấy một chút, Lý Thiên Mệnh vỗ đầu của nàng. Ai nha, thật là đau. Lâm Tiêu Tiêu vừa ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh đã không thấy tăm hơi, hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng một chỗ, xông về cái kia hai cái thám báo. Quản đối phương là thực lực gì, Lý Thiên Mệnh tay cầm bạch giả kiếm, mặc kệ là trong đầu nghĩ, trong lòng suy nghĩ, vẫn là trong tay thi triển, đều là lục đạo sinh tử kiếm. Nhân đạo, chúng sinh. Một kiếm, gánh chịu chúng sinh chi kiếm. Kỳ thật rất trùng hợp, Lý Thiên Mệnh đế hoàng thiên ý, cùng chúng sinh ở giữa chung, chúng sinh thiên ý, thậm chí thành tựu đế hoàng thiên ý. Cho nên, hắn tu hành cái này đệ nhất kiếm cánh cửa, tại trên căn bản, so người khác thấp rất nhiều. Nói ngắn gọn, nhân đạo chúng sinh kiếm, cùng hắn là trời đất tạo nên một đôi. Nếu là cái này Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết đệ nhất kiếm, là ngạ quỷ đạo, a tu la đạo, xúc sinh đạo chờ một chút, hắn đoán chừng đều vô kế khả thi. Đinh đinh, bạch giả kiếm đâm rách hư không. Ai? Đối phương hai người phát giác được hắn tồn tại, đã chậm. A, à, người còn không có kịp phản ứng, cái kia mỏng như cánh ve kiếm, đã chỉ hướng cổ họng của bọn hắn. Xích diễm thư. Hai người xích diễm thư thì đặt ở ngực, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, bọn họ trực tiếp nhận thua đầu hàng. Lý Thiên Mệnh kiếm thế biến hóa, hai người té bay ra ngoài. Hắn quay người trực tiếp liền đi. Một kiếm này không đúng, không có thi triển thành công. Tiếp tục. Đây mới là bước đầu tiên, nếu là thật sự dễ dàng như vậy, cũng không phải là lục đạo kiếm thần đệ nhất tuyệt học được. Lục đạo luân hồi. Sáu cái thế giới, nhân gian, chính là phàm trần thế giới, lấy dân làm gốc. Hắn giống như là một cái lâm vào trong tu hành cuồng ma, tâm lý đọc, đều là kiếm. Cái kế tiếp, chặn đánh bại 10.000 người, mỗi ngày tốt nhất đạt tới hơn 1.000 người, cái kia chính là 500 tổ. Trước mắt cái này Long Vũ Minh hành quân trên đường, chung quanh có hơn vạn thám báo, nhân số rất nhiều, tạm thời không dùng được động tất chi nhãn, Lý Thiên Mệnh mặc kệ hướng phương hướng nào đi. Đều có thể đụng tới người. Lấy thực lực của hắn bây giờ, liền Cố Thiếu Vũ đều đã chết, cơ bản không ai cản nổi. Tu kiếm hành trình, bắt đầu. Hắn mang theo Lâm Tiêu Tiêu, không ngừng tại Long Vũ Minh đại quân chung quanh ẩn hiện. Phốc phốc, lại là hai bản xích diễm thư đốt lên. Không đúng, vẫn là không đúng. Giết Cố Thiếu Vũ khi đó, một kiếm kia không phải như thế. Hắn như quỷ mị, chỗ đến, khắp nơi đều là sợ chết khiếp hàng quân. Kỳ thật, đệ tử khác liên minh, cũng có cường giả chuyên môn đến đánh bại Long Vũ Minh thám báo, nhưng tốc độ bọn họ không bằng Lý Thiên Mệnh nhanh, lại không dám lộ diện làm được quá tuyệt. Lý Thiên Mệnh dùng tới, động tất chi nhãn, hiệu suất, trên cơ bản đuổi một cái chuẩn. Động tất chi nhãn chỉ là phụ trợ, quan trọng còn là hắn thực lực cường. Thiên viên tích tích, Cố Thanh Doãn. Tối hôm đó, Lý Thiên Mệnh đã đánh tan hơn 500 Long Võ Minh đệ tử, giết 4-5 cái không có mắt. Cứng rắn muốn cùng mình tử chiến người. Bản thân không máu thù, đối phương nếu là thức thời, Lý Thiên Mệnh không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Màn đêm buông xuống thời điểm, mới là săn giết cao điểm, vào lúc này, hắn gặp Hiên Viên Tích Tích cùng Cố Thanh Doãn tổ một thám báo. Cố Thanh Doãn hiện tại là Thanh Phong Đà đại diện đà chủ, tự nhiên cũng là thám báo đội một viên, Hiên Viên Tích Tích không thuộc về Thanh Minh Đường, nhưng đoán chừng là đi theo hắn hành động. Lý Thiên Mệnh, hôm nay, ngươi chắc chắn chết thảm. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, vì ta tỉ tỉ báo thù. Cố Thanh Doãn nổi giận, 15 tuổi thiếu niên, giống như điên cuồng. Thanh Doãn, chạy mau, Hiên Viên Tích Tích khẩn trương nói. Chạy cái gì, ta lấy mạng của hắn. Cố Thanh Doãn cùng Bi Túc Thanh Phong lần nữa đánh tới. Lý Thiên Mệnh, Cố Thanh Doãn lập tức muốn bị thần sư thu làm đồ đệ, tương lai lại là thiên nguyên đệ tử, ngươi không thể động đến hắn. Hiên Viên Tích Tích lớn tiếng uy hiếp.
hắn đều muốn giết ta, ta còn không thể động sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể. Lúc này thời điểm, Cố Thanh Doãn đã giết tới trước mắt. Lý Thiên Mệnh kiếm, nhanh như thiểm điện. Phốc phốc, nhất kiếm xuyên tâm. Ây, ách, Cố Thanh Doãn dương nanh múa vuốt nhìn lấy hắn, mềm ngã trên mặt đất. Dựa vào cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi Hiên Viên Tích Tích. Ngươi nhất định phải chết. Hiên Viên Tích Tích kêu thảm một tiếng, vội vàng dẫn động Xích Diễm Thư. Dựa theo quy tắc, Lý Thiên Mệnh hiện tại không thể động thủ. Tùy thời hoan nghênh, ngươi cũng đi tìm cái chết. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nhị ca nhất định sẽ để cho ngươi chết không yên lành. Hiên Viên Tích Tích nhìn lấy ngã xuống đất Cố Thanh Doãn, ánh mắt đờ đẫn. Đây chính là cái thiên tài a. Cứ như vậy không có. Các loại sau khi ra ngoài, Thanh Doãn thần sư cũng sẽ muốn mạng của ngươi, ngươi tuyệt đối xong đời. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, xoay người rời đi. Đợi nàng sau khi đi, Hiên Viên Tích Tích mềm mại ngã trên mặt đất, sau đó, bị mang rời khỏi huyễn cảnh chiến trường. Lý Thiên Mệnh thì tiếp tục luyện kiếm. Có chút mặt mày. Hắn lần lượt tìm kiếm đối thủ, đi thi triển, nhân đạo chúng sinh kiếm. Đây là, nhân gian một kiếm. Kiếm thế chỉ biến hóa, bao hàm trần thế vạn vật, thương sinh vạn dân. Cái này kiếm quyết lập ý, thật sự là quá cao, nếu là không có chúng sinh thiên ý, căn bản lý giải không thấu. Ta đây là, trộm được, kiếm quyết, không có thất trọng kiếm chướng lĩnh ngộ, muốn học thành, còn thật chỉ có thể mưu lợi. Trách không được kiếm vô ý cho rằng, hắn cái tuổi này, coi như đạt được, cũng rất khó tránh thức học thành. Tiếp tục, Long Vũ Minh ác mộng, bắt đầu. Báo, Minh Chủ, Lý Thiên Mệnh không biết dùng biện pháp gì, một đường đánh tan chúng ta thám báo. Hôm nay một ngày, cùng sở hữu 1.200 người đầu hàng, toàn bộ đều là Lý Thiên Mệnh ép. Báo, Thanh Phong Đà đà chủ, Cố Thanh Doãn, bị giết. Khởi bẩm Minh Chủ, nhanh trước tiên đem cái này Lý Thiên Mệnh giết đi. Hắn không phải đã đem Xích Diễm Thư mất đi sao? Hắn có thể đánh bại Cố Đường chủ, toàn bộ Long Vũ Minh, có thể bắt lấy hắn người chỉ có 3 cái, người để ai đi giết? Không dùng thống soái đại quân sao? Cái này mới là trước mắt Long Vũ Minh khó xử nhất địa phương. Minh chủ cùng phó minh chủ, tự mình ra ngoài đã tìm, cái này Lý Thiên Mệnh xuất quỷ nhập thần, căn bản liền không tìm được hắn. Một người tồn tại, thì cho toàn bộ Long Vũ Minh, bịt kín bóng mờ. Mấu chốt là, một người như vậy, ban đầu vốn thuộc về Long Vũ Minh A. Đều do Cố Thiếu Vũ, đem nhân tài như vậy, trục xuất Long Vũ Minh, hiện tại tao ương A. Một cái đường chủ nói. Im miệng đi, người kia cũng là Bạch Nhãn Lang, coi như lưu tại Long Vũ Minh, sớm muộn cũng phải ra chuyện. Hiên Viên Cương Cương nói. Vậy ít nhất có thể khống chế trong tay, mà không phải làm cho đối phương, tại trước mặt chúng ta lung tung nhảy nhót, để cho chúng ta thám báo đội khổ không thể tả, người người nơm nớp lo sợ, căn bản không có cách nào dựa theo nguyên kế hoạch chinh chiến. Đều đừng nói nữa. Trong đám người, Hiên Viên Vũ Phong nhếch miệng, thanh âm hắn không cao. Nhưng lại làm cho cả Long Vũ Minh yên tĩnh trở lại. Tiếp tục tìm kiếm đệ tử khác liên minh. Vâng, ý tứ chính là, mặc kệ Lý Thiên Mệnh. Minh chủ, lại không quản hắn, thật rất khó chịu, để cái này một cái xúc sinh, đem chúng ta náo thành dạng này, tuyệt đối làm trò cười, những cái kia nhân vật xem cuộc chiến, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Hiên Viên Cương Cương tức giận nói. Đến, ngươi nói một chút, làm sao quản? Hiên Viên Vũ Phong hỏi. Hiên Viên Cương Cương cúi đầu, không cách nào trả lời. Ta cũng không tin, một mình hắn đánh bại số lượng, có thể cùng chúng ta 100.000 người so. Hiên Viên Vũ Phong cười lạnh. Đúng vào lúc này, Minh Chủ, phát hiện, sắp huyết minh, 8.000 người tiềm tàng tại, Phong Linh Cốc. Có thám báo đến báo. Thám báo đội tác dụng, rốt cục phát huy ra. Long Vũ Minh nghe lệnh, Hiên Viên Vũ Phong ánh mắt sáng lên. Vâng, theo ta cùng một chỗ. Đem sáp huyết minh, đánh thành thứ nhất đếm ngược. Sáp huyết minh, lần trước bài danh thứ 8, 8.000 người quy mô, không coi là nhỏ. Mấu chốt là, nó là minh hội chiến khai chiến trước đó, số ít mấy cái, không phục tùng Long Vũ Minh trấn áp đệ tử minh hội. Giết! Long Vũ Minh 100.000 đệ tử, vọt vào Phong Linh Cốc. Sáp huyết minh phát hiện bọn họ, sớm liền bắt đầu rút lui, nhưng, hành tung bại lộ, há có thể rút đi. Nhất nguyên chiến trường. Nhìn ra được không, hắn có thể nhìn phá huyễn cảnh, tinh chuẩn tìm tới đối thủ. Hiên Viên Vũ Hành nói. Vừa rồi ta trở về, mấy cái sư huynh nói với ta việc này, đã truyền ra.
Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thân phận của hắn, người biết nhiều không? Cái nào thân phận? Tôn thần mang về cái thân phận này. Không có đâu, hiện tại người biết không nhiều, trưởng bối không cho nhiều lời. Cho nên, bọn họ đều đang nghiên cứu, cái này nhân nguyên đệ tử vì sao có thể khám phá kết giới đây? Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Có thể nhìn phá huyễn cảnh, thủ đoạn này thật sự là lợi hại. Hiên Viên Vũ Hành nói. Cái này không phải là gian lận rồi hả? Gian lận không có gì, dựa vào bản lãnh thật sự, mấu chốt là, có loại năng lực này, còn phải có xứng đôi chiến đấu lực, nếu không cũng là chẳng làm nên trò trống gì. Hiên Viên Vũ Hành nói. Ý của ngươi là, ngươi thừa nhận lực chiến đấu của hắn rồi. Tại Nhân Nguyên Tông một đám bên trong người lùn bên trong, tính toán một cái người cao đi. Đến Địa Nguyên Tông, cũng là người lùn, Hiên Viên Vũ Hành nói. Lại nói, ngươi thật vô cùng để ý hắn đây. Có sao? Ta lúc ấy kém chút phế đi hắn, hắn khẳng định ghi lấy, muốn tìm ta báo thù đây. Hiên Viên Vũ Hành cười nói. Ngươi sợ. Mộc Tuyết, khác đùa kiểu này, không có ý nghĩa. Được rồi. Hiên Viên Mộc Tuyết gầy gầy tóc dài, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Huyễn cảnh kết giới, Phong Linh Cốc. Lý Thiên Mệnh đứng trên núi cao. Trong mắt của hắn, một cái 100.000 người đệ tử liên minh, vọt vào Phong Linh Cốc. Trong lúc nhất thời, cộng sinh thú đều xuất hiện, chỉ ít có hơn 200.000 đại quân, nghiền ép mà lên. Số lượng này, tối thiểu là, sáp huyết minh, gấp 10 lần. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra, cái này sáp huyết minh vận khí không thế nào tốt. Biệt khuất tức giận Long Vũ Minh, bắt bọn hắn làm nơi chút giận. Rầm rầm rầm. Phía dưới chiến trường, thanh thế to lớn. Tại Long Vũ Minh trùng sát phía dưới, sáp huyết minh phân mảnh, nhân viên giải tán lập tức. Trong lúc nhất thời, chói mắt xích diễm thư, thiêu khắp toàn trường. Ta đầu hàng. Đừng giết ta đầu hàng. Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua, tại cái này 100.000 người trùng sát bên trong, sáp huyết minh chạy không đến 3.000 người, chỉ ít có 5.000 người, tại chỗ đầu hàng. Thật uy phong a. Đây mới là Long Vũ Minh uy lực chân chính. Dạng này một màn, mới là Long Võ Minh đệ tử, muốn tiết tấu. Đây chỉ là bắt đầu, tiếp đó. Còn lại các đệ tử minh hội, đều sắp trở thành chúng ta dưới chân con kiến hôi, chỉ xứng run rẩy. Tại Hiên Viên Vũ Phong cổ động phía dưới, Long Võ Minh đệ tử, nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc nhất thời, thanh âm chấn thiên. Trước mắt, Long Vũ Minh tổn thất hơn 1.000 người, nhân số tuy nhiên không ít, nhưng đối lớn như vậy minh hội tới nói, đầu hàng so tỷ lệ rất thấp. Trong ngày này, đệ tử khác liên minh tao ngộ, cạnh tranh lẫn nhau, liền kiếm vương minh đều tổn thất vài trăm người. Lúc này mới ngày đầu tiên, tam đại minh hội, đều không xếp tại trước hết, bất quá, hiện tại bài danh không có ý nghĩa. Nhưng là, sáp huyết minh trong nháy mắt thứ nhất đếm ngược, tại thực thời bài hành bảng phía trên, ngược lại là phi thường chói sáng. Bọn họ đầu hàng tỷ suất, đã đạt đến 60%. Lý Thiên Mệnh đánh tan Long Vũ Minh hơn 1.000 người, nhưng Long Vũ Minh đầu hàng tỷ suất, vẫn chưa tới 2%. Muốn đem cái này tỷ lệ phần trăm. Kéo đến 50% trở lên, cái kia đến đánh tan 50.000 người. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng cười một tiếng, tiếp tục săn giết thám báo. Luyện kiếm, luyện kiếm. Thật vất vả, đạt được một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thắng lợi, chính là Long Võ Minh đệ tử lớn nhất tung bay thời điểm, chính là ra tay thời điểm. Nhìn ra được, bọn họ đã tại cuồng hoan, quên đi Lý Thiên Mệnh mang cho bọn hắn biệt khuất. Siêu siêu. Bạch phát quỷ quyến rũ mà qua. Một cái bóng mờ không ngừng tại Long Vũ Minh đại quân chung quanh ẩn hiện. Nguyên một đám đệ tử, tại rừng núi hoang vắng bên trong, mặt sắp tử vong uy hiếp, không thể không sử dụng xích diễm thư. Lý Thiên Mệnh. A, đừng giết ta trượt đầu hàng. Lý Thiên Mệnh chỉ cần gặp phải Long Võ Minh đệ tử, quản hắn là ai, trực tiếp lấy lục đạo sinh tử kiếm giết tới. Bắt đầu từ ngày thứ hai, hết thảy đều tại hắn tiết tấu bên trong. Một ngày, 1.000 người. Theo sớm giết tới muộn, giết đến hai tay của hắn đều đang run rẩy. Linh Nhi tình cảnh nguy hiểm như thế, ta còn không có thực lực, tránh thức đặt chân Viêm Hoàng Đại Lục, làm sao có thể thư giãn. Lại nói, một ngày không thành thần, đều trốn tránh không được sinh tử. Kẻ đuổi giết một khi tìm tới cửa, cũng sẽ không khách khí với ta. Đến lúc đó, liền chết cũng khó khăn. Những thứ này áp lực cực lớn, để Lý Thiên Mệnh, không thể không lấy một loại bệnh tâm thần thái độ. Đi ma luyện chính mình. Hết thảy căn bản,
đều bởi vì hắn trong lòng có thích. Mặc kệ là thân nhân, vẫn là người yêu, hoặc là cộng sinh thú huynh đệ, đều là đời này không cách nào dứt bỏ mệnh. Vận mệnh như thế, hắn chỉ có thể tiếp nhận, chỉ có thể cắm đầu vào tới trước, đi vì tâm trung sợ ái, sáng chế một con đường sống, giấu giếm, chạy thoát. Ngày thứ ba, 3.000 người. Ngày thứ tư, 4.000 người. Ngày thứ năm, 5.000 người. Đến một ngày này đến, toàn bộ nhất nguyên chiến trường người đều biết, hắn đang luyện kiếm, hắn là một cái thuần chính điên cuồng. Một người, đánh tan 5.000 người. Toàn bộ thái cổ thần vực minh hội chiến trong lịch sử, đều chưa từng có. Đúng là điên. Long Vũ Minh nhất định phải bảo trì đại lượng thám báo số lượng, mới có thể tìm kiếm được còn lại liên minh, lấy củng cố chính mình đệ nhất địa vị. Nhưng là, người này chuyên môn truy sát hắn thám báo, để Long Vũ Minh khó chịu cùng cực. Xúc tu căn bản không có cách nào vươn ra, tất cả thám báo đều sợ gặp phải hắn. Cái này 5 ngày thời gian, Long Vũ Minh mới nghiền ép 4 người đệ tử minh hội, hiệu suất kém xa lúc trước, bọn họ chẳng những không có leo lên đệ nhất, ngược lại để người này một người, xinh xinh đem bọn hắn đầu hàng tỷ suất, kéo đến 5%. Long Vũ Minh tiết tấu bị đánh gãy, Hiên Viên Vũ Phong nhất định phải giải quyết người này, mới có thể đuổi kịp tiết tấu, tại trong vòng nửa tháng, nghiền ép các đệ tử liên minh, trèo lên đỉnh đệ nhất. Giải quyết như thế nào? Kẻ này có thể khám phá huyễn cảnh, Hiên Viên Vũ Phong căn bản tìm không thấy hắn. Khó giải. Xem đi, nhìn Hiên Viên Vũ Phong giải quyết như thế nào, còn muốn hay không, tiếp tục gia tăng thám báo. Mọi người lại quan sát một ngày. Bọn họ đã nhìn ra. Tại Lý Thiên Mệnh một người, hao tổn bọn họ 5.000 thám báo về sau, Hiên Viên Vũ Phong chẳng những không có co vào thám báo, ngược lại đem thám báo số lượng, tăng lên tới 20.000. Hắn cũng điên rồi, để những người này rời xa đội chủ nhà, đưa cho cái này gọi Lý Thiên Mệnh người. Không phải, đây là chính xác cử động. Giải thích thế nào? Thám báo là Long Vũ Minh căn bản, tương đương với ánh mắt của bọn hắn, bọn họ muốn, là đem đệ tử khác liên minh toàn bộ bắt tới, nếu như bởi vậy co vào ánh mắt, lấy trước mắt thời gian nhìn, Long Vũ Minh không có khả năng giải quyết toàn bộ. Vũ Phong đi ngược lại con đường cũ, lấy Lý Thiên Mệnh hiệu suất, nhiều lắm là tại trong nửa tháng giải quyết hơn 1 vạn người, nhưng, Long Vũ Minh còn lại hơn 8 vạn người, đều có thể bắt kịp tiết tấu, tìm tới đối thủ. Tuy nhiên tự tổn 10%, nhưng, nếu để cho người khác tổn thất càng nhiều, bọn họ như cũ có thể thắng. Vũ Phong vẫn rất có não tử. Không tệ. Lý Thiên Mệnh đều phát hiện, cái này thám báo, ngược lại càng đánh càng nhiều. Thậm chí, bọn họ cũng không sợ chính mình, rất nhiều người không chút kiêng kỵ chạy khắp nơi, liền vì bố trí tai mắt, vì Long Vũ Minh bắt được đối thủ. Quản hắn. Phản chính thời gian còn có, hắn chỉ lo luyện kiếm. Cường đại, mới là căn bản. Những ngày gần đây, hắn một mực chạy 2 cái mục tiêu mà đi. Đệ nhất, nhân đạo chúng sinh kiếm tiểu thành, thứ hai, leo lên cổ chi thánh cảnh. 5 ngày thời gian, đánh tan 5.000 người, lấy các loại phương thức diễn luyện, suy nghĩ, đốn ngộ, hắn đã có một số thu hoạch. Săn giết tiếp tục. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8. Đảo mắt, ngày thứ 10. 10.000 người. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn thương thiên, trên trời có mây trắng ngưng kết thành văn tự, sắp xếp cùng nhau. Đó là đệ tử liên minh bài danh. Trước mắt, Long Vũ Minh, hạng 9, đầu hàng tỷ suất, 11%. Cái này 11%, chỉ ít 10%, là Lý Thiên Mệnh sinh sinh làm ra.